tu chân liêu thiên quần, tống thư hàng. chương 631, 30 vạn bệnh nhân cầu chữa trị. Tạo hóa sư thúc quá tuyệt luôn, tiên tử khiêu vũ kia. Thế là các đệ tử tục gia của đấu chiến Phật Tông phân tán khắp hoa hạ, thậm chí là khắp thế giới đều dùng tốc độ nhanh nhất để mở âm thanh lên. Nào loa, nào tai nghe, nào là các thiết bị khuếch đại âm thanh đều được mở hết. Sau đó, giọng hát su dương của hai vị tiên tử truyền vào tai họ, một giọng trong veo lanh lành một giọng trầm thấp dịu dàng. Thế rồi các đệ tử của đấu chiến Phật Tông đối chiếu giọng hát với ba vị tiên tử trong màn ảnh. Vị tiên tử đứng ở vị trí trước nhất mặc váy rực rỡ, tay áo rộng lồng lộng tung bay, tóc đen dài mượt mà bay múa, khóe miệng mỉm cười thản nhiên hệt như bươm bướm giữa muôn ngàn hoa. Đằng sau cô còn hai tiên tử nữa, một người xinh đẹp quyến rũ, mặc trang phục cổ trang đỏ rực, dáng người chuyển dịu dàng, tiếng ca như gió xuân phả vào mặt chính là do cô ấy hát lên. Còn một người có dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, cũng mặc đồ đỏ nhưng lại trang điểm theo phong cách hiện đại. Cô mặc áo ngắn kết hợp với váy ngắn đỏ rực, khăn lụa buộc bên eo che đi một phần bụng và chân sỏ một đôi dép nhỏ dễ thương, giọng hát trong trẻo pha chút thanh lãnh chính là của cô ấy. Các tiên tử khiêu vũ đẹp quá đi, ta chuẩn bị xong xuôi đâu đấy cả rồi, ta muốn nhận thầu toàn bộ hình ảnh của vị tiên tử đó. Ngu ngốc, vị tiên tử dáng người nhỏ xinh đằng sau kia mới là chân ái của chúng ta, nhìn cô ấy dễ thương mà giọng ca cũng dễ thương y như người luôn. Ngực không phẳng thì còn lấy cái gì mà bình thiên hạ chứ? Ta thì ủng hộ vì tiên tử trưởng thành mặc váy đỏ kia kìa, cô ấy hát dịu dàng như thể đang thì thầm ngay bên tai người vậy đó, xương cốt ta nhũn hết cả ra rồi. Ta muốn gả cho cô ấy á á á. Tuy ta không nghe rõ hai vị tiên tử hát cái gì, thế nhưng mà giọng ca hay quá là hay. Chắc là còn đang hát thử ấy, hai người họ vẫn đang hát thử thôi, hơn nữa còn cách khá xa cho nên mới không nghe rõ lời bài hát đấy. Tí nữa họ bắt đầu biểu diễn là nghe rõ ngay ấy mà. Nhân lúc buổi diễn còn chưa chính thức bắt đầu, mau đi gọi hết các sư huynh đệ ra đây đi. Phải chia sẻ những điều tốt đẹp với mọi người mới được. Audio điện tử võ tấn bền Tốc độ tuyên truyền của các đệ tử tục ra đấu chiến Phật Tông cực kỳ nhanh. Trong thời đại ngày nay, chỉ cần có mánh lưới và mánh lưới này thu hút sự chú ý thì có thể hấp dẫn được vô số người tới xem trong thời gian rất ngắn. Ta đến rồi ta đến rồi đây. Chờ tí, có phải ta hoa mắt không? Vừa rồi trên người Mỹ nữ đang khiêu vũ này hình như có ánh sáng lóe lên hay sao ấy? Không phải là chế tác hậu kỳ, thế là có hiệu ứng ánh sáng đặc biệt gì à? Ban ngày ban mặt mà cũng có hiệu ứng ánh sáng rõ nét vậy sao? Chuyên nghiệp thật đó sao ta càng nhìn vũ đạo này càng cảm thấy như mình đắm chìm vào đó luôn vậy con người hiện đại đã xem qua vô số loại vũ đạo trên mạng múa cổ phong múa hiện đại nhảy hip hop múa dễ thương thậm chí là nhảy sexy cũng đã ngắm không ít rồi thế nhưng vũ đạo mà tiên tử này đang múa không phải là bất cứ loại nào trong số đó thế mà lại có thể khiến sự đồng điệu mãnh liệt nảy sinh trong lòng mọi người trong lòng mọi người chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là xem tiếp xem tiếp phải xem vị tiên tử này múa đến thiên hoang địa lão. Nếu là nhìn thấy ở ngay trước mắt thì còn kinh ngạc đến mức nào nữa đây. Đông phương lục tiên tử đang khiêu vỗ tỏa ra mị lực gấp 10, gấp trăm lần lúc bình thường. Lúc này đây cô rực rỡ chói người không một ai có thể rời ánh mắt. Hai tiên tử đằng sau cũng có tiếng ca vô cùng tuyệt vời, một huyền chuyển, một trong veo, khi ngân lên cùng nhau mang lại cho người ta cảm giác cực kỳ sung sướng. Khói lượn lờ, mưa mịt mờ đình đài lầu các ẩn hiện dưới mưa. Ta dừng bước tựa mạn hiên nhà. Chờ người bung tán rủ bước qua bên cạnh ta. Nghe thấy rồi, ta nghe rõ rồi. Lỗ tai hòa tan luôn rồi, ta muốn chìm đắm trong tiếng ca này cả đời. Các loại đạo cụ tung hoa bắt đầu spam khắp màn hình. Tất cả mọi người đắm chìm trong dáng múa tuyệt vời và tiếng ca miên man. Số người xem mau chóng đột phá con số một vạn, và con số này vẫn tăng lên nhanh chóng. Đương nhiên trong số đó không thể thiếu các đệ tử của đấu chiến Phật Tông châm ngòi thổi lửa, thế nhưng lực lượng của người xem cũng không thể coi thường được. Chỉ sau khoảng một giờ thì số người xem đã qua một vạn. Thật là hồi hộp quá đi. Tạo hóa Pháp Phương nhếch miệng nở nụ cười ấm áp. Khoảng 10 phút sau, Đông Phương Lục Tiên Tử, Lưu Huỳnh Tiên Tử và Tô Thị A Thập Lục tạm thời kết thúc buổi tập luyện, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát rồi thương lượng xem tí nữa phối hợp với nhau như thế nào tạo hóa Pháp Vương hít sâu một hơi, cơ hội tới rồi. Pháp Vương nhiệt tình dẫn đường cho ba vị tiên tử vào phòng nghỉ đã sắp xếp đâu ra đó ở sâu trong cung điện, có trà có bánh, có tiên quả chân quý dâng cho các vị tiên tử nghỉ ngơi. Sau khi sắp xếp cho ba vị tiên tử xong xuôi, tạo hóa Pháp Vương lấy cớ tạm rời khỏi phòng. Trước khi đi hắn còn lặng lẽ mở một trận pháp cách âm xung quanh căn phòng đó. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi mà số người chú ý đã tăng gấp đôi, lên tới trên 20 vạn. Tạo hóa pháp phương cười sung sướng. Chào mọi người, ba vị tiên tử ban nãy đã vào nghỉ ngơi trong hậu trường. Mọi người đừng suốt ruột. Ba vị tiên tử đã tập luyện gần xong, chỉ một chút nữa thôi là chúng ta có thể thưởng thức điệu múa và tiếng ca của họ rồi. Bọn tôi muốn tiên tử lên sàn, cầu tiên tử mau mau lên sàn. Mọi người đừng suốt ruột. Nhân lúc các vị tiên tử đang nghỉ ngơi thì ta muốn hỏi một chút, mọi người có muốn nghe hát không? Ta làm cái thống cây nhỏ chút nào. Tạo hóa pháp vương mỉm cười. Tiên tử hát cái gì cũng được, bọn ta thích tất. Chỉ cần tiên tử mau lên sân khấu thôi. Ví tiền của ta đã đói khát lắm rồi, chỉ cần các tiên tử lên sân khấu là ta thưởng lì xì luôn và ngay. Hai mắt và hai tai của ta đã chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn hưởng thụ bữa đại tiệc nghe nhìn. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Tạo hóa pháp vương cười ha hả, hắn đang muốn có hiệu quả như thế này đây. Hắn lại nhìn lại số người chú ý, không ngờ đã lên đến con số ba chục vạn. Nhiều người xem thế này là đủ rồi. Tạo hóa pháp vương, nếu tùy tiện hát gì cũng được thì tí nữa sẽ hát thủy điệu ca đầu, nhé, được không? Thích ca khúc cổ phong nhất, thích thủy điệu ca đầu lắm luôn. ủng hộ thủy điệu ca đầu. Tiên tử hát gì cũng được. Like, caption, bay đầy màn hình. Ha ha ha, thế thì mọi người rửa tai mà nghe đây. Tạo hóa pháp vương nói. Chỉ có các đệ tử tục gia của đấu chiến Phật tông là cảm thấy có gì đó sai sai. Không phải nói các tiên tử sẽ lên sàn hát, thủy điệu ca đầu sao? Sao tạo hóa sư thúc vẫn cứ chiếm màn ảnh chưa lượn đi vậy? Chẳng lẽ, không thể nào đâu, không phải thế đâu. Đệ tử nào thông minh một chút thì lập tức vươn tay vặn nhỏ volume của tất cả các thiết bị âm thanh của mình. Thế nhưng đúng lúc đó thì tạo hóa pháp vương đã cất giọng rồi. Đôi môi của pháp vương hé mở, và ngài ngân nga hát lên. Trăng sáng từ khi nào, nâng cốc hỏi trời xanh, không biết trên cung quế, năm nay là năm nào. Vừa mở miệng, cả lũ quỳ. Không hổ là linh hồn ca vương, tiếng ca của hắn không chỉ chinh phục được lỗ tai của con người mà còn có thể xuyên qua nhục thân của con người để chinh phục luôn cả linh hồn họ. Hơn 30 vạn người xem đột nhiên cảm thấy đầu gối mình nhũn ra. Tiếng ca của linh hồn ca vương tràn ngập tính phá hoại hoàn toàn không thể dùng lời nói để mà hình dung được. Khi tạo hóa Pháp Vương lên tiếng thì có từng đợt sóng âm như sóng xung kích của một vụ nổ hạt nhân khuếch tán ra, tạo nên sát thương bỏ qua phòng ngự, không nhìn địch ta, đại sát tứ phía. Ma âm xuyên não. Chỉ trong nháy mắt, tất cả người xem đều trở thành một con thuyền con bất lực giữa sóng biển thét gào, giữa bão táp vùi dập, bất cứ lúc nào cũng có thể lật tan xác. Ngay sau đó, âm thanh ma quỷ kia không ngừng quấy đảo lung tung trong não mọi người từ đầu đến chân như đang chết đi sống lại. À, 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 à. Đừng mà, đừng nữa mà. À, à. Cứu ta với, ai 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 giật hộ ta cái tai nghe ra cái, đừng mà, dừng lại đi. Cha mẹ thánh thần ơi cứu cơn. Xin sư thúc hãy nương tay, sư thúc ơi con là hư cảng đây. Sư thúc người đừng hát nữa, mình là người một nhà mà. Không được, đầu con chóng quá, con muốn nôn, cả người con kiệt sức rồi, con chỉ còn cách nút tắt loa có một bàn tay mà không lết đến nổi cứu ta, không ổn rồi, tai ta sắp mang thai rồi, choáng váng quá buồn nôn quá, ta mang thai rồi sao? Teo, teo rồi, teo đến nơi rồi, tai sắp chảy ra thành nước rồi. Ta thai, thai 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 y. Đáng tiếc là tạo hóa Pháp Phương không nghe thấy những tiếng rên xiết ấy. Cho nên tạo hóa Pháp Phương càng hát càng hăng. Ta muốn cưỡi gió trở về, lại sợ quỳnh lâu điện ngọc, lên cao sao mà lạnh lẽo, bóng xanh đang bay múa, nào có giống nhân gian. Lúc này Pháp Vương cảm thấy mình chính là một ngôi sao lớn, càng hát lại càng nuột. Ngừng bắn, mau ngừng bắn. Sư Thúc ơi con là, là hư uyên nè, con là sư điệt kiệt xuất hư uyên của người nè. Không ổn rồi, lỗ tai sắp xảy thai rồi. Óc ta sắp nổ tung rồi chảy hết ra khỏi tai rồi. Mẹ ơi, kiếp sau con vẫn muốn làm con của mẹ. Tiểu Nam, Tiểu Nam, anh yêu em, thứ truyền được ra ngoài chỉ có sóng âm mang theo lực sát thương không giải thích được kia mà thôi bằng không người thường mà nghe thẳng thứ âm thanh đáng sợ này vào tai thì sẽ biến thành thằng ngu mất qua gác tía nhòm cửa gấm dọi canh sầu chẳng nên oán hận chỉ nguyện người trường cửu ngàn dặm dưới trăng thâu hát xong một lần tạo hóa pháp vương ngừng lại nhưng vẫn còn chưa đã ghiền mà lúc này đây trừ những người thông minh tắt loa ngoài và tháo tai nghe ngay từ đầu ra toàn bộ ba chục vạn hội viên đều trắng nhợt mặt mũi. Cả đám đều thấy đầu váng mắt hoa, nào nào muốn ngửa, cả người rượu rã, thậm chí còn không có cả sức mà tháo cái tai nghe trên tai mình xuống. Hơn ba chục vạn người, ai nấy đều như vừa bị chơi nát. Bọn họ mềm rũ gục xuống bàn, xuống ghế, xuống giường nằm, tàn tạ sắc sơ. Sau đó, không có sau đó nữa, cả tim bay sạch, thế nhưng cuối cùng cũng kết thúc rồi. Ha ha, há 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 một đám rất đông trong số 30 vạn hội viên bật cười ngốc nghếch. Cuối cùng họ cũng bỏ ra khỏi địa ngục, cuối cùng tiếng ca cũng kết thúc, cuối cùng không bị tra tấn nữa rồi. Bọn họ bắt đầu tích tụ sức mạnh, chỉ cần chắt chiêu ra một tí sức lực là họ sẽ tháo hết tai nghe và tắt hết loa đài ngay lập tức. Hắn nói, há há há, ban nãy ta hát không hay lắm, có mấy âm bị chậm mất một nhịp. 30 vạn hội viên đang theo dõi lặng lẽ trợn trắng mắt, có quỷ mới nghe ra vấn đề gì trong giọng điệu của ông á rõ ràng ông hát cả bài tụi này chỉ nghe thấy trong tai vang ong ong người thì trao liệng như xe qua núi như nhảy bun di như ngồi bánh xe chết chóc chết đi chết lại đủ kiểu tạo hóa pháp phương nói tiếp cho nên ta thấy mình nên hát lại lần nữa thì tốt hơn vậy đi mời mọi người lại rửa tai để nghe ta hát thêm lần nữa nhé giờ mọi người yên lặng hát cùng ta nha chương 632, tai nạn giao thông ở bãi đỗ xe. Thế là trong nỗi tuyệt vọng sâu sắc của 30 vạn người, tạo hóa Pháp Vương lại cất giọng oanh vàng. Trăng sáng tự khi nào, nâng cốc hỏi trời xanh, không biết trên cung quế, năm nay là năm nào. Nữa rồi, nữa rồi, tiếng ca đáng sợ ập tới như bão lốc. Làn này thì hơn ba chục vạn người xem không còn sức lực đâu để mà ngăn cản nữa họ chỉ cảm thấy mình y hệt một con cá khô bị quăng vào sóng thần để cho ngọn sóng thần kia tùy ý đùa giỡn. á á á, lần này sắp tèo thật rồi, sắp tèo thật á. tiếng nói yếu ớt cất lên. bác sĩ ơi, bác sĩ ơi cứu em, em vẫn còn cứu được mà. tôi không muốn sống, tôi không muốn sống nữa. trưởng lão, con sai rồi, con không nên mở loa. trưởng lão ơi cứu con với. đây là tiếng rên rỉ của đệ tử trong đấu chiến phật tông trên đầu chữ sắc có một chữ đao, tiên tử hại ta, tiên tử hại chết ta rồi. Từ nay trở đi ta sẽ không bao giờ yêu tiên tử nữa. Nè nè, thế kiểu này không sao chứ hả? Từ ngày mai ta sẽ là một hòa thượng chân chính, kiêng sắc, kiêng rượu, kiêng đồ mặn. Ta muốn về đấu chiến Phật Tông xuất ra đường hoàng, ta không muốn làm tục ra đệ tử khám phá hồng trần gì nữa hết. Tạo hóa trêu người mà. Tiếng kêu rên thê thảm vang vọng khắp nơi khi tạo hóa Pháp Vương hát xong bài này thì có khi bệnh viện trên khắp hoa hạ phải nhận trên dưới ba chục vạn bệnh nhân mất. Mà triệu chứng của họ chắc chắn đều là váng đầu buồn nôn và thân thể mềm rũ. Hôm nay, thủy điệu ca đầu đã trở thành ác mộng của hơn 30 vạn người. Không biết rồi chuyện lớn thế này thì phải xử lý thế nào đây? Còn nữa, liệu một ngày nào đó trong tương lai, giọng hát của tạo hóa Pháp Vương được thu lại có thể trở thành một loại siêu vũ khí đáng sợ và không ô nhiễm hay không? Lúc này, trong biệt thự của Ngư Kiều Kiều, Tống Thư Hàng tạm biệt Ngư Kiều Kiều, Thiên Nhai Tử đạo trưởng và Biệt Tuyết Tiên cơ, rồi đưa Thông Nương đến gara của Bạch Tôn giả ở gần đại học Giang Nam. Thông Nương sống chết không chịu ở lại, lần này cô cam tâm tình nguyện đi theo Tống Thư Hàng, thậm chí còn biến về hình dạng cây hành rồi ngoan ngoãn trốn vào túi thu nhỏ một tấc của hắn. Bởi vì Thiên địch Biệt Tuyết Tiên cơ của cô nàng cứ nhìn cô nàng hệt như hổ rình mồi cô sợ rằng mình mà ở lại biệt thự của Ngư Kiều Kiều thì chỉ ngày mai thôi là bị ngắt búp nấu canh mất. Đến gara của Bạch Tôn Giả, Tống Thư Hàng lái một chiếc xe nội địa ra ngoài, sau đó bật GPS lên, cài đặt đích đến là khu phố phim trường của địa khu Giang Nam. Hy vọng khi hắn đến thì Lưu Huỳnh Tiên Tử đã đi rồi, thế thì hắn mới có thể gặp Tô Thị A thập lục một cách quang minh chính đại. Tống Thư Hàng cầu nguyện trong lòng. Sau đó, khi hắn lái xe ra khỏi gara thì thấy gần đó có một ông chú mặc Âu phục đặc trưng của tộc đi làm đang đứng chờ. Ủa, chú, là ngươi à? Tống Thư Hàng nhìn thấy ông chú này thì nhớ ngay ra, đạo hiệu của hắn hình như là chính Đức. Hắn là đệ tử của tiên nông tông. Mấy tháng trước, hắn bị đám người công tử hải Trâm ngòi ly rán nên cho rằng Tô Thị A thất cướp mất thất hoàng diệu quả của tiên nông tông nhà họ. Sau đó ông chú trung niên này lần theo dấu vết đến Đại học Giang Nam, Tìm thấy Tô thị A thập lục rồi, dây dưa lằng nhằng với Tống thư hàng và Tô thị A thập lục một hồi. Tống thư hàng dừng xe lại, nhìn về phía Chính Đức. Hắn đang ở Tu Vi nhị phẩm đỉnh phong, cách Tam phẩm rất gần rồi. Tống thư hàng nhớ hình như ông chú này trở thành tông chủ Tiên nông tông rồi cơ mà, sao tự nhiên lại chạy đến gần đại học Giang Nam vậy? Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn thì hình như hắn đang chờ mình. Chính Đức cũng đang đánh giá Tống thư hàng. Thiếu niên này đã cao hơn một chút dáng dấp cũng rắn chắc hơn trước kia nhiều. Tóc ngắn hồi đó biến thành tóc dài đến eo và lông mày thì trụi lùi. Nhìn đến cảnh giới thì, ôi! Chính nước run run khóe miệng, mới hơn hai tháng trước khi hắn gặp thiếu niên này thì nó còn chưa hoàn thành trúc cơ, bị hắn đánh một quyền đã lăn đùng ra đấy. Thế mà hôm nay gặp lại thì thiếu niên ngày ấy đã lên tới tam phẩm rồi. Chính nước không nhịn được quát lên. Người bật hách à! Ha ha, chính nước đại thuốc dạo này mốt thế, biết cả từ ngữ hiện đại rồi cơ đấy. Tống Thư Hàng bật cười rồi xuống xe. Thực ra là vì gần đây ta gặp được một số kỳ ngộ nên tốc độ tu luyện nhanh hơn một chút thôi. Vì thăng cấp quá nhanh nên ta đang phải tu luyện gấp bội, tranh thủ củng cố căn cơ của mình đây. Khi còn ở cảnh giới nhị phẩm hắn nhận truyền công nên mới tăng cảnh giới, cho nên cảnh giới này có chút phù phiếm. Bởi vậy thời gian tới đây hắn phải củng cố lại trụ cột của mình cho vững chãi ông chú chính nước thở dài não ruột, một số kỳ ngộ. Hơi nhanh chút, cả cái giới tu chân này mà nhìn thấy tốc độ tu luyện của ngươi thì đều sẽ khóc ngất biết không hả? Tống Thư Hàng hỏi, chính nước đại thúc tìm ta có việc gì hả? À? Đúng vậy, ta muốn tìm ngươi mà không biết ngươi ở đâu, nên đành phải chờ ngươi ở loanh quanh trường đại học này. Chính nước đáp, mấy hôm nay hắn vẫn trầu trực ở gần đại học Giang Nam để đợi Tống Thư Hàng. Thế nhưng vì trường học đang nghỉ hè nên đến hôm nay hắn mới gặp được đại thúc có việc gì cần nhờ ta giúp sao? Tống Thư Hàng hỏi. Chính nước đại thúc lấy một mầm cây ra từ trong lòng, mầm cây tỏa ra bảy sắc cầu vồng, chỉ nhìn thôi cũng biết là cực kỳ quý giá. Đây là mầm cây của thất hoàng diệu quả. Thất hoàng diệu quả đã chín của tiên nông tông bọn ta bị đám giặc cướp nguyệt đao tông lấy mất, muốn trồng lại thì cần rất nhiều thời gian. Hai tháng nay bọn ta cũng mới trồng được hai cái mầm. Nếu muốn nuôi lớn nó thì cần trên trăm năm và một lượng tài nguyên rất lớn khi chính nước nói đến đây thì cười đầy chua sót. Đại thúc muốn cho ta thứ này hả? Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi, quan hệ giữa hắn và tiên nông tông trở nên tốt đẹp đến mức họ có thể cho hắn mầm cây thất hoàng diệu quả quý giá như thế từ khi nào vậy? Ông chú chính nước đỏ mặt bật cười. Thực ra ta muốn tặng nó cho tiểu cô nương của thiên hà tô thị. Ta biết cô ấy phải chịu nhiều đau đớn do thiên kiếp gây ra. Mầm cây thất hoàng diệu quả này tuy không thể tốt bằng quả chín, thế nhưng dùng nó thì vẫn có tác dụng chữa trị nhất định với vết thương do thiên kiếp đấy. Tống Thư Hàng xấu hổ quá, thì ra là người ta muốn nhờ hắn tặng cái này cho Tô Thị A Thập Lục. Đại Thúc à, sao người không tự mình đưa cho Tô Thị A Thập Lục? Tống Thư Hàng hỏi. Chính Đức cười khổ. Ta không còn mặt mũi nào mà đi gặp đám người Tô Thị A thất cả. Lúc trước hắn hồ đồ ngang ngạnh, suýt nữa thì hại Tô Thị A Thập Lục bị thương nặng hơn, thế mà sau này Tô Thị A Thất không những không so đo với hắn, mà còn tặng cho hắn một tấm lệnh bài để bảo vệ tiên nông tông. Tô Thị A Thất là người đại nghĩa, chính Đức vẫn khắc ghi ân tình này của hắn. Tống Thư Hàng nhận mầm cây thất hoàng diệu quả từ tay ông chú chính Đức. Được rồi, để ta giao nó cho Tô Thị A thập lục cho. Vừa hay ta đang muốn đi gặp cô ấy đây. Thư Hàng tiểu Hữu vô cùng cảm kích. Chính Đức nói nghiêm túc. Đại thúc còn chuyện gì khác không? Tống Thư Hàng hỏi, chính nước lắc đầu. Ông chú này đúng là chẳng thay đổi gì cả. Hắn chờ ở đây suốt mấy ngày chỉ để đưa cho Tống Thư Hàng mỗi một cái mầm cây này vậy thôi. À đúng rồi, chính nước đại thúc, trao đổi cách liên lạc đi. Sau này có chuyện gì thì cứ gọi thẳng cho ta là được rồi. Tống Thư Hàng lấy chiếc di động đã được Bạch Tôn giả cải tạo của mình ra. Chiếc điện thoại này có chất lượng ổn cực kỳ, đến thiên kiếp cũng không thể đánh hỏng nó được, chỉ có vỏ ngoài là cháy đen thôi được không ông chú chính nước cũng lấy điện thoại ra rồi trao đổi số điện thoại với tống thư hàng động tác cứ lóng nga lóng ngóng trước kia tiên nông tông gần như tách biệt với đời trong hai tháng mà ông chú chính nước này biết dùng các loại sản phẩm khoa học kỹ thuật thì đã là cố gắng lắm rồi sau khi trao đổi số máy tống thư hàng đột nhiên nhớ ra một việc đúng rồi chính nước đại thúc này tiên nông tông nhà mấy người có bán dược liệu không Trước đó không lâu Tống Thư Hàng có được một loại phối phương nước tắm từ chỗ dược sư tiền bối, cũng chính là cái loại hắn đã dùng để ngâm mình trong quan tài vàng ở mộ lục tu. Hiệu quả tốt lắm luôn, ngâm một lần là thể chất tăng lên không ít. Tuy rằng bây giờ cảnh giới của Tống Thư Hàng đã tăng lên tam phẩm, thế nhưng thuốc ngâm vẫn có tác dụng nhất định. Hơn nữa loại nước ngâm đó mà pha loãng ra thì còn có hiệu quả tăng cường sức khỏe cho người thường, rất thích hợp cho người thân của Tống Thư Hàng. Tiểu Hữu muốn mua dược tài à? Dược liệu gì thế?" Chính Đức hỏi. Tống thư hàng kể ra các loại dược liệu và hỏi giá cả luôn. Chính Đức tính một lát rồi nói, "Dược liệu đó đều là cấp thấp thôi, bọn ta có hết. Mỗi phần dược liệu có giá khoảng 7 viên linh thạch tam phẩm." Lúc trước trong mộ của Lục Tu thì Lục Tu cô nương cũng bán cho Tống thư hàng với giá này, xem ra đúng là cô đã bán đúng giá cho hắn. "Không thành vấn đề, bán cho ta một ít đi." Tống thư hàng lấy một viên linh thạch lục phẩm ra. Đổi thành dược liệu hết nhé. Chính nước nhận lấy linh thạch lục phẩm rồi tính toán một chút. Một viên linh thạch này có thể đổi được hơn 857 phần dược liệu. Ta sẽ làm tròn rồi mang 860 phần đến cho ngươi. Nhưng số lượng nhiều thế này thì ta phải về môn phái chuẩn bị. Bao giờ có ta sẽ gửi đến tận nơi cho ngươi nhé. Cảm ơn chính nước đại thúc lúc nào giao tới thì báo cho ta một tiếng để ta nói cho các người biết địa điểm giao hàng. Tống Thư Hàng hớn hở nói, về sau ngươi cần dược liệu gì thì cứ việc đến tìm ta. Cho dù tiên nông tông ta không có thì cũng có thể mua được từ các môn phái gieo trồng linh dược với giá thấp hơn giá thị trường. Khi đó bọn ta sẽ bán cho tiểu hữu với giá hời nhất. Ông chú chính nước cười bảo, vậy thì tốt quá, đại thúc, hợp tác vui vẻ. Tống Thư Hàng bắt tay chính đức đối với tu sĩ mà nói thì đan dược và thiên tài địa bảo là những thứ không thể thiếu trong việc tu luyện trước kia tống thư hàng không có mối mua dược liệu thế nên dù hắn muốn luyện chế thối thể dịch đơn giản nhất thì cũng chỉ có một ít dược liệu mà vũ nhu tử cho hắn trước kia thôi dùng xong là hết nhãn bây giờ có tiên nông tông nếu sau này tống thư hàng học được thêm tri thức về luyện đan và một số loại đan dược hữu dụng ở chỗ dược sư tiền bối thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều linh thạch sau khi tạm biệt chính nước Tống Thư Hàng lại lái con hàng nội địa chạy về phía phố phim trường. Không biết vì Tống Thư Hàng thăng cấp lên tam phẩm nên thể chất và thị lực trở nên mạnh hơn, hay là do trước kia hắn quen lái xe có trận pháp gia tốc gấp 10 lần của bạch tiền bối, mà bây giờ lái xe tốc độ bình thường cứ thấy yếu xìu, y như đi xe cừu con chạy điện vậy. Không biết nhóm bạch tiền bối đi thăm dò di tích có ổn không? Tống Thư Hàng vốt nhẹ lưu tinh kiếm bên hông, cấm địa mà tán tu lý thiên tố để lại còn đang chờ hắn đi khám phá, việc trị liệu cho Lý Âm Trúc phải trông vào cái cấm địa ấy. Thế nhưng muốn vào cấm địa thì phải chờ bạch tôn giả có thời gian mới được. 3 giờ chiều, cuối cùng Tống Thư Hàng cũng tới khu phim trường. Mùa này thời tiết thay đổi thất thường, mới sáng còn nắng trang trang mà chiều đã đổ mưa to. Mưa to tầm tã cũng làm dịu trời hè nóng bức. Chắc là tạo hóa pháp phương tiền bối và tô thị A thập lục đều ở trong khu phim trường này nhỉ. Tống Thư Hàng ở xa đã nhìn thấy trong khu phim trường có một trận pháp phòng ngự khổng lồ, trên trận có phù văn Phật Môn, trên phù là bút tích của tạo hóa Pháp Phương Tiền Bối. Không biết là nhóm Lưu Huỳnh Tiên Tử đã quay xong video chưa? Tống Thư Hàng dừng xe ở bãi đỗ xe của khu phim trường rồi lấy biến huyễn hung châm ra đặt lên ngực. Hung châm do linh điệp tôn giả chế ra có năng lực biến ảo cực kỳ xuất sắc. Sau khi biến xong, chỉ cần cẩn thận một chút, cộng thêm pháp môn ngụy trang khí thức của hải đảm chiến sĩ, thì cho dù có gặp lưu huỳnh tiên tử hắn cũng rất khó bị tiên tử nhận ra. Tống Thư Hàng biến mình thành một tên cao to đen hôi và cố gắng che giấu khí tức của bản thân đi. Sau đó hắn lấy di động, mở nhóm cửu châu số 1. Vừa mở đã thấy trong nhóm cực kỳ ồn ào. Phủ chủ thất sinh phù. Úi sùi ui, linh hồn ca vương lên tiếng kìa. Bắc Hà Tán Nhân, chẳng phải phủ chủ thất sinh phù chuẩn bị thăng cấp à? Sao lại chạy tới đây nghe tạo hóa Pháp Vương hát vậy? phù chủ thất sinh phù. Không phải đâu, ta chưa bắt đầu thăng cấp, ta cũng không tới để gặp tạo hóa đạo hiếu. Đám thổ dân trên đảo của ta dám to gan tụ tập nhau muốn chống lại ta, thế nên ta sẽ ở lại đảo thêm một thời gian nữa, bao giờ dạy họ học xong kinh thi mới đi. Mà nói chứ, hay lắm nhé, lần trước khi phản kháng ta thì họ đã xếp hàng tập thể dục quanh nhà ta đó. Ha ha ha, tống thư hàng ngượng chín mặt, người dạy đám thổ dân kia tập thể dục chính là đệ tử ngoại quốc joseph của hắn chứ ai hình như joseph đã chuyển sang làm hàng xóm với tống thư hàng rồi nếu tương lai có duyên thì có lẽ hắn thật sự sẽ nhận đệ tử này tống thư hàng thầm nghĩ lúc này phủ chủ thất sinh phù lại nói bắc hà tán nhân gạch nối tống thư hàng đọc tới đây thì cả người run lên đột nhiên tống thư hàng thấy thân xe của mình lắc mạnh một cái sau đó cả xe bị đâm lao ra ngoài. Tai nạn giao thông à. chương 633, chờ người bung tán rủ, đi qua bên cạnh ta. May mà hôm nay hắn lái chiếc SUV có thân xe nặng đến, bằng không cú va chạm kia sẽ hút bay cả xe của hắn đi luôn. Dân tổ lái ở đâu mà lao ẩm ẩm thế không biết. Tống Thư Hàng quay đầu lại nhìn thì thấy chiếc xe đâm vào mình là một chiếc xe Việt dã không rõ của hãng nào, đuôi xe của đối phương đang dính chặt vào đuôi xe hắn, rõ ràng là đối phương đánh lái quá đà, ngoặt gấp để quay xe nên mới gây ra tai nạn giao thông. Đó là một chiếc xe Việt dã rất hoàng tráng, toàn bộ khung xe dường như đều được gia cố, ngay cả đuôi xe cũng gắn thêm thanh chống va chạm rất dày. Không đúng, không chỉ có đuôi xe, từ góc độ của Tống Thư Hàng, hắn có thể nhìn thấy xung quanh chiếc xe này đều trang bị thanh chống va chạm. Đây đâu còn là xe Việt dã nữa, nó là cái ô tô đụng, chuyên đâm đổ lung tung thì đúng hơn, đã thế còn là loại khủng bố đâm phát chết ngay nữa chứ. Sau cú va chạm thì đuôi xe của Tống Thư Hàng nát bấy ra mà xe của đối phương thì chẳng xây sát gì. Chủ xe này không cố ý đấy chứ hả? À à à, không xong rồi, lại đâm vào xe của người khác rồi. Trong xe Việt giã truyền ra một giọng nói quen thuộc. Lại, đâm vào xe người khác. Rõ ràng là vị này đã đâm vào người ta không chỉ một lần, đúng là sát thủ xa lộ mà. Tống Thư Hàng nhìn qua kính chiếu hậu, thấy một tiên tử xinh đẹp bước xuống khỏi con xe Việt dã hầm hố. Tống Thư Hàng, gạch nối, không ngờ lại là người quen. Đó là sát thủ xa lộ đỉnh cao đông phương lục tiên tử trong nhóm cửu châu số 1. Trong cuộc thi máy kéo có tay cầm lần trước, cô đã để lại trong lòng Tống Thư Hàng ấn tượng vô cùng sâu sắc. Mãi đến tận bây giờ, cứ mỗi lần Tống Thư Hàng nhớ đến hình ảnh Đông Phương Lục Tiên Tử lái máy kéo có tay cầm là lại phải giật mình bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Đáng sợ thật, thế mà Đông Phương Lục Tiên Tử cũng dám lái xe ra đường à? Cô không sợ mình gây ra tai nạn giao thông mang tính hủy diệt sao? Cái kỹ thuật lái xe đâm vào người ta trong bãi đỗ của cô mà đem ra đường, lại chẳng nhìn nát cả con đường rồi để lại vô số vụ án máu me be bét cho cảnh sát giao thông à? Lúc này, đông phương lục tiên tử che ô chạy như bay đến bên cạnh chiếc xe của tống thư hàng rồi hỏi đầy lo lắng xin lỗi xin lỗi nhân huynh ở trên xe ơi anh có làm sao không tống thư hàng đang định thuận mồm chào một câu thì nhớ ra mình đang ở trong trạng thái biến hình thế là hắn mở cửa kính ra ho khan một tiếng rồi nhìn đông phương lục tiên tử với ánh mắt đầy nghiêm túc hắn đang định nói chuyện thì hai mắt đông phương lục tiên tử đã sáng ngời lên ủa thư hàng tiểu hữu sao lại là ngươi? Trời đất, ta biến thành thế này rồi mà tiên tử vẫn nhận ra ta cơ à? Tống thư hàng cả kinh thốt lên. Ha ha ha, ta tu luyện thiên ma cửu vũ, thiên phú nhãn khiếu của ta cũng chuyển hóa thành thiên ma nhãn rồi, ta liếc mắt một cái là nhìn ngay ra mấy cái ảo thuật thông thường ấy mà. Đông phương lục tiên tử cười nói. Thiên ma cửu vũ vốn dĩ chính là công pháp hàng đầu về ảo thuật và mị hoặc, cô đã quá dành ngón nghề này, lại có thêm sự trợ giúp của thiên ma nhãn, cho nên cô nhìn thấu thuật biến hóa của Tống Thư Hàng ngay. Tống Thư Hàng, gạch nối, ban nãy ra giật cả mình, không ngờ lại đâm vào xe người ta ngay trong bãi đỗ xe. May mà ta đâm vào Thư Hàng tiểu hữu chứ không đâm vào người bình thường đấy. Ta vừa mới khởi động xe, còn chưa kịp mở trận pháp giảm sóc va chạm đâu, đâm vào người ta là phiền to luôn. Đông Phương Lục Tiên Tử giải thích. Đông Phương Lục Tiên Tử cũng biết kỹ thuật lái xe của mình không tốt, hoặc nên nói là rất nguy hiểm thì đúng hơn. Thế nhưng kỹ thuật lái xe thì phải huấn luyện dần mới ra được chứ. Thế là để bóc cái mát, sát thủ xa lộ, ra khỏi chán mình, gần đây tiên tử rất chăm chỉ khổ luyện kỹ thuật đấy. Để tránh việc mình đang lái xe thì bất cần gây ra cảnh tượng, nhìn nát đường cái, huyết tẩy quốc lộ, cô đã thêm trận pháp giảm sóc va chạm vào xe của mình. Có trận pháp này, cho dù cô có không cẩn thận đâm vào xe của người khác hay là vật gì thì lực đâm cũng sẽ bị trận pháp cản hết, sau đó tác động lên người cô. Thế là không phải lo mình sẽ tắm máu con phố nào nữa. Thế nhưng vừa rồi cô mới chỉ khởi động xe mà chưa mở trận pháp, khi đang quay xe thì bất cẩn dí ga một cái, thế là chiếc xe phóng thẳng ra ngoài rồi đâm sầm vào chiếc SUV ở đằng sau. Chiếc SUV đáng thương bị đâm nát cả đít. Lúc ấy Đông Phương Lục Tiên tử sợ lắm, nếu trên chiếc xe kia có người mà cô gây tai nạn thế này thì phiền to rồi. May mà cô đâm vào thư hàng tiểu hữu đấy. Đông phương lục tiên tử thở phào nhẹ nhõm. Trong bãi đỗ xe lớn như vậy mà đâm được vào xe của thư hàng tiểu hiếu, thật là có duyên quá đi mà. Tống thư hàng. Thư hàng à, chẳng phải ngươi đã bị lưu huỳnh tiên tử đưa vào vũ trụ rồi sao? Sao lại quay về đây thế này? Đông phương lục tiên tử hỏi. Hơn nữa trạng thái của thư hàng tiểu hữu bây giờ cũng rất chi là kỳ quái, tóc thì dài đến eo, lông mày lại trụi lùi, trông cứ dị dị thế nào ấy xin tiên tử hãy giữ bí mật chuyện này cho ta. Tống Thư Hàng nói nhỏ. Không giấu gì tiên tử, thực ra lần thứ hai ta không bị Lưu Huỳnh tiên tử đưa vào vũ trụ. Ta đoán chắc là có người nào đó đóng giả thành ta xong bị Lưu Huỳnh tiên tử thuận tay tiến lên trời rồi. Dịch sung ư. Đông phương lục tiên tử sáng mắt lên. Tên tính quẻ dởm hả? Ta đoán có lẽ cũng chỉ có đồng quái tiên sư tiền bối mà thôi. Tống thư hàng khoái trá bán luôn đồng quái tiên sư đúng là một tin tức tốt đông phương lục tiên tử nói rồi kiểm tra tống thư hàng từ trên xuống dưới một lượt xác nhận hắn khỏe mạnh bình thường và không bị thương thì mới chấn tĩnh hẳn lại thế nhưng hình như ban nãy cô kiểm tra nhầm lẫn ở đâu thì phải sao mà cảnh giới của thư hàng tiểu hữu đã lên tới tam phẩm rồi đúng rồi thư hàng tiểu hữu chiếc xe này ngươi mới mua hả ta đâm nát cả đuôi nó rồi hay là ta đền cho ngươi cái mới nhé đông phương lục tiên tử nói Tống Thư Hàng lắc đầu đáp. Không sao đâu, chiếc xe này không phải của ta, là của bạch tôn giả đó. Phụt, đông phương lục tiên tử tiên tử chết sặc. Gì cơ, xe của bạch tôn giả á. Cô đột nhiên vươn tay nhéo đùi mình một cái rõ đau. Tiên tử, cô làm gì thế? Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi. Tiêu rồi, không phải là mơ, thế mà mình đụng phải xe của bạch tôn giả thật rồi. Đông phương lục tiên tử lầm bà lẩm bẩm Đâm vào xe của Bạch Tôn Giả thì khác gì đâm vào Bạch Tôn Giả? Mà đâm vào Bạch Tôn Giả thì có khi nào mình sẽ bị thiên thạch từ trên trời giáng xuống nện chết tươi ở đây luôn không? Không sao đâu, không nghiêm trọng thế đâu Đông Phương Lục Tiên Tử ơi." Tống thư Hàng nói. Mấy cái xe này đều là do Hoàng Sơn Chân Quân tặng cho Bạch Tôn Giả để ngài ấy đâm chơi, phá chơi ấy mà. Từ lúc Bạch Tiền Bối xuất quan đến giờ đã chơi hỏng mấy cái rồi. Nếu tiên tử thật sự để ý thì cứ đền cho Bạch Tôn giả mấy cái khác là được. Cứ thế là được à? Đông Phương Lục tiên tử vui vẻ hỏi. Được thật mà, hơn nữa chiếc xe này cũng chỉ bị bẹp đuôi tí thôi, ta mang đi sửa lại là được ngay." Tống Thư Hàng nói. Nghe thấy hắn nói thế thì Đông Phương Lục tiên tử mới thở phào. "Tống Thư Hàng hỏi. Đông Phương Lục tiên tử nghi hoặc hỏi lại. "Tống Thư Hàng nói. Đông Phương Lục Tiên Tử nheo mắt một cái rồi lấy điện thoại di động ra vuốt vuốt. Một lát sau, toàn thân tiên tử đều nhức nhối. Tạo hóa Pháp Vương là cái đồ đàn ông mưu mô xảo quyệt. Đông Phương Lục Tiên Tử nghiến răng ken két, hôm nay bà đây phải lái xe nghiền nhà của ngươi ra bã. Thế có phải ban nãy mình vừa bất cẩn mang bán tạo hóa Pháp Vương rồi không? Ngượng quá đi, tạo hóa Pháp Vương có ơn truyền thụ công pháp tăng pháp thuật cho hắn đó. Không đúng không đúng, việc này đã lan truyền trong nhóm cửu châu số một từ lâu rồi. Ba vị tiên tử chỉ cần lấy di động ra nhìn một cái là sẽ biết ngay. Cho nên dù hắn có nhắc nhở hay không thì hậu quả vẫn như nhau cả thôi. Khổ, không biết tạo hóa tiền bối, có thể nhìn thấy mặt trời ngay mai nữa hay không đây? Khi cảm xúc của đông phương lục tiên tử bình tĩnh trở lại. Tống Thư Hàng mới hỏi. Đúng rồi, đông phương lục tiên tử, lưu Huỳnh tiên tử còn đó không? Lưu Huỳnh tiên tử ngự kiếm đến đây, quay video xong thì lại ngự kiếm đi rồi. Ta đi mua sắm ở gần đây nên mới lái xe qua đây. Đông Phương Lục tiên tử nói. Còn Tô Thị A Thập Lục thì là do tạo hóa Pháp Phương đưa tới. Thế nhưng cô ấy không muốn về thiên hà Tô Thị mà bảo muốn bắt xe đi một mình cơ. Thế bây giờ Tô Thị A Thập Lục đang ở đâu rồi? Tống Thư Hàng đáp. Trước khi ta đi ra thì thấy cô ấy đi về một phía khác của khu phim trường, nơi đó có trung tâm vận chuyển hành khách, chắc là cô ấy đi đằng đó đấy. Đông Phương Lục Tiên Tử chỉ về phía trung tâm vận chuyển hành khách. Cảm ơn Tiên Tử. Tống Thư Hàng đáp. Sau đó hắn tạm biệt Đông Phương Lục Tiên Tử rồi lết con xe nát đít lao về phía trung tâm vận chuyển hành khách. Hy vọng là có thể đuổi kịp Tô Thị A thập lục. 5 phút sau, Tống Thư Hàng dừng xe trong bãi đỗ xe gần trung tâm vận chuyển hành khách. Tiếp đó, hắn chạy nhanh vào một con đường nhỏ may mắn là ban nãy khi đi xe qua đường thì hắn đã nhìn thấy tô thị a thập lục bung dù đi tới trung tâm vận chuyển hành khách trời mưa càng lúc càng to tống thư hàng chạy vào một mái hiên ven đường trú lại hắn dựa vào tường thở ra một hơi mưa xối ướt đẫm cả người hắn nhỏ giọt theo tóc hắn xuống đất tí tách sau đó hắn dõi mắt ra xa ở nơi đó tô thị a thập lục cầm dù từ từ đi tới mái tóc ngắn gọn gàng dung mạo không trang điểm vẫn vô vàn xinh đẹp. Cô mặc đồ đỏ rực, áo ngắn, váy ngắn, khăn lụa buộc trên eo, đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn đi đôi dép lê nho nhỏ. Nhìn Tô Thị A thập lục càng lúc càng gần, Tống thư hàng mỉm cười. Hắn chuẩn bị nhảy ra tặng cho Tô Thị A thập lục một bất ngờ khi cô tới gần. A thập lục cầm dù, dường như nghĩ đến điều gì mà hơi thất thần. Chương 634, đồng quái tiền bối hại ta rồi. Là ai đây? A thập lục giật mình, thân thể nhỏ xinh của cô vận sức chờ phát động, chân khí trong cơ thể ngưng tụ lại, tay phải dùng trưởng làm đao. Đôi mắt sáng quắc nhìn chầm chầm cái tên đang nhe răng cười kia. Tu sĩ cảnh giới tam phẩm, hơn nữa thoạt nhìn thì có vẻ như đã đứng chờ cô ở đây từ trước. Lẽ nào lại là kẻ thù của Tô Thị đến đây để ám sát cô à? Thế nên thoáng chốc thân thể của A Thập Lục đã phản kích. Gương mặt nhỏ nhắn của cô đanh lại, tay phải đánh ra tuyệt chiêu đao hoàng trong bá đao quyết của thiên hà đao pháp. Một đao khí phách vang dội. Đao ý cuồng bạo tuôn trào ra từ trong thân thể nhỏ nhắn của A Thập Lục. Cũng ngay đúng lúc cô ra tay thì cái tên vẫn luôn nhe răng cười tô toét kia mới làm một cái mặt quỷ với cô, dùng giọng điệu kỳ quái nói. "A Thập Lục, đoán xem ta là ai nào?" Nhưng vừa dứt lời thì người kia lập tức giật mình kinh hoàng. "Đừng mà, A Thập Lục, là ta đây." Giọng này là giọng của Tống Thư Hàng à. Hà. Trong lúc nguy cấp, A Thập Lục cố gắng rút tay lại, thu hồi đao khí của mình lại tối đa. Nhưng dự uy của trưởng đao vẫn đánh mạnh lên người của Tống Thư Hàng. Thiên hà đao pháp vô cùng khí phách, lúc xuất đao gặp thần giết thần, mà cản diệt ma. Đao pháp như thế, sau khi chém ra mà muốn thu hồi thì cực kỳ khó khăn. a à, 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 à. Tống Thư Hàng phát ra một tiếng hét vô cùng thảm thiết, toàn thân bay ngược ra ngoài trời mưa, vì gặp A Thập Lục nên hắn không mặc cái áo cả sa bích ngọc kia. Cho nên thân thể của hắn hứng chọn một đao của A Thập Lục. Chân khí trong bát đại đan điên trên người Tống Thư Hàng kịp thời bộc phát, tạo thành chân khí hộ thế. Nhưng chân khí hộ thể hình thành vội vàng trong phút chốc sao có thể ngăn cản nổi tuyệt kỹ thiên hà đao pháp của Tô Thị A Thập Lục chứ? Cho dù giây phút sau cùng A Thập Lục kịp thời thu hồi một phần chân khí, nhưng một đao kia vẫn vô cùng bá đạo, sau khi Tống Thư Hàng bị đánh bay ngược ra sau thì rớt thẳng vào vũng nước xình, nước mưa chút xối xả xuống mặt hắn, men theo khóe mắt chảy dài xuống trông đến nao lòng. Cái kịch bản này hơi sai sai à nha. Theo như Tống Thư Hàng tưởng thượng thì đáng lý ra chuyện nên phát triển thế này đây, ở trong màn mưa trắng xóa, hắn tiêu sái đứng dựa ở dưới mái hiên ngói xanh tường trắng, sau đó Tô Thị A Thập Lục bung dù đi lướt qua. Hắn vui mừng nhảy ra nói với A Thập Lục một tiếng. A Thập Lục, đoán xem ta là ai nào. Thoạt tiên A thập lục sẽ bị dọa hết hồn, sau đó lại lộ ra nụ cười đáng yêu như xua. Thư hàng, người dọa ta giật mình đây. Sau đó hai người bọn họ xa cách lâu ngày gặp lại, đứng trong màn mưa hư ảo mỉm cười nhìn nhau. Nhưng nào ngờ, A thập lục tự dưng lại suốt chiêu thế này, ra tay đập hắn một cú rõ là dung ác, hắn thì ngã lăn quay ra ngoài trời mưa như chút nước, hạt mưa quất thẳng vào mặt làm nhòa hết cả mắt. Lồng ngực như muốn nước toác ra, cảm giác ngực bị đánh muốn lõm vào luôn. Trong cơn mưa lớn, thư hàng nằm bẹp trong vũng nước, bị nước mưa xối ướt nhẹp. Tô thị A thập lục bung dù đứng trước mặt hắn, một tay giữ nguyên dạng trưởng đao, nhìn hắn đầy nghi hoặc. Tống thư hàng cười khổ một tiếng, hóa giải công năng biến ảo của cái ghim cải áo biến hình, nói với A thập lục. A thập lục, ta là thư hàng đây, đau quá đi mất, đến đỡ ta dậy giúp với. Một chiêu này của A Thập Lục đúng là đau quá trời quá đất, cũng may mà thế chất của hắn mạnh, ngoại trừ hơi đau một chút ra thì không bị thương nặng gì. Thế nhưng, Tô Thị A Thập Lục không hề đến kéo hắn dậy, mà nhìn hắn với vẻ cảnh giác hơn nữa, hơn nữa tay phải lại làm thành trưởng đau lần nữa, bên trên cũng có đau khí ngưng tụ lại. Tống Thư Hàng Gì nữa đây, ta đã biến lại thành bộ dạng của mình rồi mà, sao A Thập Lục vẫn phản ứng dữ dội như thế vậy cả? Ngươi là sao? sao lại giả mạo Tống Thư Hàng? Tô Thị A thập lục lạnh lùng nói, cô một tay cầm dù, một tay chỉ về phía Tống Thư Hàng. Trong mắt chứa đầy hàn ý. Hả, ta là Tống Thư Hàng mà, ta không phải hàng dởm đâu. Tống Thư Hàng ngồi dậy từ vũng nước kia, xoa xoa lồng ngực của mình. A thập lục cô không nhận ra ta à? À à à, ta nhớ ra rồi, có phải là bộ dạng của ta bây giờ non quái lắm đúng không? Đây là vì thiên kiếp đó, tóc với lông mi của ta bị đánh trụi lùi, bây giờ tóc ta dài như thế là do dùng tăng phát thuật nên thoát cái đã mọc ra dài thường thượt như thế đó. Ta còn chưa kịp cắt bớt đi nữa. Đến lúc này rồi mà vẫn còn mạnh miệng nói láo à. Nếu đã như vậy thì đừng có trách ta không khách khí. Tô Thị A thập lục bước lên áp sát tống thư hàng, trên bàn tay nhỏ bé của cô có đao ý bốc lên bừng bừng. Chẳng lẽ không phải vì tóc với lông mi à? Tống thư hàng vội hỏi. A thập lục, có phải cô hiểu lầm cái gì rồi không? Chẳng lẽ muốn hắn phải chứng minh ta chính là ta à? Biết chứng minh kiểu gì bây giờ? Hừ, mấy ngày trước Tống thư hàng thật sự đã bị LLLL đưa lên vũ trụ lại rồi. Bây giờ hắn còn đang ở trong không gian kia. Tô thị A thập lục lạnh lùng nói. "Khai mau, rốt cuộc ngươi là ai? Giả mạo Tống thư hàng tiếp cận ta với mục đích gì hả?" Tống thư hàng ngu người cái đậu xanh rau má, trong lòng hắn có 10 vạn con đậu má đang lao nhanh. Bị đồng quái tiền bối hại thảm rồi. Cái này, A Thập Lục cô bình tĩnh, nghe ta giải thích. Tống Thư Hàng vội vàng xua tay nói với Tô Thị A Thập Lục, cô ấy đến gần kiểu đó làm hắn bị áp lực lắm. Thật ra, người bị đưa vào vũ trụ lần thứ hai không phải ta mà là đồng quái tiền bối. Tống Thư Hàng giải thích, lúc ấy đồng quái tiền bối đột nhiên dịch dung thành bộ dạng của ta sau đó hắn xui xẻo bị Lưu Huỳnh Tiên Tử chộp được nên bị tống vào vũ trụ. Lưu Huỳnh Tiên Tử không nhận ra đó là đồng quái tiền bối ngụy trang nên mới lên nhóm nói đã đưa ta vào lại trong vũ trụ. Thật ra thì lúc đó ta vẫn còn ở trên trái đất. Tô Thị A thập lục trượt dừng bước, đôi mắt đen lấy của cô tiếp tục nhìn chầm chầm vào tống thư hàng ở trước mặt. Giờ thì hiểu rồi chứ gì. Tống thư hàng cười nói. Ta nhìn thấy nhật ký chát trên nhóm cửu châu số 1, thấy cô bảo muốn đến giang nam nên mới lén chạy đến đây tìm cô chuẩn bị cho cô một bất ngờ đây đôi mắt của tô thị a thập lục trầm xuống hồi lâu sau cô vẫn kiên định lắc đầu không thể nào rõ ràng thư hàng mới vừa tấn thăng lên nhị phẩm trong cuộc đua xe kéo cách đây không lâu nhưng cảnh giới của thiếu niên trước mắt đã là tam phẩm rồi mấy tháng trước tống thư hàng vừa mới bắt đầu con đường tu hành chỉ vòn vẹn có mấy tháng mà lên được tới cảnh giới tam phẩm á đua nhau hà ta lại tấn cấp đấy dạng sáng hôm nay ta vừa mới tấn cấp xong cô ngửi thử đi trên người của ta vẫn còn mùi thiên kiếp đây tống thư hàng vội vàng nói tô thị a thập lục ta chỉ ngửi được mùi hành thôi tống thư hàng gãi gãi đầu hay là ta lấy thẻ căn cước ra cho cô xem nhé thứ này hoàn toàn chẳng đáng tin chút nào tô thị a thập lục nói Lúc các tiền bối tu sĩ xuất quan thì trước tiên đều tìm tuyết lang động chủ trong nhóm cửu châu số 1, nhờ hắn làm giấy tờ. Chuyện mà tuyết lang động chủ có thể làm được thì đương nhiên tu sĩ khác cũng có thể làm được. Cho nên cái thứ như thẻ căn cước thì tin sao được. Vậy phải làm sao cô mới chịu tin ta là Tống Thư Hàng đây? Tống Thư Hàng dở khóc dở cười, hắn thật sự hết cách rồi. Tô Thị A thập lục cúi đầu xuống, đôi mắt lóe sáng, sau khi hàn huyên vài câu thì trong lòng cô cũng ẩn ẩn xác định hắn chính là thư hàng rồi tuy rằng khí tức trên người hắn thay đổi thân thể cũng cao hơn nhiều ngay cả cảnh giới tu vi cũng thay đổi nhưng tính cách của hắn vốn độc nhất vô nhị chỉ cần tiếp xúc một chút là cô có thể xác định được ngay thế nhưng cô vẫn muốn thử tống thư hàng một phen vậy ta hỏi ngươi một vấn đề nhé tô thị a thập lục che dù đi tới bên cạnh tống thư hàng che mưa cho hắn tống thư hàng vấn đề gì cơ? cái ngày mà chúng ta bị ông chú tiên nông tông truy đuổi, cuối cùng phải ẩn nấp đi ấy, ngươi đã cho ta ăn cái gì? a thập lục nhẹ giọng hỏi. chỉ có cái này là chuyện mà chỉ riêng cô với tống thư hàng biết. viên ích cốc đan đó á hả? tống thư hàng ngượng ngùng nói. a thập lục vẫn còn nhớ chuyện viên ích cốc đan kia sao? a thập lục mỉm cười, trên má còn thoáng hiện lúm đồng tiền mờ mờ. cô giơ tay kéo tống thư hàng đứng lên. Tống Thư Hàng vừa đứng lên thì Tô Thị A thập lục liền âm thầm nghiến răng nghiến lợi, Tống Thư Hàng đã cao hơn mấy tháng trước nhiều lắm, từ 1m75 lên tới 1m82. Còn bản thân Tô Thị A thập lục thì không nhích thêm được 1mm nào, bây giờ cô vẫn chỉ cao có 1m5. Chiều cao tranh nhau hơn 30cm thế này, nếu như bây giờ cô mà ôm Tống Thư Hàng một cái thì chỉ có thể đứng lên tới ngực của Tống Thư Hàng thôi. Khi khổng khi khổng tự dưng lại cao lên làm gì thế, một mét 75 không phải rất tốt à, tại sao còn cao thêm làm gì? Còn cao nữa thì có phải định thành người khổng lồ 2 mét luôn phỏng? Tống Thư Hàng thấy A Thập Lục đột nhiên nghiến răng thì nghi hoặc gãi đầu, hắn lại làm gì chọc A Thập Lục nữa à? Cuối cùng A Thập Lục thầm thở dài một hơi. Sau đó cô giơ tay đặt lên ngực Tống Thư Hàng, một đạo chân khí theo bàn tay cô chuyển qua bao phủ toàn thân Tống Thư Hàng. Chỉ chốc lát sau nước bám trên quần áo và tóc tai của Tống Thư Hàng đều bị bốc hơi chân khí còn dùng được kiểu này nữa à? Tống Thư Hàng tò mò thể nghiệm thật kỹ quá trình này. Dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Tống Thư Hàng cho nên Tô Thị A à thập lục giải thích. Chỉ cần là chân khí thuộc tính hỏa thì đều có thể làm được như thế, cũng không khó lắm đâu. Đây là một thủ đoạn khá dễ, nếu như không có chân khí thuộc tính hỏa thì phối hợp với pháp thuật dạng dạng như tịnh y thuật cũng được. Chân khí thuộc tính hỏa hả? Ta nhớ hình như ta là song thuộc tính lôi, hỏa, Tống Thư Hàng nói, chỉ cần có thuộc tính hỏa là đủ rồi. Tô Thị A Thập Lục nói, đây cũng là một cách luyện tập khả năng khống chế chân khí đấy, trước kia lúc A Thất huấn luyện cho ta cũng dạy như thế. Lát nữa ta sẽ dạy cho người cách khống chế chân khí làm bốc hơi nước trên quần áo với tóc tai, người có thể tự thử, luyện khả năng khống chế chân khí. Được, Tống Thư Hàng lại hỏi tiếp. A Thập Lục, cô đang định đi đâu à? A Thập Lục dừng lại một chút, cô vốn còn tưởng Tống Thư Hàng đang ở trong vũ trụ nên định đi dạo quanh khu đại học Giang Nam. Trước khi độ kiếp lại lần nữa, cô muốn đến xem nơi cô lúc trước đã gặp Tống Thư Hàng. Nhưng nào ngờ Tống Thư Hàng lại tìm đến tận nơi, mang đến cho cô một nỗi kinh hỉ khiến cô thiếu chút nữa đã đánh chết hắn. Vậy thì bây giờ phải đi đâu đây? A à, thập lục cúi đầu, đột nhiên thấy được bộ quần áo mình đang mặc trên người, bộ đồ màu đỏ này là do tạo hóa Pháp Vương mang đến, lúc nãy đi vội quá cô cũng quên mông đồ thay. A thập lục đáp, ta muốn đi tìm cửa hiệu bán quần áo. Quần áo á, mắt của Tống Thư Hàng đột nhiên sáng rực lên. chương 635, Kim Cương Động Phủ Phun Trào. Giờ Tống Thư Hàng đang có một dương váy đây, đủ kiểu đủ dạng, đẹp khỏi chê. Bởi vì nhiều quá nên hắn không biết phải xử lý thế nào mới tốt. Đúng lúc A thập lục cũng đang cần quần áo, cô ấy rõ là có duyên với mớ váy kia mà, trước đó Tống Thư Hàng cũng đã tính tặng cho cô ấy một số, bây giờ thì đúng dịp luôn. Cả một dương quần áo bây giờ đang nằm trong túi thu nhỏ một tấc của Tống Thư Hàng đây, có điều giờ không tiện lấy R cho lắm. Cho nên Tống Thư Hàng muốn đưa A Thập Lục đến chỗ nào khác, để cô ấy xem thử có thích bộ nào trong dương váy đó không. A Thập Lục nhìn Tống Thư Hàng với ánh mắt kỳ quái, cuối cùng cô nhét cái dù trong tay mình cho Tống Thư Hàng. Được rồi, chúng ta đi thôi. Tống Thư Hàng cầm lấy cây dù. Theo ta đi, xe của ta đậu ở trong nhà ga của trung tâm vận chuyển hành khách đấy. Cây dù này cũng không lớn lắm, một mình A Thập Lục che thì vừa đủ, thêm một tên cao to như Tống Thư Hàng thì có vẻ hơi chật. Tống Thư Hàng cố gắng nhích dù che cho A Thập Lục, dù sao thì hắn bị mưa tạt ướt cũng không sao, lát nữa cũng có thể thử cách dùng chân khí làm hơi nước bốc hơi mà A Thập Lục sẽ dạy cho hắn. Bãi đỗ xe a à thập lục nhìn đuôi xe bị tông xẹp lép kia rồi hỏi đây là xe của ngươi đấy à ha ha thật ra ban nãy lúc ta lái nó qua đây thì nó vẫn là một chiếc xe mới toanh đấy nói tới đây thì tống thư hàng thở dài một hơi nào ngờ lúc vào bãi đỗ xe của thành phố điện ảnh kia thì lại gặp phải đông phương lục tiên tử đang quay đầu xe tống thư hàng phá lên cười rồi gật đầu sau đó đương nhiên là sát thủ xa lộ đông phương lục tiên tử tông vào xe của tống thư hàng cũng may là tùy phần sau bị tông bẹp một chút, nhưng mấy chỗ khác không bị gì hết, xe vẫn chạy được ngon lành. Đến lúc đó tìm gara nào đó sửa lại là được. Sau khi lên xe, Tống Thư Hàng chạy về phía khu Đại học Giang Nam trước. Hắn phải về garage của Bạch Tôn giả đổi chiếc xe khác mới được. Đến lúc đó cũng không thể lái chiếc xe bị tông bẹp này đưa đám bạn về nhà được. 4 giờ 40 phút chiều, Tống Thư Hàng chạy đến gara, đổi một chiếc xe bình thường khác. Hơn nữa, bên cạnh gara cũng có một cửa hàng sửa chữa ô tô, thế là Tống Thư Hàng cũng tống chiếc xe SUV kia vào sửa luôn. Bên trong gara còn rất nhiều siêu xe, nhưng Tống Thư Hàng không muốn lái ra. Dù sao thì ngày mai còn phải tiến ba thằng bạn cùng phòng của mình về nhà của bọn nó nữa. Nếu như lái mấy chiếc siêu xe kia thì lại phải giải thích mấy chuyện vớ vẩn. "Trên đường đi, Tống Thư Hàng hỏi, "A à Thập Lục này, cô có đặt sẵn chỗ ở chưa?" "Không có." Sáng sớm hôm nay ta đã bị tạo hóa tiền bối đưa tới khu Giang Nam rồi, chưa có thời gian tìm chỗ ở lại. Tô thị A Thập Lục ngồi kế bên ghế lái, thong thả đáp lời. Vậy thì theo ta đến chỗ Ngư Kiều Kiều ở vài ngày nhé." Tống thư hằng hỏi. "Ngư Kiều Kiều là ai thế?" Tô thị A Thập Lục khẽ nhướng mày lên, nghe qua có vẻ là tên của con gái nhỉ. "Là con gái của giao bá chân quân trong nhóm Cửu Châu số 1 đấy, chính là cái vị có nick tên giao bá muốn sinh một đội bóng đấy." cô ấy là con lai giữa giao long với nhân ngư tống thư hàng trả lời cảnh giới thế nào a thập lục tùy ý hỏi cảnh giới tứ phẩm không phải là cô định khiêu chiến với cô ấy đấy chứ tống thư hàng hỏi lại theo như tống thư hàng biết thì tô thị a thập lục cũng giống y chang như tô thị a thất hay thích khiêu chiến với người khác cả nói trắng ra thì là thích đánh nhau đấy lúc trước khi a thập lục độ kiếp A à thất còn vui vẻ lên nói trên nhóm, đợi sau khi A thập lục độ kiếp thành công thì sẽ dắt cô ấy đi khiêu chiến với các vị tiền bối trong nhóm. Yên tâm đi, ta không định khiêu chiến. Tô thị A thập lục cười nói, nếu như là con lai giao long với nhân ngư mà tứ phẩm thì chắc là không thể huyễn hóa thành người rồi. Nếu như vị ngư kiều kiều cô nương kia đồng ý thì ta sẽ đến quấy giày vài hôm vậy. Ừ, vậy thì quyết định thế nhé. Tống thư hàng nói. Chiếc xe tiếp tục chạy bon bon trên đường. Điện thoại của Tống Thư Hàng vang lên. Hắn liếc nhìn màn hình điện thoại một cái, phát hiện đây là Tam Nhật sư huynh, đệ tử tục gia của Thông Huyền đại sư gọi tới. Hắn dừng xe lại bên vệ đường, kéo màn hình nghe máy. "Alo, Tam Nhật sư huynh đấy à? Tìm ta có gì không thế?" Tống Thư Hàng hỏi. "Thư Hàng, bây giờ ngươi đang ở chỗ nào? À không đúng, ta muốn hỏi trước là mấy hôm nay ngươi có rảnh không?" Có thể ra ngoài được không? Tam Nhật Sư Huynh nhanh chóng hỏi. À chắc là đi được đấy, có chuyện gì không? Tống Thư Hàng hỏi lại, chẳng lẽ Tiểu Hòa Thượng kia lại muốn ra ngoài trị bệnh trĩ nữa à? Đi được là tốt rồi, người còn nhớ Kim Cương lệnh lần trước ta giao cho người không? Tam Nhật Sư Huynh hỏi. Tống Thư Hàng, nhớ chứ? Kim Cương lệnh này là bằng chứng để tiến vào Kim Cương động phủ để lĩnh ngộ phần sau tuyệt học độc môn Kim Cương căn bản quyền pháp của Kim Cương tự đó là một bộ quyền pháp cường đại, tổng cộng có 8 thức, có đủ quyền chiêu từ nhị phẩm đến ngũ phẩm. Ngoài ra trong động phủ đó còn có một cái giếng cổ tên là luyện tâm, chỉ cần ti sĩ nhìn vào cái giếng cổ này thì cũng sẽ bị giếng cổ này kích phát toàn bộ dục vọng lẫn dã tâm ở sâu tận đáy lòng thậm chí là suy nghĩ nằm sâu nhất trong lòng không dám để cho ai biết. Sau khi kích hoạt những dục vọng này, lại thông qua cái giếng cổ luyện tâm ấy thì có thể vượt qua từng suy nghĩ lẫn dục vọng ấy, đạt tới tác dụng rèn rũa tâm cảnh. Nó có hiệu quả luyện tâm không tệ đối với tu sĩ dưới ngũ phẩm. Sở hữu kim cương lệnh, lại trả thêm 6 viên linh thạch tứ phẩm làm phí thì có thể vào trong kim cương động. Sau khi Tống thư Hàng nhận được linh thạch từ chỗ Thiên Nhai Tử đạo trưởng xong thì đã từng nghĩ đến chuyện tìm cơ hội đến kim cương động phủ này, thử xem có lĩnh ngộ được kim cương phục ma quyền hay không. Tam Nhật sư huynh lại nói, tối hôm qua, giếng cổ trong kim cương động phủ đột nhiên phun trào biến thành suối phun luôn. Thiên nhai vân dù tự bọn ta có rất nhiều đệ tử vào trong đó, ai nấy cũng đều có thu hoạch khổng lồ. Thậm chí có 13 vị sư đệ lĩnh ngộ ra được một phần của kim cương phục ma quyền nữa. Ta đoán đây là một cơ hội hiếm có khó tìm, suối phun từ giếng cổ có thể khiến cho người ta dễ dàng lĩnh ngộ ra được quyền pháp hơn. Hơn nữa thời gian nó phun trào chắc chắn sẽ không dài. Cho nên phải nhân lúc này mới được, nếu ngươi mà rảnh thì ta sẽ đưa ngươi đến kim cương động phủ lĩnh ngộ nếu như ngươi không đủ linh thạch thì ta cho ngươi mượn trước cũng được. Tam Nhật Sư Huynh nợ thư hàng vài cái nhân tình nho nhỏ, đặc biệt là lúc ấy Tiểu Hòa Thượng còn mang đến không ít phiền toái cho Tống Thư Hàng nữa. Cho nên gặp chuyện thế này thì Tam Nhật Sư Huynh lập tức nhớ đến Tống Thư Hàng ngay, thế là cũng mượn việc làm luôn. Cảm ơn Tam Nhật Sư Huynh. Tống Thư Hàng nói, nếu là linh thạch thì Sư Huynh không cần lo đâu, trước đó không lâu ta vừa mới kiếm được một số linh thạch. Đúng rồi, sư huynh này kim cương lệnh có thể mang thêm vài người vào được không ta có thể trả số linh thạch tương ứng với số người tam nhật sư huynh tiểu tử ngươi thật là được rồi lần này ta sẽ xin giúp ngươi cho phép ngươi mang thêm vài người vào báo địa chỉ của ngươi cho ta đi ta qua đó đón ngươi cảm ơn sư huynh tống thư hàng cười hì hì sau đó báo địa chỉ biệt thự của ngư kiều kiều cho tam nhật sư huynh Giếng cổ luyện tâm trong Kim Cương động phủ rất có ích cho tu sĩ. A Thập Lục và Ngư Kiều Kiều cũng có thể cùng đến đó thử xem. Sau khi khúc máy thì thư hàng quay sang nói với A Thập Lục. "A Thập Lục, cô cùng đến Kim Cương động phủ xem thử với ta nhé." "Được." Tô thì A Thập Lục nhìn chằm chằm vào Tống thư hàng nói. "Nhưng ta không mang linh thạch theo, cứ để ta trả cho." Tống thư hàng nói ngay. "Ừ, coi như ta nợ ngươi. À còn nữa, lần trước ta còn nợ ngươi bao nhiêu tiền nhỉ? Tô Thị A thập lục dựa lưng lên ghế rồi hỏi tiếp. Cái đó ta quên mất rồi. Tống Thư Hàng cười nói. Khởi động xe, nhanh chóng quay lại biệt thự của Ngư Kiều Kiều. Khi Tống Thư Hàng quay lại biệt thự thì mưa đã ngừng, không khí sau cơn mưa rất trong lành. Tống Thư Hàng vừa đi vào cửa thì lập tức ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Lại uống nữa á. À? Tống Thư Hàng dắt A Thập Lục đi tới cửa, ấn chuông ai đấy giọng của ngư kiều kiều vang lên trong giọng nói còn mang theo men say nữa tống thư hàng kiều kiều là ta đây ta về rồi ờ tới ngay đây ngư kiều kiều đáp sau đó là tiếng bước chân vang lên cánh cửa chuyển động cửa biệt thự của ngư kiều kiều là dạng mở hướng ra ngoài một đôi chân dài trắng nõn đạp cửa ra cửa bị đạp ra để lộ một đôi chân dài nõn nà còn có cả năm ngón chân ngư châu ngọc kia nữa nói theo kiểu lưu truyền trên mạng thì là vậy, đôi chân này đủ để chơi một năm. Men theo đôi chân nhìn lên thì là một chiếc váy dài đến gối. Lại nhìn lên trên, đúng là nửa người vô cùng duyên dáng. Tống Thư Hàng nhìn vào trong phòng, sau đó, quả nhiên đám bạn thân đáng thương của hắn lại say như chết rồi. Tử lượng của cao mỗ mỗ kém nhất, đã nằm lăn ra bàn, không biết đang lại nhảy cái gì. Thổ ba với Dương Đức thì trong tình trạng chuyến choáng, chân nam đá chân chiêu, lại uống nữa đấy à tống thư hàng cười khổ nói còn nữa kiều kiều này cô cứ hiện ra nguyên hình như thế uống rượu với đám cao mỗ mỗ đấy à yên tâm đi ta không có sai đâu ngư kiều kiều phun ra toàn mùi rượu trên người của ta có mang theo pháp thuật huyễn hình ở trong mắt người bình thường thì bây giờ ta có bộ dạng của mẹ ta không dọa bản của ngươi đâu tống thư hàng chẳng lẽ kiều kiều thích uống rượu à trước kia không phát hiện cô ấy có sở thích này à nha, sao tự dưng mấy ngày nay lại biến thành không rượu không vui thế này. Người về đúng lúc lắm, có muốn uống với ta một chút không? Ngư Kiều Kiều nói, lúc này cô lại nhìn thấy Tô Thị A thập lục đứng sau lưng tống thư hàng. Sau khi ngẩn người thì cô đoán thử. Chẳng lẽ vị này chính là Tô Thị A thập lục đạo hữu à? Xin chào Kiều Kiều đạo hữu. Tô Thị A thập lục mỉm cu oi trả lời. Đừng khách khí thế, cứ coi nơi này như nhà của mình đi, đúng rồi, cô có muốn uống một chút không? Ngư Kiều Kiều hỏi. Hôm nay đừng uống nữa. Tống Thư Hàng xua tay liên tục. Kiều Kiều, lát nữa Tam Nhật Sư Huynh sẽ đến đây đón chúng ta, đưa chúng ta đến Kim Cương Động Phủ. Giếng luyện tâm ở đó đang ở trong trạng thái phun trào, hiệu quả tăng lên cao lắm. Ta muốn nhân cơ hội đến đó xem thử. Giếng cổ luyện tâm ở Kim Cương Động Phủ Á. Ngư Kiều Kiều ngẩn ra rõ ràng cô cũng không hề biết nơi này. Kiều kiều cô cũng đi cùng đi, giếng cổ luyện tâm đó có hiệu quả rất tốt đối với tu sĩ đấy. Tống Thư Hàng nói, mấy ngày hôm nay ngư kiều kiều đã giúp hắn rất nhiều việc, hắn vẫn luôn muốn báo đáp cho cô phần nào. Ờ, ngư kiều kiều quay đầu lại nhìn về phía cao mỗ mỗ cùi bắp kia. Giờ hắn say mềm như thế rồi, xem ra hôm nay chắc cũng không gõ chữ được. Thôi vậy, coi như tha cho hắn một lần cũng đi. Bất quá trước khi ra ngoài thì phải chúc say hai tên còn lại mới được. Chương 636, ta sẽ lớn lên. Dương được mở ra, bên trong là váy xếp tầng tầng lớp lớp, hơn nữa tất cả đều là đồ của nữ. Chiếc nào cũng có kiểu dáng độc nhất vô nhị, chiếc nào cũng không hề thua kém xiêm y của tiên tử trong thần thoại, lại thêm đủ loại phù văn trận pháp làm cho chúng càng thêm đẹp đẽ. Tô thị A thập lục nhìn thấy một dương to toàn váy lộng lẫy thì chớp đôi mắt đẹp Tống thư hàng lấy đâu ra nhiều váy thế này? Tống thư hàng chủ động giải thích luôn. Dương váy này là quà của một vị tiền bối, vẫn để mãi ở Tiêu cục Tam Thế. Trước đó không lâu ta mới mang nó từ Tiêu cục về đây, không ngờ khi mở ra thì thấy trong đó đều là xiêm y của nữ hết. May mà trừ váy ra thì trong này còn có một hộp 33 viên linh thú tinh và một quyển bách khoa toàn thư thuần dưỡng bách thú. Bằng không chắc Tống thư hàng khóc ngất trong WC luôn lúc đó hắn đã phải vét hết linh thạch trong người ra để trả phí ship đấy. Lúc nhận được dương váy này, ta thấy có một loại rất hợp với cô, nên đã nghĩ rằng nếu gặp lại nhau thì sẽ tặng nó cho cô. Tống Thư Hàng lấy chiếc áo trên cùng, rũ phẳng ra rồi trải lên giường. Con người của Tô Thị A thập lục lấp lánh, cô mỉm cười. Để ta thử xem. Ừ, cô cứ thử hết đi, ta đứng ngoài cửa chờ cô, bao giờ xong thì bảo ta nhé. Tống Thư Hàng vẫy tay rồi đi ra ngoài cửa. Ừ. Tô thị A thập lục cúi đầu đáp. Tống Thư Hàng đứng ngoài cửa phòng, cầm quyển Bách khoa toàn thư thuần dưỡng Bách thú lên đọc. Nhìn qua thì quyển Bách khoa toàn thư thuần dưỡng Bách thú này dễ hiểu y như sách giáo khoa vậy. Đã thế, phương pháp thuần dưỡng linh thú trong đó còn có liên quan đến Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công của Tống Thư Hàng theo những gì được viết trong bách khoa toàn thư thuần dưỡng bách thú thì tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công là một công pháp tuyệt diệu để thuần dưỡng linh thú. Trong quá trình thuần dưỡng linh thú, dùng tam thập tam thú tiên thiên chân khí ôn dưỡng linh thú thì có thể giúp cho linh thú lớn nhanh hơn, mau chóng vượt qua thời kỳ thú non, tăng nhanh phẩm chất linh thú và các hiệu quả huyền diệu khác. Tóm lại, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công cơ hồ chính là tuôn hách cho linh thú lớn nhanh hơn nữa Tống Thư Hàng còn tìm ra một điểm rất quan trọng từ cuốn bách khoa toàn thư thuần dưỡng bách thú ấy. Đó là mỗi một chương công pháp trong tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công đều có cùng một pháp môn kình thôn thuật, có thể dùng các biện pháp khác nhau để nuốt và hấp thu năng lượng trong linh thú tinh. Vì thế mà đệ tử của tam thập tam thần thú tông cũng thường xuyên gặp phải trường hợp chân khí căng tràn trong cơ thể, có nguy cơ nổ tung đan điền như Tống Thư Hàng lúc này. Khi ấy, các đệ tử của Tam thập Tam thần thú tông có thể dùng phương pháp đặc biệt trong Bách khoa toàn thư thuần dưỡng bách thú để dùng chỗ chân khí dư thừa đó truyền cho linh thú để ôn dưỡng chúng. Trong quá trình ôn dưỡng này, họ có thể lấy lại từ linh thú một nguồn năng lượng tinh thuần hơn, tuy lượng năng lượng ít đi nhưng chất lại rất tinh thuần. Không chỉ như thế, quá trình ôn dưỡng linh thú còn có thể làm tăng thể chất cho đệ tử của Tam thập Tam thần thú tông. Tống thư hàng gạch nối Quả nhiên Tam thập tam thần thú tông có cách giải quyết đối với kình thôn thuật. Nếu hắn có thể thuần dưỡng một đàn linh thú, thì có thể dùng cách này để truyền chân khí hoặc chân dịch tràn trề trong người cho linh thú để ôn dưỡng chúng nó rồi. Trong quá trình này, chân khí và chân dịch trong cơ thể hắn có thể tăng cao về chất lượng, quan trọng hơn là thể chất cũng tăng theo. Đúng là tu hách có thể so được với linh quỷ mà. Không hổ là công pháp có thể làm cho bạch tiền bối hứng thú. Tống thư Hàng cảm thán sau khi bạch tôn giả xuất quan thì hắn phải sao chép quyền bách khoa toàn thư thuần dưỡng bách thú này ra một cuốn nữa tặng ngài ấy mới được. Đồng thời, Tống Thư Hàng lại nhớ ra một việc, đó là nhà hắn có hai con linh thú. Chúng là hai con linh thú hải mã có huyết mạch giao long mà ngựa được tinh mang đến bồi tội. Còn nhớ khi đó, vì đi tặng hai con hải mã kia mà con ngựa được tinh nọ bị diệt phượng công tử quất cho một trận suýt ngất có lẽ hắn có thể dùng hai con hải mã này để thử hiệu của của bách khoa toàn thư thuần dưỡng bách thú. Xem nó có thần kỳ như trong giới thiệu hay không. Trong lúc Tống Thư Hàng đang suy nghĩ thì tiếng của Tô Thị A thập lục truyền ra từ trong phòng. Thư Hàng, ta thử xong hết rồi, ngươi vào đây đi. Tống Thư Hàng nhìn thời gian, mới chỉ có hơn 7 phút. Nhanh thật đấy. Con gái thử quần áo là một việc phức tạp vô cùng tốn thời gian, không ngờ Tô Thị A thập lục lại thay nhanh đến vậy. Tống thư hàng mở cửa phòng rồi nhìn vào trong. A thập lục đã thay một bộ váy dạng sườn xám ngắn với hai sắc màu đỏ trắng đan xen. Chiếc áo này như thể được Donny đóng giày may riêng cho tô thị A thập lục vậy, vừa người đến lạ kỳ. Chiếc sườn xám làm tôn lên vòng eo nhỏ nhắn của tô thị A thập lục. Nếu dựa theo tỷ lệ cơ thể mà xét thì hai chân của cô cũng rất thon dài. 36 cái like. Đẹp không? Tô thị A thập lục ngẩng lên, tóc ngắn vén sau tai, cô hướng đôi mắt về phía hắn. Vé gì gút tương đương. Tống thư hàng giơ ngón cái. Những bộ khác có vừa không? Ừ, tất cả cùng một cỡ, vừa với ta lắm luôn. Tô thị A thập lục đáp, suýt nữa thì cô tưởng cả đống quần áo ấy đều được may riêng cho mình rồi. Thế thì tốt quá, vậy ta tặng hết dương váy này cho cô luôn. Tống thư hàng cảm thấy chỉ cần tống khứ cái đống này đi được là đã tốt lắm rồi. Ta sẽ không khách khí đâu. Tô thị A thập lục cười nói, thực ra có mấy bộ kiểu dáng dễ thương cũng không hợp với cô cho lắm không cần khách khí tống thư hàng cười nói cô chịu nhận là giúp đỡ ta giải quyết được một nan đề đấy tô thị a thập lục gật nhẹ đầu thế đống còn lại thì sao ngươi định xử lý thế nào còn mấy loại nữa ừm ở dưới có một lô hơi rộng có lẽ sẽ vừa với vũ nhu tử hơn nữa ta cũng nợ cô ấy mấy lần ân tình để ta đưa cho cô ấy thử xem không biết là cô ấy có thích hay không nữa. Tống Thư Hàng xoa cầm nói. Thế nhưng cha của Vũ Nhu Tử là Linh Điệp Tôn Giả. Linh Điệp Tôn Giả là một tôn giả lão làng giàu nứt đố đổ vách. Chắc Vũ Nhu Tử không thiếu mấy thứ quần áo này đâu nhỉ. Thêm nữa là nếu mình tặng quần áo cho Vũ Nhu Tử thì có khi nào Linh Điệp Tôn Giả sẽ hiểu lầm không? Linh Điệp Tôn Giả được xưng tụng là người lòng nhỏ như cái chôn kim trong nhóm cửu châu số một đấy. Thế nhưng Tống Thư Hàng đã gặp Linh Điệp Tôn Giả rồi. Đó là một tiền bối rất hiền hòa và đối xử rất tốt với hậu bối. Cho nên chắc là không sao đâu nhỉ?" Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Tống Thư Hàng không biết lúc trước khi hắn đi mua giày đôi với Vũ Nhu tử thì linh điệp tôn giả đã khó ở rồi. Nếu hắn tặng Vũ Nhu tử mấy bộ váy mà ngày nào cô cũng mặc thì chắc tôn giả phải bỏ nhà đi bụi mất. "Ừm, ở dưới còn có mấy cái rộng nữa cơ, ta nghĩ trong nhóm có vài vị tiên tử sẽ mặc vừa. Đến lúc đó để xem có thể tặng cho họ hay không." Tống Thư Hàng nói. Tô Thị A thập lục. Gạch nối. Không ổn à. Tống Thư Hàng nhìn thấy vẻ cạn lời trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Thị A thập lục thì hỏi một câu rẻ rặt. Quả nhiên là tặng quần áo cho các tiên tử thì không thỏa đáng cho lắm. Thế nhưng nếu không tặng đi thì để trong dương cho nó mọc mốc ra à. Hắn có mặc quái đâu. Tô Thị A thập lục nghĩ ngợi một tí rồi nói. Dù sao ngươi cũng tặng hết chỗ váy này cho người khác đúng không? Um vì ta có để đây cũng vô dụng cho dù đổi thành linh thạch cũng không dễ cơ cho nên chẳng bằng ta tặng hết cho cô luôn tống thư hàng nói thế thì cho ta hết đi tô thị a thập lục nói hả tống thư hàng ngẩn ra quần áo có sai mà ta sẽ lớn nhanh thôi tô thị a thập lục ngẩng đầu nói với vẻ tràn ngập tự tin tống thư hàng gạch nối hắn hẳn là nên tin tưởng tô thị a thập lục về vấn đề này nhỉ Khụ, ta có thể tặng những bộ cỡ to hơn cho các chị em trong Tô thị mà." Tô thị A Thập Lục cười rồi bổ sung, "Được rồi, Tô thị A Thập Lục cảm thấy cả đời mình cũng chẳng lớn đủ để mặc cái áo cỡ lớn nhất kia." Tống thư hàng nghĩ ngợi rồi gật đầu nói, "Thế thì tốt quá rồi. Dù sao cũng phải đem đi tặng người ta, đưa cho Tô thị A Thập Lục cũng được mà, thế là giải quyết xong một nỗi phiền não to." Tô thị A Thập Lục nhếch khóe miệng chỗ váy này có giá trị không nhỏ đâu nếu ta đã cầm hết đi thì cũng phải đưa cho ngươi cái gì để đáp lễ mới được không cần không cần thật mà giờ ta không thiếu gì cả đâu tống thư hàng trả lời ngươi có pháp môn thu liếm khí tức chưa tống thư hàng gạch nối hắn có pháp môn tương tự như thế quyển sách giáo khoa của chiến sĩ nhím biển mang theo một pháp môn nhỏ để ngụy trang khí tức thế nhưng cái kia cần phải phối hợp với ghim cải áo biến hình của vũ nhu tử mới được mà ghim cải áo thì phải trả vũ nhu tử còn hiệu quả lại không tốt cho lắm hơn nữa nếu đã đạt tới cảnh giới tam phẩm thì có thể học tập pháp thuật bậc cao hơn rồi nếu ngươi có hai thuộc tính lôi hỏa thì có thể học các pháp thuật trụ cột như dẫn lôi thuật hư không hoán hỏa đáng tiếc ngươi không có thuộc tính phong không thì mấy pháp thuật loại thân pháp khinh công hữu dụng trong chiến đấu lắm đấy tô thị a thập lục nói nghe thấy dẫn lôi thuật và hư không hoán hỏa pháp thì hai mắt tống thư hàng sáng người lên đúng là hắn đang thiếu pháp thuật. Lúc trước mới có trường tâm lôi mà hắn đã kích động đến mức thao thức cả đêm rồi cơ mà. Tô Thị A thập lục lại hỏi với cả người đã có công pháp cảnh giới tam phẩm chưa? Có rồi, ở chỗ Bạch Tôn giả có công pháp bước tiếp theo của ta, chỉ cần chờ ngài ấy ra khỏi di tích là ta có thể luyện tiếp ngay. Tống Thư Hàng nói. Lúc trước ngay cả Bạch Tôn giả cũng không ngờ là Tống Thư Hàng lại thăng cấp nhanh điên cuồng như thế cho nên ngài không để lại công pháp tầng thứ ba của tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công cho hắn. Trừ thứ đó thì sau khi lên tam phẩm, hắn còn có thể học một thân pháp mới từ chỗ bạch tôn giả. Lúc trước bạch tôn giả biểu diễn một lượt các loại thân pháp cho hắn xem, loại nào hắn cũng thích. chương 637, dã tâm lớn nhất trong đáy lòng ta là gì? Sau khi gặp diệt phượng tiền bối thì phải thử xem có mượn được ổ cứng của ngài ấy hay không, ưm, ừ đồng thời phải chúc cảnh giới của Diệt Phượng tiền bối càng ngày càng cao và thăng cấp thuận lợi hết thảy. Thế thì tương lai khi thăng lên tứ phẩm và ngũ phẩm vẫn có thể tìm ngài ấy để mượn ổ cứng xài tiếp rồi. Khổ, nghĩ xa quá. Mà bây giờ muốn mượn của Diệt Phượng tiền bối cũng chẳng dễ gì, phải nghĩ cách đả động ngài ấy cái đã. Suy nghĩ một hồi, Tống Thư Hàng tự nhiên cười lên trông đến là ngốc nghếch. Tô Thị A thập lục ở bên cạnh suýt nữa thì tưởng là Tống Thư Hàng bị thần kinh. Nửa tiếng sau, Tống Thư Hàng, Ngư Kiều Kiều và Tô thị A thập lục ngồi trong phòng khách của biệt thự, chờ Tam Nhật sư huynh đến. Ba người bạn thân của Tống Thư Hàng và bạn gái của Cao Mỗ Mỗ đều bị đưa về phòng. Thế nhưng Cao Mỗ Mỗ không bị đưa lên giường đi ngủ, mà Ngư Kiều Kiều phái người nhét hắn vào trước bàn máy tính. Ngư Kiều Kiều muốn thử xem, nếu nửa đêm Cao Mỗ Mỗ tỉnh dậy mà đột nhiên nhìn thấy máy tính thì có thể bùng nổ linh cảm rồi tuôn ra vài vạn chữ hay không. Ong 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 tiếng kiếm ngân từ ngoài biệt thự truyền vào. Tam Nhật Sư Huynh đến rồi sao? Tống Thư Hàng vội vàng nhìn ra cửa. Sau đó hắn nhìn thấy một lão đạo sĩ hạc phát đồng nhan hạ xuống từ trên không, là thiên nhai tử đạo trưởng. Ủa, các vị tiểu hữu đều ở đây cả hà? Thiên nhai tử đạo trưởng đạo trưởng đã truyền 10 năm công lực tinh thuần cho thông nương nên tạm thời không phải lo đến thiên kiếp nữa, trạng thái toàn thân đều ổn vô cùng. Lúc này hắn xách hai bình rượu trong tay, vừa vào tới cửa thì mùi hương say lòng đã phả ra. Đúng lúc quá, đêm nay chúng ta lại say một trận được không? Mấy hôm trước lão đạo ăn trầu uống trực ở đây ngại quá, cho nên hôm nay lão đạo đã xin được mấy bình rượu ngon từ tay của biệt tuyết tiên cơ để chúng ta uống tới hừng đông đây. Thiên nhai tử đạo trưởng vừa nói vừa cười sang sảng. Thực ra lần này thiên nhai tử đạo trưởng đạo trưởng tới đây là vì thông nương. Hắn cảm thấy tiểu yêu thông nương này có lẽ thật sự là một mỏ vàng đang bị lấp kín hắn muốn thu nhận thông nương thành đồ đệ của mình. Tuy thông nương đã trở thành đệ tử ký danh của một đạo hữu khác của thư hàng tiểu hữu thế nhưng nếu chưa bái sư hẳn hoi thì hắn vẫn có cơ hội đào góc tường mà. Đây chính là thiên tài học xong một bộ công pháp nhị phẩm tinh diệu chỉ trong 10 phút đó, nếu bỏ lỡ thì có khi cả đời này cũng không tìm thấy người thứ hai đâu. Cho nên thiên nhai tử đạo trưởng suy nghĩ một đêm rồi vẫn quyết định vác mặt giày tới đây. Đạo trưởng, ngài tới muộn quá, ta vừa mới uống xong rồi. Cả người Ngư Kiều Kiều toàn là mùi rượu, thực ra sau khi ngửi thấy mùi rượu ngon say đắm lòng người tỏa ra từ bình rượu trong tay Thiên Nhai Tử Đạo trưởng, thì Ngư Kiều Kiều cũng muốn uống thêm một chầu nữa lắm, nhưng tối nay cô có việc mất rồi. Không sao, chúng ta có thể uống thêm chầu nữa mà. Ngư Kiều Kiều cô nương vẫn còn tỉnh táo, Thư Hằng tiểu hữu cũng uống được. Tiểu cô nương bên cạnh này có muốn uống tí luôn không? À không đúng, không đúng người chưa thành niên thì không uống rượu là hơn thiên nhai tử đạo trưởng cười ha hả đương nhiên đạo trưởng cũng nhìn ra tô thị a thập lục không còn là một thiếu nữ vị thành niên chỉ là hắn thấy cô có khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc quá nên mới muốn đùa cô một chút thôi khi con người ta lớn tuổi mà nhìn thấy trẻ con thì trái tim ông nội sẽ bị kích hoạt cứ thích trêu đùa con trẻ để hưởng cái thú thiên luân có lẽ thiên nhai tử đạo trưởng cũng đang ở trong trạng thái này chưa thành niên Tô Thị A thập lục ngừng phát đầu lên nhìn chầm chầm vào thiên nhai tử đạo trưởng, tay phải biến trưởng thành đao, vẻ mặt nôn nóng muốn đập người. Tống Thư Hàng vội nói. Thiên nhai tử đạo trưởng à, xin lỗi ngài, tối nay chúng ta còn có việc. Hay là mấy ngày nữa mình uống với nhau nhé. Trong lúc hắn đang nói chuyện thì bên ngoài lại truyền vào tiếng kiếm ngân. Một thân ảnh ngựa kiếm phi đến trong hư không, lần này đúng là tam nhật sư huynh. Sư huynh chưa tới mà tiếng đã vang lên. Thư hàng tiểu hữu, đã chuẩn bị xong chưa? Nếu xong rồi thì chúng ta đi luôn thôi. Vâng, sư huynh, chuẩn bị xong cả rồi. Ta đưa hai người Ngư Kiều Kiều và Tô thị A thập lục đi theo có được không? Tống thư hàng hỏi. Không thành vấn đề, lên đi, ta sẽ đưa mọi người tới Kim Cương động phủ bằng tốc độ nhanh nhất. Không biết thời gian giếng cổ trong động phủ phun trào sẽ chấm dứt vào lúc nào, chúng ta đi càng nhanh càng tốt. Tam Nhật sư huynh cười phóng khoáng. Tống Thư Hàng kéo Tô Thị A thập lục theo rồi chắp tay với thiên nhai tử đạo trưởng. Đạo trưởng, chúng ta xin cáo từ trước. Kim Cương Động Phủ, thì ra các người muốn đi thủ phủ cũ của Kim Cương Tông nhà thông huyền đại sư à. Thiên nhai tử đạo trưởng cười ha hả Vậy lão đạo cũng đi cùng các ngươi một chuyến. Nói đoạn, thiên nhai tử đạo trưởng buông rượu xuống, lấy một chiếc kim cương lệnh ra vung vẩy đầy đắc ý. Sau đó, đạo trưởng lấy một pháp bảo phi hành hình đám mây rồi bảo các ngươi lên cả đi, ta đưa các ngươi qua, nhanh hơn các ngươi tự ngự kiếm phi hành nhiều đó. Bấy giờ Tam Nhật Sư Huynh cũng hạ xuống, thấy thiên nhai tử đạo trưởng thì hét lên thất thanh. Truyền công cuồng ma, thiên nhai tử đạo trưởng, gạch nối. Tô Thị A Thập Lục nghe thấy câu hét của Tam Nhật Sư Huynh thì phản ứng lại ngay tắp lự. Truyền công cuồng thiên nhai tử lão đạo, bảo sao cái đạo hiệu này lại quen tai thế, thư hàng, chúng ta chạy mau. A à Thất nói nếu gặp Thiên Nhai Tử đạo trưởng thì chạy được bao xa phải cố mà chạy cho bằng được, tuyệt đối không được để hắn tóm cổ, nếu không sẽ có chuyện kinh dị xảy ra đó. Thiên Nhai Tử đạo trưởng. Gạch nối. Đạo trưởng chỉ thấy mệt tim quá, hết yêu cả thế giới luôn rồi. Khổ khổ. Tống thư hàng vội giải thích. Yên tâm đi, trong thời gian tới Thiên Nhai Tử đạo trưởng không truyền công nữa đâu. Hôm trước hắn đã truyền 10 năm công lực cho một cây hành thành tinh rồi. Tô Thị A Thập Lục và Tam Nhật Sư Huynh nghe thế thì thoải mái hơn hẳn, thế nhưng cả hai vẫn nhìn thiên nhai tử đạo trưởng bằng ánh mắt cực kỳ cảnh giác. Thiên nhai tử đạo trưởng đau lòng muốn chết. Cuối cùng cả đám vẫn ngồi lên pháp bảo phi hành của thiên nhai tử đạo trưởng để đến kim cương động phủ. Đạo trưởng cảnh giới linh hoàng ngũ phẩm thúc dục pháp bảo, nhanh hơn nhiều so với tam nhật sư huynh ngự phi kiếm. Bây giờ thời gian chính là linh thạch đó. Cả nhóm đến kim cương động phủ rất nhanh, Thiên Nhai Tử đạo trưởng cất pháp khí phi hành đi. Vừa đến gần Kim Cương động phủ thì cả nhóm đã cảm nhận được một loại lực lượng không thể miêu tả bằng lời ngập tràn bốn phía. Đó không phải là linh lực hay chân khí của tu sĩ. Nếu nhất định muốn phân loại nó thì nó có chỗ tương tự với năng lượng tinh thần hoặc là lực lượng linh hồn. Dưới ảnh hưởng của luồng năng lượng giống như lực lượng linh hồn này, nhóm người tống thư hàng chờ thấy trước mắt xuất hiện rất nhiều hình ảnh hư ảo. Trong những hình ảnh đó là muôn vẻ đời người. Đây là dục vọng và khao khát trong nội tâm sâu thẳm của các tu sĩ đến Kim Cương Động phủ nhận thí luyện, luyện tâm của giếng cổ, kết tụ lại cùng nhau, rồi bị lực lượng khi giếng cổ phun trào đúc thành những hình ảnh kỳ quái. Tam Nhật sư huynh đưa mấy người Tống thư hàng vào trong động phủ. Thiên Nhai Tử đạo trưởng đưa kim cương lệnh ra làm phí dụng khi tiến vào động phủ. Tống thư hàng giao phần linh thạch của ba người rồi đi vào cùng với Tô thị a thập lục và Ngư Kiều Kiều. Lúc này trong động phủ đã có rất nhiều đệ tử, phần lớn đều là đệ tử và đệ tử tục gia của thiên nhai vân du tự. Giữa động phủ có một cái giếng cổ, nước trong giếng thi thoảng sẽ phun tóe lên như suối phun. Một đám tu sĩ ngồi quây xung quanh nó, thối luyện tâm cảnh nhờ lực lượng của giếng cổ. Ngư Kiều Kiều và Tô Thị A Thập Lục không luyện kim cương căn bản quyền pháp nên đương nhiên cũng không cần lĩnh ngộ kim cương phục ma quyền. Sau khi vào động phủ, dưới sự chỉ dẫn của Tam Nhật Sư Huynh, hai cô gái chọn chỗ ngồi xuống gần giếng cổ, đợi giếng cổ bình ổn lại thì nhìn vào mặt nước và tiến vào trạng thái, luyện tâm. Thiên nhai tử đạo trưởng xoa cầm suy tư một lát rồi cũng tiến vào trạng thái luyện tâm, chắc đã là khách quen của động phủ này rồi. Vì thường xuyên trốn tránh thiên kiếp nên hắn rất hay vào đây mượn giếng cổ để luyện tâm, để tâm cảnh của mình duy trì trạng thái bình thường. Giếng cổ luyện tâm này có hiệu quả tốt nhất đối với Tô Thị A Thập Lục trải qua luyện tâm có thể giúp cho tâm cảnh của cô trở nên bình thản trong lần độ kiếp tiếp theo, không bị ảnh hưởng bởi lần thất bại trước kia nữa. Tống Thư Hàng dạo qua một vòng trong động phủ, xem xét những điều mà cao nhân của Kim Cương Tông lĩnh ngộ được từ Kim Cương Căn Bản Quyền Pháp, xem một hồi thu hoạch được rất nhiều. Một lát sau, hắn lại đối diện với bức bích hỏa Kim Cương Phục Ma Quyền rồi bắt đầu lĩnh ngộ. Sau một hồi lâu, Tống Thư Hàng cười khổ một tiếng, hắn cảm thấy mình rất phù hợp với kim cương căn bản quyền pháp, lúc trước khi tu luyện quyền pháp này, hắn cũng nắm giữ nó rất nhanh. Thế nhưng lĩnh ngộ công pháp từ trong bức họa thế này dường như không phải là việc mà hắn am hiểu. Dù là kiếm quyết thần bí của sở gia hay là bích họa kim cương phục ma quyền trước mắt, đều vô cùng chiều tượng với tống thư hàng. Hắn sờ chiếc túi thu nhỏ một tấc trong lòng, hy vọng nhờ năng lực của ngộ đạo thạch, có thể có thu hoạch gì đó. Bây giờ, cứ từ từ rồi hắn lĩnh ngộ vậy. Tống Thư Hàng xoay người đi tới giếng cổ luyện tâm. Đi xem cái giếng cổ như suối phun này có gì huyền diệu cái đã. Hắn từng bước đến gần giếng cổ rồi bước vào phạm vi luyện tâm. Lực lượng thần bí của giếng cổ ảnh hưởng tới Tống Thư Hàng, sẽ khơi lên dã tâm và tàn niệm trong đáy lòng hắn. Tống Thư Hàng không na gôn cản, để mặc cho lực lượng của giếng cổ tác động mình. Trên đời này không có ai hoàn mỹ, cho dù là thánh nhân thì trong lòng cũng vẫn có dục vọng, đó là chuyện quá bình thường nếu con người ta không có dục vọng hay điều gì để theo đuổi thì có khác gì con cá khô đâu. Theo lời giới thiệu của Tam Nhật Sư Huynh, khi suối phun chấm dứt tạm thời thì Tống Thư Hàng nhìn vào mặt giếng phẳng lặng. Mặt nước chiếu bóng hình của hắn. Thứ mà ta muốn là gì? Trong lòng Tống Thư Hàng cũng đang tự hỏi câu hỏi ấy. Trước khi vào nhóm cửu châu số 1, thì những thứ mà hắn muốn có đều không thoát khỏi khuôn khổ thế tục. Thế sau khi bước lên con đường tu hành thì hắn muốn gì đây? lúc này, mặt nước giếng cổ bóng gợn sóng. Tống Thư Hàng nhìn thấy rồi. Hắn thấy mình ăn mặc như nho sinh, tuấn mỹ phi phàm, một quyển kinh thư chuyển động quanh người hắn, trên kinh thư có tiếng thánh nhân tụng niệm. Ha ha ha, đây mới là phong cách mà mình muốn nè. Trước mặt hắn khi đó là một tà vật vô cùng dơ bẩn. Hình như, đây là một cuộc đại chiến. chương 638, núi vạn thư trao đảo, đầm thánh tịch tuy rằng thư sinh kia rất giống tống thư hàng thế nhưng nhìn kỹ thì hắn biết người kia không phải là mình mà chỉ là một phần của mình mà thôi đó là linh quỷ của hắn là linh quỷ bị đại năng khó hiểu kia mượn mất quái thật chẳng phải mặt giếng cổ này sẽ cho ta thấy dã tâm hoặc dục vọng sâu thẳm trong nội tâm mình sao sao ta lại nhìn thấy linh quỷ của mình thế này chẳng lẽ dã tâm không muốn cho ai biết ở trong lòng ta lại là làm cho linh quỷ trở thành một tu sĩ nho gia cường đại thế ta thì sao Bản thân ta thì sao? Chẳng lẽ bản thân ta chỉ nằm một chỗ ăn chơi chờ chết, rồi để linh quỷ thay mình ra ngoài làm chiến sĩ chính nghĩa, cuối cùng mình ôm cả danh cả lợi? Ta có phải là người như thế đâu chứ? Hay đây không phải là khao khát và dục vọng trong nội tâm mình, mà là chuyện đang thực sự xảy ra? Nếu là chuyện thực sự xảy ra, thì liên hệ giữa ta và linh quỷ đã bị chặt đứt rồi, làm sao ta nhìn thấy hình ảnh như vậy được? chẳng lẽ liên hệ giữa ta và linh quỷ lại được thành lập một lần nữa dựa vào lực lượng của giếng cổ này à? Thế nhưng điểm nhìn của Tống Thư Hàng lúc này cũng không phải là điểm nhìn của linh quỷ, mà hoàn toàn là điểm nhìn của người đứng xem. Trong lúc Tống Thư Hàng đang suy tư thì trong hình ảnh nơi giếng cổ, linh quỷ ăn mặc kiểu thư sinh đã bắt đầu chiến đấu với tà ma. Hẳn là một trận chiến cực kỳ ác liệt. Nhưng nói thật là Tống Thư Hàng xem mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì hắn chỉ có thể thấy linh quỷ dáng vẻ thư sinh đứng đối diện với tà ma dơ bẩn kia, hai bên nhìn nhau chằm chằm, giữa hai người không ngừng có ánh sáng lóe lên. Dường như ánh sáng đó là dấu hiệu cho thấy họ đang chiến đấu. Thế nhưng Tống Thư Hàng hoàn toàn không nhìn ra hai người đó giao đấu với nhau thế nào, chỉ thấy xung quanh họ là vô số tà ma không ngừng chết đi. Những thứ tà ma chết đi ấy có hình thái khác nhau, trong đó có loại giống như người, dâu tóc kín mặt, mặc quần áo đỏ và còn thắt đai lưng đỏ rực. Khi nhìn thấy thân ảnh ấy, Tống thư hàng tự nhiên lẩm bẩm. Đệ tử Cửu U. Tuy rằng trong đầu hắn hoàn toàn không có chút ký ức nào về bộ dạng của đệ tử Cửu U, thế nhưng hắn cứ cảm thấy mình đã nhìn thấy bọn chúng ở đâu rồi. Ký ức bị trống à? Nếu nó nằm ở ký ức trống thì mình đã từng gặp thứ này ở trên đảo thần bí rồi sao? Cứ thế, tà ma vô cùng dơ bẩn và linh quỷ giao phong không ngừng bằng phương thức mà Tống thư hàng chẳng hề xem hiểu không biết đánh được bao lâu, tà ma giờ bẩn bóng cười gần dữ tợn. Sau đó Tống Thư Hàng nhìn thấy toàn bộ cửu u đều hóa thành chất lỏng đen đặc diệt đổ vào cơ thể của tà ma, khí thế của tà ma không ngừng dâng lên. Trái lại, cuốn sách luôn vang lên tiếng đọc của thánh nhân bên cạnh linh quỷ dáng dấp thư sinh thì bắt đầu bốc cháy. Chẳng bao lâu sau đã cháy thành cho. Tống Thư Hàng giật thoát một cái, cảm giác không ổn bốc lên cuồn cuộn trong lòng hắn. Linh quỷ dáng dấp thư sinh thở dài. Xem ra đến lúc kết thúc rồi. Khi đang nói chuyện thì một thân ảnh chui ra khỏi linh quỷ dáng dấp thư sinh, đó chính là thư sinh như thủy tinh đã cướp linh quỷ đi lúc trước. Lúc này sát ý và vẻ điên cuồng trong mắt hắn đã giảm đi nhiều, trên khuôn mặt đượm vẻ không cam tâm. Nếu không phải năng lượng trong cơ thể không đủ, nếu có thể cho hắn thêm một chút thời gian thì ít nhất hắn có thể phong ấn và trấn áp tà ma này. Đáng tiếc là trên thế gian này không có, nếu như thư sinh như thủy tinh bước lên phía trước một bước, một quyển sách cực lớn tụ lại bên cạnh hắn. Quyển sách này bao bọc thân thể hắn, tiếng thánh nhân quanh quẩn tinh lọc tà ma xung quanh rồi ập xuống tà ma dơ bẩn nọ. Mà linh quỷ của tống thư hàng cũng bị lực lượng của thư sinh vây lấy, một cánh cửa không gian xuất hiện ngay cạnh nó. Về đi, về bên chủ nhân của ngươi đi, tiếng nói của thư sinh như thủy tinh vang lên bên tai linh quỷ của tống thư hàng. Cùng lúc đó, Tống Thư Hàng cảm thấy thân thể mình hơi chấn động liên hệ giữa hắn và linh quỷ đã được nối lại. Quả nhiên hình ảnh hắn thấy trong giếng cổ này không phải là dục vọng và dã tâm trong tâm hồn hắn, mà là thư sinh như thủy tinh chiếm linh quỷ của hắn đã tiến vào cửu u và đánh nhau với người ta. Trận chiến này đã đến hồi kết thúc, cho nên thư sinh như thủy tinh mới trả linh quỷ của Tống Thư Hàng về cho hắn. Khi liên kết với linh quỷ được nối lại, Tống Thư Hàng đã cảm nhận được trạng thái của nó. Đau 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 đau. Trên lưng linh quỷ có hai vết thương sâu hóng, Nỗi đau đớn này không thể diễn tả bằng lời. Tống thư hàng đau đến mức trắng nhợt cả mặt mũi. Không chỉ như thế, mà lúc này đây linh quỷ còn khó chịu như thể toàn thân ngập trong bùn lầy. Nếu không có một tia lực lượng cuối cùng của thư sinh như thủy tinh bảo vệ thì linh quỷ đã sớm bị ô nhiễm bởi sinh bùn dơ bẩn và đọa thành ta ma rồi. Tống thư hàng đau không thở nổi. Lúc này, khe hở không gian mở ra, kéo linh quỷ vào trong. Xin lỗi, ta mượn linh quỷ của ngươi lâu như vậy vốn là khi đưa nó về thì phải trả cho ngươi thù lao vừa ý. Thế nhưng bây giờ tất cả những gì ta có đều đã hóa thành cho tàn, không còn gì làm thù lao cho ngươi cả, có lẽ ta phải nuốt lời rồi. Giọng nói của thư sinh như thủy tinh kia truyền qua linh quỷ, vang thẳng vào tai Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng thở dài khe khẽ, hắn đã nhận được thù lao từ lâu rồi. Năng lượng truyền từ thư sinh như thủy tinh kia sang đã giúp hắn đột phá một mạch từ cảnh giới nhị phẩm lên tam phẩm, thù lao này đã đủ trả cho việc thư sinh mượn linh quỷ đi rồi. Dường như cảm nhận được suy nghĩ trong lòng tống thư hàng, thư sinh như thủy tinh kia quay đầu lại và mỉm cười. Ôi, nói thế thì ta cũng được an tâm. Sứt lời, cửa không gian bao phủ linh quỷ, truyền tống không gian bắt đầu. Đúng lúc này, hoa hạ vừa hết dạng đông, ngày tiếp theo đã bắt đầu. Ngày 10 tháng 8, thứ bảy, đạo hiệu tầm đạo thư sinh. Linh quỷ tiến vào truyền tống không gian, thế nhưng Tống Thư Hàng lại vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh thư sinh như lưu ly kia giao chiến với tà ma. Grahu, đúng lúc này, tà ma cửu u dơ bẩn gào lên điên cuồng. Trong nháy mắt, chất lỏng đen xì từ bốn phương cửu u tập trung về đổ như biển rộng vô biên vô hạn đổ vào cơ thể của tà ma. Toàn bộ cửu u giới đều trở thành hậu thuẫn của tà ma, dưới sự trợ lực khổng lồ này, chỉ trong phút chốc, tà ma đã đột phá hạn chế bình cảnh và thăng lên cảnh giới cao hơn loại trợ lực này có hạn chế thời gian nó chỉ kéo dài một vài hơi thở nhưng đối với tà ma thì thế là đủ rồi trên thân thể tà ma mọc ra trăm ngàn ma trảo điên cuồng đánh về phía cuốn sách mà thư sinh lưu ly ngưng tụ ra chỉ một đòn đã hủy diệt cuốn sách ấy đồng thời hơn một ngàn ma trả nọ quấn giết vào nhau giữa ngàn cánh tay ma quỷ ngưng tụ ra một luồng pháp thuật chẳng khác gì mặt trời đen đặc thư sinh như thủy tinh khoanh tay đứng đó hắn không hề phòng ngự mà đối đầu trực diện với mặt trời đen trên thực tế hắn đã chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng nữa rồi lực lượng còn sót lại vỏn vẹn chỉ đủ để duy trì thân thể hắn không tan rã mà thôi hắn không sợ chết bởi vì từ lâu hắn đã là một người chết rồi ầm uhm, mặt trời đen đặc dáng xuống nuốt trừng cả thân thể của thư sinh như thủy tinh kia thân thể hắn hóa thành cát bụi tiêu tán trong cửu u giữa thân thể hắn lộ ra một cây bút lưu ly li. Đây là pháp khí mà Thư Sinh ký sinh lên, một pháp khí cấp bậc kiếp tiên cửu phẩm. Thế nhưng dưới uy áp khủng bố của mặt trời đen, chỉ một hơi thở sau, cây bút đã nổ vụn. Mảnh nhỏ bắn ra bốn phương tám hướng. Mặt trời đen kia khủng bố vô cùng, sau khi cắn nuốt Thư Sinh thủy tinh thì nó cũng nổ tung. Uy lực của vụ nổ tràn ngập toàn bộ hình ảnh mà Tống Thư Hàng có thể nhìn thấy. Thậm chí vụ nổ mạnh ấy còn bỏ qua cả hạn chế không gian, năng lượng của nó phóng thẳng vào hư không. Linh quỷ của Tống Thư Hàng đang được truyền tống về thì lại bị lực lượng của mặt trời đen lan đến. "Toi rồi." Tống Thư Hàng cả kinh thốt lên. Ngay sau đó, uy lực vụ nổ mặt trời đen đã cuốn linh quỷ của Tống Thư Hàng vào. Linh quỷ dường như bị nhét vào trong một cái máy trộn bê tông, bị quấy đảo điên cuồng rồi nhào như nhào bột, sau đó dường như lại có một luồng lực lượng kéo dài linh quỷ của hắn ra, muốn kéo nó thành mì. Toàn bộ quá trình đều đi kèm với đau nhức thấu trời loại đau đớn này đồng bộ trên cơ thể của tống thư hàng thông qua cộng hưởng cảm quan làm hắn đau đến toát mồ hôi lạnh linh quỷ tấn chức lên phẩm chất cao thì có trí thông minh không kém gì con người ngay sau đó nó đã cắt đứt liên hệ cảm quan giữa mình và bản thể để bản thể không còn chịu đau đớn nữa sau khi liên hệ cảm quan bị ngắt thì tống thư hàng thở dốc đầy đau đớn khế ước giữa hắn và linh quỷ vẫn còn hắn có thể cảm nhận được trạng thái lúc này của linh quỷ một lực lượng cường đại đang cuốn lấy linh quỷ, muốn kéo nó vào vực sâu không đáy. Thế nhưng lúc này linh quỷ lại không hề có chút sức phản kháng nào. Phải làm sao đây? Tống thư hàng siết chặt nắm đấm. Âm 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 đùng, lực lượng của mặt trời đen vẫn làm chấn động không gian. Trong quá trình nổ tung, một mảnh thủy tinh nhỏ bị hấp dẫn bởi khí thức của linh quỷ và đậu trên người nó. Ông tương đương, khi tiếp xúc với linh quỷ, mảnh thủy tinh nhỏ hiện ra khí tức của thư sinh thủy tinh trong một phút giây ngắn ngủi. Lực lượng còn sót lại của thư sinh thủy tinh cười khổ một tiếng. Rồi một lát sau, giọng nói của hắn lại vang lên bên tai linh quỷ. Xin lỗi, tiểu hiếu, có lẽ ta không thể trả linh quỷ của ngươi về bên cạnh ngươi một cách thuận lợi được rồi. Không ngờ ta lại phải nuốt lời một lần nữa. Núi vạn thư trao đảo, đầm thánh tịch. Dường như thư sinh thủy tinh muốn tiết lộ tin tức gì đó cho Tống Thư Hàng, Thế nhưng hắn chưa kịp nói hết lời thì bên cạnh linh quỷ đã vang lên những tiếng nổ liên miên không dứt. Ầm. Um, lực lượng vụ nổ cuối cùng vặn vẹo thành một lực lượng xuyên qua cả không gian. Lực lượng ấy quấn lấy linh quỷ như cuốn mì rồi kéo giãn nó ra, lôi xuống đáy vực. Không dê dê. Tống thư hàng thét gào trong lòng. Thế nhưng lực lượng đáng sợ kia vẫn bắt linh quỷ kéo đi mất hút. Ầm. Um, chương 639, ta là bá đao, a không. Ta là Tống nhất. Có một luồng lực lượng bị kéo ra khỏi cơ thể của Tống Thư Hàng, cuối cùng biến mất không còn tâm tích. Đó là lực lượng thuộc về Linh Quỷ. Vì Linh Quỷ bị kéo vào vực sâu không đáy nên lực lượng này cũng tiêu tán khỏi cơ thể của Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng chịu ảnh hưởng của nó, chỉ cảm thấy chân dịch trong cơ thể chạy loạn, toàn thân như bị khoét sống, cảm giác suy yếu cùng cực dâng lên trong lòng. Cuối cùng hắn không cảm nhận được sự tồn tại của Linh Quỷ nữa linh quỷ mất rồi sao? linh quỷ ở bên hắn từ khi chập trứng bước chân vào giới tu chân lần lượt trải qua vô vàn gian lao vất vả tăng phẩm chất từ linh quỷ cấp trung lên linh quỷ cấp cao có tiềm chất tu luyện thành quỷ tiên để trở thành đồng bạn cả đời của hắn thế mà đã bị hủy diệt rồi sao? thư hàng người làm sao vậy? giọng nói mang đầy lo lắng của tam nhật sư huynh vang lên sau đó còn có tiếng của tô thị a thập lục ngư kiều kiều và thiên nhai tử đạo trường Thế nhưng Tống Thư Hàng đã kiệt sức đến mức không thể mở nổi mắt ra nữa. Linh quỷ của mình biến mất rồi ư? Tống Thư Hàng không cam lòng, hắn thăm dò cơ thể mình, thăm dò kỹ càng từng chút một, thế nhưng toàn bộ phần năng lượng dự bị thuộc về linh quỷ trong người hắn đã biến mất cả rồi. Khác với tình hình khi thư sinh thủy tinh chặn liên kết của hắn với linh quỷ, lần này linh quỷ đã biến mất thật rồi sao? Không đúng. Tống Thư Hàng đột nhiên vươn tay sờ lên ngực mình, Hắn hít sâu một hơi, bắt mình phải bình tĩnh, sau đó lại cảm ứng một cách thật cẩn thận. Cảm ứng được, tuy rằng suy yếu và có chút khiếm khuyết, thế nhưng khế ước với linh quỷ vẫn còn đây. Khế ước không biến mất, cho nên linh quỷ vẫn còn sống. Rốt cuộc Tống Thư Hàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Linh quỷ không biến mất, nó chỉ bị lực lượng khủng bố kia kéo vào một vực sâu không đáy vô định, cho nên hắn mới không cảm nhận được nó thôi. Hơn nữa, lần này Liên hệ giữa hắn và linh quỷ bị cắt đứt còn nghiêm trọng hơn so với khi bị thư sinh Thủy Tinh chặn lại, thậm chí năng lượng dự trữ thuộc về linh quỷ trong cơ thể Tống thư hàng cũng biến mất. Đây cũng là nguyên nhân hắn thấy cơ thể mình bị khoét rỗng. Thế nhưng linh quỷ vẫn còn, khế ước của hắn cũng vẫn còn. Chỉ cần linh quỷ còn sống thì hắn còn cơ hội cứu nó trở về. Sau khi thở phào, Tống thư hàng bắt đầu vận chuyển Tam thập Tam thú Tiên Thiên nhất khí công để giảm bớt cảm giác suy yếu trên cơ thể. Trong đầu hắn lại hồi tưởng đến vực sâu không đáy kia, rốt cuộc thì đó là nơi nào? Lực lượng kéo linh quỷ đi cho Tống thư hàng cảm giác nó có thể vượt qua cả không gian. Rốt cuộc là lực lượng gì thì mới có thể áp đảo được cả năng lực không gian cơ chứ? Bây giờ hắn đã không còn là con gà mờ không biết gì về giới tu chân, ít nhất bây giờ hắn cũng biết lực lượng không gian là lực lượng thuộc về kiếp tiên cửu phẩm. Lực lượng gì mà vượt qua cả kiếp tiên cửu phẩm? hay là nó có thuộc tính vượt qua không gian về mặt bản chất, ví dụ như thời gian. Trong lúc Tống Thư Hàng đang suy tư thì giữa lòng bàn tay hắn xuất hiện một cánh cửa không gian. Sau đó, một tinh thể thủy tinh xuất hiện trong tay hắn. Nó cũng là một mảnh pháp bảo kiếp tiên như mảnh rơi trên người linh quỷ ban nãy. Sau đó có một đoạn tin tức từ tinh thể thủy tinh truyền vào đầu Tống Thư Hàng. Thân pháp thiên hành kiện, thiên hành kiện là quân tử không ngừng vươn lên. Đây là thân pháp nho ra tương truyền cùng mạch với quân tử vạn lý hành, chỉ cần tu luyện quân tử vạn lý hành đại thành thì có thể tiếp tục tu luyện thêm. Quân tử vạn lý hành áp dụng cho chạy đường trường, đi mấy ngàn dặm đường mà không phải thở gấp. Dùng nó trong việc di chuyển né tránh phạm vi nhỏ cũng có hiệu quả rất tốt. Nếu tu luyện đến cảnh giới đại thành thì thân nhẹ như yến, chuồn chuồn lướt nước cũng dễ như chơi. Mà thiên hành kiện thì lại là thân pháp thân pháp tăng cường thể phách tự thân, rồi từ trụ cột thể phách cường đại ấy, bộc phát ra bộ pháp cực nhanh. Đây là công pháp kết hợp giữa luyện thể và bùng nổ tốc độ. Đây là khoản bồi thường sau chót của thư sinh thủy tinh cho Tống thư hàng. Trong khoảnh khắc cuối cùng, toàn bộ lực lượng trong pháp khí kiếp tiên đều được vết sạch để mở ra một con đường không gian nhỏ bé, truyền chương công pháp ngắn gọn này đến chỗ hắn. Sau khi truyền lại xong xuôi thì ánh sáng trên mảnh tinh thể thủy tinh kia tắt dần, thế rồi nó biến thành một mảnh thủy tinh trong suốt bình thường. Tống Thư Hàng thở dài một hơi. Lúc này, bên tai hắn vang lên đủ loại giọng nói. Ta nghĩ phải cho Thư Hàng uống đan dược bổ sung thể lực. Đây là tiếng của Ngư Kiều Kiều. Tô thị A thập lục. Cho uống luôn đan dược bổ sung chân khí và linh lực được không? Tam Nhật sư huynh, ta thấy khí tức của Thư Hàng hỗn loạn lắm, để ta vận công giúp hắn điều tiết khí tức trong cơ thể cái đã. Các ngươi sai hết rồi, thân thể của Thư Hàng tiểu hữu đang suy yếu theo những gì ta quan sát thấy thì là do bị tiêu hao một lượng lớn bản nguyên chân dịch trong thời gian ngắn đấy. Xem ra hắn đã lĩnh ngộ được gì đó ở bên giếng cổ rồi. Bây giờ đến lượt lão phu xuất mã đây. Thiên nhai tử đạo trưởng cười ha hả Nếu đã mất đi một lượng bản nguyên chân dịch lớn thì hãy để lão phu truyền cho hắn một năm công lực, cam đoan hắn lại nhảy nhót khỏe mạnh như thường. Nghe thấy thế, tống thư hàng liều mạng mở mắt ra. Đạo trưởng, xin hãy nương tay. Ủa, thư hàng tiểu hữu tỉnh rồi hả? Thiên nhai tử đạo trưởng nói với vẻ tiếc nuối lắm. Tiểu hữu, cơ thể ngươi vừa mất đi một lượng năng lượng bản nguyên rất lớn, bây giờ để lão phu truyền cho ngươi một chút công lực, bổ sung năng lượng bản nguyên cho ngươi nhé. Cảm ơn đạo trưởng yêu ái, nhưng không cần truyền công đâu. Hơn nữa, ta cũng không có gì để giao dịch với đạo trưởng ngài. Tống thư hàng gượng cười mà nói. Cái mà ngươi có thể cho ấy à? Ha 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 ha, thiên nhai tử đạo trưởng nói được một nửa thì ngừng. Vốn dĩ hắn định bảo, người có thể cho thông nương kia bái ta làm thầy kia, đây chính là mục đích của hắn đó. Tóm lại là cảm ơn đạo trưởng, mọi người không cần lo lắng cho ta đâu, ta đã tọa một tí là ổn rồi. Tống Thư Hàng lấy ra một ít huyết hồ chân khí tán số 7, uống vào, rồi ngồi điều dưỡng chân dịch trong cơ thể. Tô Thị A thập lục trông bên cạnh hộ pháp cho hắn. Chấm chấm, linh quỷ bị lực lượng mạnh mẽ kia lôi kéo, lúc thì bị kéo thành mì sợi, lúc thì bị ép thành bánh mì. Không biết mất bao lâu, cuối cùng lực kéo kia cũng biến mất. Linh quỷ bị ném ra khỏi trạng thái truyền tống không gian. Sau đó rơi thẳng xuống một chàng cỏ. Vẫn sống cơ à, ta cứ tưởng lần này mình về chầu ông vải thật rồi chứ. Linh quỷ ngồi dậy kiểm tra trạng thái của mình. May mắn là không khuyết thiếu linh kiện nào cả, thậm chí trạng thái của nó còn tốt hơn nữa kia. Ví dụ như cả hai vết thương trên lưng nó đều đã biến mất cả rồi. Đáng mừng quá. Nó lại mở lòng bàn tay ra, ở đó có một mảnh pháp bảo kiếp tiên hao hết năng lượng, đã biến thành một tinh thể thủy tinh trắng trong. May mà có lực lượng còn sót lại trong mảnh tinh thể này bảo vệ cho thân thể nó, nó mới không bị xé nát trong không gian hỗn loạn. Thế nhưng đây là chỗ quái nào? Linh quỷ của Tống thư hàng quay đầu nhìn ngó bốn phía. Chim hót, hoa thơm, cổ thụ dập trời linh lực trong thiên địa đậm đặc đến mức khiến cho người ta sôi máu. Linh quỷ căn bản không cần phải làm gì mà đã cảm thấy lực lượng của thiên địa không ngừng dung nhập thân thể mình, bổ sung năng lượng và tăng cường tu vi cho nó. Mình vào tiên cảnh nào rồi hà? Linh quỷ nghĩ thầm trong lòng, thôi thì cứ liên hệ với bản thể trước xem sao. Lần này bản thể phải an ủi nó thật dịu dàng vào, hơn nữa còn phải an ủi nó 3 tiếng, không, chỉ ít cũng phải 5 tiếng, thì mới bù đắp tổn thương tâm hồn của nó được một lát sau linh quỷ ngây đưa ra nó không thể liên hệ được với bản thể rõ ràng lần này nó không còn bị vị kiếp tiên cửu phẩm kia phong bế nữa thế nhưng lại cảm thấy bản thể và nó không ở trong cùng một thế giới quái lạ khế ước giữa nó và bản thể vẫn còn đây sao lại không liên hệ được linh quỷ cảm ứng cẩn thận một hồi thì phát hiện ra khế ước xuất hiện hiện tượng khiếm khuyết chuyện gì thế này linh quỷ gãi đầu chẳng hiểu tình trạng của mình bây giờ là làm sao nữa mà thôi, tóm lại là cứ đi tìm chỗ nào có người rồi hỏi xem đây là đâu cái đã. Chẳng biết nơi này cách Hoa Hạ bao xa, phải mất bao lâu mới về được thành phố Văn Châu của Hoa Hạ mà tìm Tống thư hàng đây. Thế là linh quỷ bay lên không rồi nhìn từ trên cao xuống. Nó bay mãi bay mãi, bay lên thẳng mấy tầng trời cao. Và rồi nó thấy một quần thể kiến trúc được tạo thành từ rất nhiều cung điện. Nó nhìn kiến trúc này thấy quen lắm, bởi vì trước đó không lâu nó đã ở đây cùng với bản thể mà không sai chính là nó bích thủy các nếu có bích thủy các thì có thể liên hệ với bản thể thông qua sở các chủ hoặc diệp sư tỷ rồi linh quỷ mau chóng bay về phía bích thủy các thế nhưng bay được một nửa thì nó nhớ ra một việc chẳng phải bích thủy các ở tiếp ngoài vũ trụ sao sao tự nhiên lại hạ xuống đất rồi chẳng lẽ sở các chủ tự nhiên chán không muốn ngắm sao trên vũ trụ nữa nên về trái đất rồi à trong lòng linh quỷ giấy lên cảm giác quai quái, tính cách của nó kế thừa sự cẩn thận của TST, thế nên nó tiếp cận Bích thủy Các cũng rất cẩn thận. "Này, chào ngươi." Đột nhiên, có một tiếng nói vang lên ngay sau lưng nó. Linh quỷ giật bắn mình, nó có thị giác 365 độ, thế mà lại không hề phát giác ra có người tiếp cận từ phía sau mình. Mãi đến khi giọng nói kia vang lên thì nó mới nhìn thấy một cô gái có vẻ rất hoạt bát xuất hiện ngay bên cạnh cô gái này bay giữa không trung mái tóc rất dài xóa xuống bên chân sở các chủ linh quỷ vừa nhìn thấy cô gái này thì đã liên tưởng ngay đến sở các chủ theo bản năng tuy rằng trông cô có vẻ trẻ hơn một chút và cũng không có khí tức biếng nhát như sở các chủ thế nhưng linh quỷ có thể khẳng định được rằng cô ấy chính là sở các chủ ồ ngươi biết ta à cô gái cười thế ngươi lén lút đến gần bích thủy các nhà ta để làm gì sở các chủ không biết ta sao. Linh quỷ đã có vài suy đoán trong lòng, thế nhưng vẫn hỏi thử. Chúng ta đã gặp nhau rồi à? Sở các chủ nghi hoặc hỏi lại. Linh quỷ lại không đáp lời ngay, mà chỉ nhìn sở các chủ đăm đăm. Trên áo tiên mà sở các chủ đang mặc có một viên ngọc thủy tinh to cỡ quả trứng chim. Linh quỷ nhìn thấy chính mình trên viên ngọc thủy tinh ấy. Bộ dạng của nó bây giờ chỉ có 3 phần giống với bản thể, còn 7 phần y hệt thư sinh thủy tinh nọ sao vẻ ngoài của ta lại thay đổi thế này? Sở các chủ thấy linh quỷ không nói không rằng một hồi lâu thì lại hỏi tiếp. Ngươi là ai? Bá đao tống, à không. Linh quỷ ngẩng đầu lên, cắn răng một cái rồi nói. Hãy gọi ta là tống nhất đi. Phải xóa sạch, bá đao, mới được. mươi 640, Kim Cương Phục Ma Quyền. Lại nữa. Vậy thì bá đao tống nhất đạo hiếu, người tới gần bích thủy các của chúng ta có việc gì không? xin hãy gọi ta là Tống Nhất. Linh quỷ thở dài, vốn dĩ nó tìm vị trí của Bích Thủy Các là để lấy địa chỉ thành phố Văn Châu, Hoa Hạ. Từ chỗ sở các chủ hoặc diệp sư tỷ, sau đó về nhà bản thể liên hệ với bản thể. Thế nhưng bây giờ thì Linh quỷ đã mơ hồ hiểu ra rằng, cho dù nó có thể tìm thấy Hoa Hạ, thì cũng chẳng có hy vọng tìm được bản thể ở Văn Châu. Từ sở các chủ trẻ tuổi ở trước mặt đến linh khí rồi rào trong thiên địa, từ việc nó bị cuốn vào thông đạo không gian và tiếp xúc với lực lượng vượt qua không gian, kết hợp với các loại tri thức cộng hưởng được từ đầu óc của bản thể trước kia, khiến cho Linh Quỷ nghĩ đến một mô típ quen thuộc, đừng nói là nó xuyên không rồi nhé. Linh Quỷ nghĩ ngợi một chút rồi hỏi. Thực ra ta tiếp cận bích thủy các là để tìm sở các chủ người. Tìm ta, sở các chủ nói với vẻ nghi hoặc, Linh Quỷ lại hỏi. Sở các chủ, ta có thể mượn thời quang thành của bích thủy các để dùng một chút không? Thời Quang Thành là cái gì? Trong bích thủy các làm gì có Thời Quang Thành? Sở các chủ nhìn linh quỷ một cách đầy tò mò và nghi hoặc. Linh quỷ nghe xong thì vẻ mặt thay đổi chớp nhoáng trông đa dạng cực kỳ. Không phải nó thực sự muốn vào Thời Quang Thành, nó chỉ muốn xác nhận một việc mà thôi. Theo những gì linh quỷ nhớ thì Thời Quang Thành là do Sở các chủ trong tương lai thành lập nên nhờ một pháp bảo liên quan tới thời gian. Mà Sở các chủ ở trước mắt nó lúc này đây lại không hề biết đến Thời Quang Thành sở các chủ này không phải là sở các chủ toát ra vẻ biếng lười trong tương lai nọ nó xuyên việt thật rồi sao linh quỷ ngẩng đầu nhìn trời chẳng lẽ bây giờ nó phải nỗ lực sống sót sống đến tận lúc bản thể sinh ra rồi hoàn thiện khế ước à không đúng bản thể trong tương lai hoàn toàn không cảm ứng được khế ước với mình chẳng lẽ là nó sẽ chết mất xác trong dòng thời gian đằng đẵng Đậu hóa, ta sẽ bị ngăn cách ở một thời không khác với bản thể rồi cuối cùng còn chết trước khi hắn sinh ra á. Tự nhiên linh quỷ thấy mệt tim quá. Vốn dĩ là một linh quỷ thì nó chỉ cần không ngừng thăng cấp và thăng cấp với chủ nhân mà thôi, không cần phải suy nghĩ đến cái gì khác cả. Sau đó, hoặc là nó sẽ chết cùng chủ nhân dưới thiên kiếp, thân tử đạo tiêu, hoặc là nó sẽ dũng mãnh tiến bước cùng chủ nhân, tấn cấp lên kiếp tiên, rồi có lẽ còn có thể bước vào cảnh giới trường sinh, thậm chí là tranh đoạt thiên đạo và trở thành bất hủ. Làm một linh quỷ, nó căn bản không bao giờ cần nghĩ đến chuyện ta phải làm sao. Ta phải làm gì, mục tiêu của ta là gì. Bởi vì đây đều là chuyện mà bản thể phải lo phải nghĩ. Thế nhưng bây giờ nó bị thời không rằng giặc ngăn cách với chủ nhân, bao nhiêu lo nghĩ ấy đều đè lên người nó. Mệt tim quá, hay là mình lại tìm người khác để ký khế ước nhỉ? Linh quỷ thầm nghĩ trong lòng, sau đó nhìn vào khế ước khiếm khuyết. Giữa mình và bản thể ở trong cơ thể mình, khế ước linh quỷ vĩnh viễn không tan biến, nó xuất hiện khiếm khuyết. Là bởi vì ở thời điểm này Tống thư hàng còn chưa được sinh ra. Đừng nói đến Tống thư hàng, có khi tổ tông của tổ tông của Tống thư hàng cũng mới chỉ là nòng nọc thôi ấy chứ. Vì không có đối tượng khế ước, cho nên khế ước vĩnh viễn không phá không diệt cũng xuất hiện khiếm khuyết. Rồi, một khi đã vậy thì nó có thể tìm người khác để ký khế ước sống hết một đời đã rồi tính sau không? Sở các chủ nhìn thấy vẻ mặt của linh quỷ thay đổi xoành xoạch thì thấy thú vị lắm. Cô cũng không quấy dày linh quỷ mà chỉ đứng bên cạnh đánh giá nó một cách tỉ mỉ mà thôi. Sở các chủ cảm thấy rất hiếu kỳ với linh quỷ này, bởi vì trên người nó còn sót lại một chút khí thức pháp thuật khiến cho cô thấy rất quen thuộc, đó là khí thức của chính cô. Loại khí thức tàn dư này là khí thức pháp thuật còn sót lại do linh quỷ thường xuyên nhận pháp thuật phụ trợ của cô. Nói cụ thể ra thì, nếu cô thường xuyên dùng chỉ rũ thuật với một đệ tử nào đó, thì một thời gian sau trên người đệ tử đó sẽ vương khí tức pháp thuật tàn dư của cô. Tình trạng của linh quỷ lúc này chính là như thế. Thế nhưng sở các chủ có thể khẳng định rằng mình chưa từng thấy con linh quỷ này, cũng chưa từng thi triển pháp thuật phụ trợ gì với nó cả. Cho nên sở các chủ rất ngạc nhiên. Đây cũng là lý do vì sao linh quỷ này lén lút tiếp cận bích thủy các mà sở các chủ không bắt nó ngay, còn đi tới nói chuyện cùng với nó cô muốn biết vì sao trên người linh quỷ này lại có khí thức của mình đúng lúc này thì linh quỷ thoát khỏi trạng thái trầm tư buồn rầu nó nhìn sở các chủ một lúc rồi hỏi sở các chủ người có bằng lòng tạm thời thu lưu kẻ không nhà để về là ta đây không rất bằng lòng là đằng khác sở các chủ hít mắt cười nói cô cũng đang có ý này thế là sở các chủ vui vẻ đưa linh quỷ tống nhất đi bích thủy khác linh quỷ thầm thở phào nhẹ nhõm trước khi kịp nghĩ ra bây giờ mình phải làm gì thì cứ ở bích thủy các một thời gian đã vậy lúc này trong kim cương động phủ giếng cổ đang trong trạng thái suối phun tự nhiên lại lắng xuống sau đó mặt nước trong giếng hạ xuống rất nhanh chỉ trong nháy mắt đã rút đi một nửa tất cả các tu sĩ đang luyện tâm đều dừng lại đây là kinh nghiệm mà tiền nhân để lại mực nước trong giếng cổ có quan hệ trực tiếp đến quá trình luyện tâm nước trong giếng càng nhiều thì hiệu quả luyện tâm càng tốt nếu nước trong giếng không đủ thì dục vọng và dã tâm trong lòng tu sĩ luyện tâm sẽ bành trướng quá mức không khắc chế được đến lúc đó thì chẳng những không thể luyện tâm mà còn sinh ra tâm trướng trên thực tế chỉ có thành viên của thiên nhai vân du tự mới biết đáy sâu của giếng cổ luyện tâm này nối tiếp với một nơi đáng sợ thế giới cửu u tuy rằng thông đạo nối với cửu u giới vô cùng nhỏ chỉ bằng cái móng tay mà thôi nhưng lực lượng của cửu u giới khí tức đến từ thế giới hỗn loạn tà ác và dơ bẩn truyền qua vẫn dễ dàng khơi lên dục vọng và dã tâm từ sâu tận đáy lòng các tu sĩ. Nước giếng Trong giếng cổ chính là một pháp bảo dạng phong ấn, do một cường giả của kim cương tự năm xưa dẫn một linh mạch nhỏ kết hợp với thủ pháp đặc thù của kim cương tự tạo thành. Phong ấn này không những có thể chấn áp được cái khe nhỏ bé thông với cửu u giới, mà còn vận dụng lực lượng của phong ấn sản sinh ra hiệu quả luyện tâm. Hơn nữa khi các tu sĩ dựa vào giếng cổ để luyện tâm thì cũng là không ngừng ra cố phong ấn trên giếng cổ. Đúng là một công được đôi ba việc. Thực ra nguyên nhân giếng cổ đột nhiên phun trào là do vị thư sinh thủy tinh kia khống chế linh quỷ của Tống Thư Hàng, giao chiến với một kẻ tà ma cấp bậc kiếp tiên trong cửu u giới. Mà trùng hợp là con đường nhỏ như móng tay kia cách chiến trường đại chiến của hai vị kiếp tiên không xa. Hai vị kiếp tiên chiến đấu mới làm xuất hiện hiện tượng suối phun. Trong giếng cổ, cho nên khi Tống Thư Hàng đang luyện tâm thì không nhìn thấy dã tâm trong lòng mình, mà lại nhìn thấy trận đại chiến giữa thư sinh như thủy tinh nọ và tà ma cửu U. Giờ đây mực nước trong giếng không ngừng hạ xuống cũng liên quan đến tà ma cấp bậc kiếp tiên nọ. Tà ma làm nổ tung mặt trời đen, khiến cho cả cửu U giới đều rung chuyển. Thông đạo nhỏ bằng cái móng tay kia cũng chịu ảnh hưởng theo. Bị vụ nổ lan tới, một lượng lớn lực lượng ô uế từ cửu U giới tràn ra khỏi thông đạo nhỏ bằng móng tay ấy thậm chí thông đạo này còn bị lực lượng cửu u chen rộng ra một chút. Xem ra thời kỳ suối phun của cái giếng này kết thúc rồi." Tam Nhật sư huynh nói đầy tiếc nuối, đồng thời có hơn 10 đệ tử của Thiên Nhai Vân Du tự bước lên vây quanh một vòng bên giếng cổ. Đây không phải là lần đầu tiên mực nước trong giếng cổ hạ thấp, những năm vừa qua mực nước cũng thường xuyên hạ xuống. Nước giếng hạ thấp nghĩa là phong ấn bắt đầu yếu bớt, lúc này phải tăng mạnh phong ấn trong một thời gian ngắn. Đệ tử của Thiên Nhai Vân Du tự bắt đầu lập phong ấn. Tuy rằng phong ấn của họ không có năng lực luyện tâm như của Kim Cương tự, thế nhưng dù sao Thiên Nhai Vân Du tự cũng là Phật tông có danh tiếng, thế nên hiệu quả phong ấn của họ cũng không hề yếu. Chấm, thế nhưng lần này thì nguyên nhân biến hóa của giếng cổ không giống những lần trước. Hơn người đệ tử Thiên Nhai Vân Du tự vừa lập phong ấn xong thì đã có một luồng lực lượng như bùn đen phun ra từ miệng giếng, va chạm với phong ấn. Không ổn rồi mọi người rút khỏi kim cương động phủ mau một đệ tử lớn tuổi trong thiên nhai vân du tự kêu lên tam nhật sư dệ mau liên hệ với sư thúc giếng cổ có biến rồi thực tế thì không cần đệ tử lớn tuổi này nhắc nhở các tu sĩ trong động phủ đã sớm rút khỏi kim cương động phủ từ lâu mỗi một tu sĩ đều có trực giác cảm ứng nguy hiểm cực kỳ nhạy bén thứ vừa phun trào từ giếng cổ làm cho bọn họ có cảm giác nguy cơ ngư kiều kiều Tô thị A thập lục và Thiên Nhai tử đạo trưởng cũng nhanh chóng rút khỏi động phủ này. Tống thư hàng cũng đã khôi phục thể lực và theo sát sau lưng họ. Thế nhưng khi lùi đến cửa của Kim Cương động phủ thì hắn hơi khựng lại. Sau đó hắn quay đầu lại nhìn vào mấy bức bích họa trong động phủ. Không biết có phải do ảo giác hay không, mà khi năng lượng bùn lầy phun ra khỏi giếng cổ thì những bức bích họa này cũng tản mát ra ánh hào quang thuần khiết. Ánh hào quang kia cộng minh với một loại lực lượng trên người Tống thư hàng là ánh sáng công đức, siêu độ vong hồn ngàn người mới có thể gọi là công đức. Siêu độ vong hồn vạn người mới có ánh sáng công đức hộ thể. Lúc này, ánh sáng công đức hộ thể trên người Tống Thư Hàng cộng minh với hào quang trên bích họa, thông qua loại cộng minh này, Tống Thư Hàng bắt đầu hiểu ra công pháp trừu tượng được che giấu trong bích họa. Đồng thời, trong túi thu nhỏ một tấc của Tống Thư Hàng, ngộ đạo thạch bắt đầu vận chuyển lực lượng tăng cường mộ tính cho hắn. Mấy hơi thở sau, Tống Thư Hàng ngộ hắn ngộ ra thức thứ nhất và thức thứ hai của kim cương phục ma quyền thuộc về riêng hắn, đó là chiêu thức mà cảnh giới nhị phẩm và tam phẩm có thể tu luyện được. Đúng vậy, kim cương phục ma quyền rất đặc biệt, người tu luyện có tính cách khác nhau thì sẽ lĩnh ngộ ra quyền pháp khác nhau, giống như kiếm quyết thần bí dưới tầng hầm của sở ra vậy. Quyền pháp mà Tống Thư Hàng ngộ ra có tên là kim cương phục ma quyền một kim cương phục ma quyền 2, tiên sư nó. Đúng là cách đặt tên mang đậm phong cách kim cương tự mà, tên chiêu thức y hệt như kim cương căn bản quyền pháp, lấy số 1, 2, 3 làm tên luôn. Chắc chắn là người sáng lập ra quyền pháp của kim cương tự mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, hoặc là phải lười đặt tên ghê lắm. Lúc này thì tiếng thốt của Tô Thị A thập lục vang lên ngay bên tai tống thư hàng. Thư hàng, cẩn thận, sau đó, một đạo đao khí hiên ngang lẫm liệt từ tay Tô Thị A thập lục chém ra, ánh đao trói sáng lóe lên trước mặt tống thư hàng, chém chết một thứ tả vật dơ bẩn đang tấn công về phía hắn phong ấn giếng cổ bị phá vỡ, lực lượng cửu u không ngừng chui ra đông nghịt từ giếng cổ. Không hiểu sao có một phần tà vật dơ bẩn cứ dán mắt vào tống thư hàng. Rõ ràng trong động phủ còn vài vị đệ tử của thiên nhai vân du tự nhưng đám nước bùn ấy tránh họ rất xa, chỉ nhằm vào tống thư hàng mà đánh. Tô thị A thập lục chém bay một vốc bùn thì lại có mấy vốc khác lao vào tống thư hàng. Thư hàng mau lùi lại, tô thị A thập lục kêu lên, tống thư hàng cười ha ha rồi lùi về phía sau một bước, sau đó hắn diễn thức mở đầu cầu quyền pháp. Hắn không sợ năng lượng từ đám nước bùn dơ bẩn kia, bởi vì trên người hắn có ánh sáng công đức hộ thể, vạn tà bất xâm. Ánh sáng công đức trên người hắn có thể ngăn cản thứ ô uế này một cách dễ dàng. Mà bây giờ thì hắn đang nóng lòng muốn thử quyền pháp vừa mới lĩnh ngộ được. Hắn có một nỗi xúc động và trực giác mạnh mẽ rằng, bây giờ chỉ cần mình vung quyền là có thể thi triển ngay ra quyền pháp mới lĩnh ngộ được. Xúc động này mãnh liệt vô cùng, trực giác này cường liệt vô cùng. Kim Cương Phục Ma Quyền, Tống Thư Hàng quát lên một tiếng, rồi chêm thêm số một trong đáy lòng. Trong nháy mắt ra quyền, ánh sáng công đức hộ thể của Tống Thư Hàng sáng người lên, biến hắn thành một vầng mặt trời nho nhỏ. Trong cơ thể hắn, dòng sông chân khí tạo thành từ tám đàn điền điên cuồng vận chuyển, tam thập tam thú tiên thiên chân khí hình thái hóa lỏng bùng nổ theo lộ tuyến vận chuyển của Kim Cương Phục Ma Quyền. Ngay sau đó, ánh sáng công đức trên người Tống Thư Hàng tỏa rộng ra, hóa thành một người khổng lồ cao tới 3 mét bao quanh Tống Thư Hàng. Người khổng lồ kia bọc kín Tống Thư Hàng, từ dung mạo đến lông mi trụi lùi, từ tóc dài đến eo đến quần áo trên người nó đều giống Tống Thư Hàng y như đúc. Tống Thư Hàng đánh ra một quyền, thì người khổng lồ vàng kim cũng đánh ra một quyền. Một quyền chém ra, trong hư không mơ hồ vang lên tiếng phản. Hòa cùng cả tiếng cự kình kêu to, ánh sáng công đức, quyền của Phật môn, loại nào cũng là khắc tinh của tà vật. Quyền phong đảo qua, bùn lầy dơ bẩn đánh về phía tống thư hàng đều tan thành mây khói. Không chỉ như thế, quyền phong phá vỡ năng lượng của những vốc bùn nhỏ rồi khuếch tán ra, quét sạch hơn nửa kim cương động phủ. Phàm là nơi mà quyền phong của tống thư hàng quét qua, thì bùn lầy dơ bẩn từ cửu u giới đều tiêu tán. Thành công, tống thư hàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không ngờ hắn lại thực sự có thể sử dụng được kim cương phục ma quyền. Hắn hướng ánh mắt về phía một vị trí khác của kim cương động phủ, chỗ đó vẫn còn năng lượng ô uế tồn tại tống thư hàng nắm chặt quyền muốn tẩy rửa sạch sẽ thứ lực lượng dơ bẩn ấy lúc này từ trong giếng cổ truyền ra âm thanh khiến cho người ta ghê răng sau đó một thân duyên dáng chui ra khỏi giếng ta ngửi thấy khí thức khiến cho người ta ghét cay ghét đắng thân ảnh duyên dáng cất lên tiếng nói tục tằng mặt kẻ ấy toàn râu xồm xoàm người mặc quần áo đỏ chóe và thắt đai đỏ quanh eo chương 641, hình chiếu quái long cơ bắp. Thân ảnh áo đỏ này là đệ tử tà ma đến từ cửu U. Trong cửu U giới có rất nhiều chủng tộc, mỗi chủng tộc có môn phái và thế lực của chúng, trong đó cũng có. Những loài rất giống với con người, so với các loại tà ma khác thì tà ma có hình dạng con người có chỉ số thông. Minh cao hơn một chút. Đệ tử tà ma cửu U mặt đầy dâu ria, người mặc áo đỏ này là một thành viên trong chủng tộc hình người của cửu U. Giới. Lúc trước khi mọi người thấy thư sinh thủy tinh chiến đấu với tà ma cấp bậc kiếp tiên thì xung quanh họ có đủ. Loại tà ma chết vì bị cuộc chiến của hai vị đại năng lan đến, trong đó có không ít đệ tử tà ma cửu u mặc áo đỏ. Này, thực ra khi còn ở đảo thần bí thì Tống thư hàng đã từng chém giết thứ tà ma đệ tử cửu u này rồi, chỉ có điều hắn đã mất đi ký ức về những ngày ở đảo thần bí mà thôi. Thông đạo dưới đáy giếng cổ bị mở rộng, vị đệ tử tà ma cửu u phát hiện ra lối vào nên đã chui theo thông đạo để. Lên đây, vừa mới ra đến nơi thì nó đã cảm thấy khí thức làm cho nó ghét cay ghét đắng, đó là khí thức công pháp Phật môn. Và khí thức của ánh sáng công đức. Nó lướt nhìn đệ tử của thiên nhai vân du tự trong kim cương động phủ. Trong tất cả các kiểu tu sĩ thì chúng ghét. Nhất chính là đám đầu chọc này, vì thuộc tính tương khắc, đã thế hơn 10 tên chọc này đều có cảnh giới tứ phẩm. Xương rất cứng. Tiếp đó, nó lại nhìn về phía tống thư hàng ở cửa động. Tuy tên này không phải đầu chọc, thế nhưng ánh sáng. Công đức giày cui hộ thể còn làm cho nó ghét hơn là đám sư cọ kia. Quan trọng hơn là thằng danh tóc dài đến eo này mới chỉ có cảnh giới tam phẩm mà thôi, hơn nữa hắn còn đứng. Ngay cửa, chặn đường đi của nó. Bây giờ mà nó không xông lên bóp chết tươi thằng danh tóc dài kia thì đúng là có lỗi với cửu u giới. Thế là, đệ tử tà ma cửu u nọ cười lạnh một tiếng, giơ hai tay lên, nước bùn đen xì từ cửu u phun ra từ trong giếng. Cổ ngày càng nhiều, bắn tứ tung trong kim cương động phủ. Các đệ tử của thiên nhai vân du tự trong động phủ chống đỡ vô cùng vất vả. Đúng lúc này, đệ tử tà ma cửu u xông thẳng vào tống thư hàng, nó rút ra một cây gậy bằng đồng rồi vung về. Phía hắn, chết đi. Ngôn ngữ mà nó nói không phải bất kỳ một thứ tiếng nào của con người, nhưng lại có thể khiến người ta nghe. Hiểu bằng phương pháp khuếch tán tinh thần lực. Tà ma cửu u tam phẩm, Tống Thư Hàng cũng nhìn ra cảnh giới của tà ma. Tuy rằng đều là tam phẩm, thế nhưng đối phương được tăng cường sức mạnh nhờ những thứ ộ uế từ cửu u trong. Giếng cổ, cho nên sức chiến đấu có thể so sánh với tu sĩ cảnh giới tứ phẩm. Trong tình huống không có gì khắc chế lực lượng ộ uế từ cửu u thì dù là tu sĩ linh hoàng ngũ phẩm cũng không. Muốn đánh nhau với chúng nó, để khỏi bị lực lượng cửu u làm ô nhiễm. Có lực lượng cửu u giúp sức, tốc độ của đệ tử tà ma cửu u trở nên cực nhanh, Tống Thư Hàng thậm chí chỉ có. Thể nhìn thấy một chuỗi tàn ảnh. Thiên phú nhãn khiếu. Tống Thư Hàng kích hoạt thiên phú nhãn khiếu được đặt tên là thị giác cao thủ của mình. Thế là tốc độ của đệ tử tà ma cửu u trong mắt Tống Thư Hàng lập tức chậm đi rất nhiều, hệt như viên đạn thời. Gian trong The Matrix vốn dĩ chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Thế mà bây giờ Tống Thư Hàng lại thấy nó còn chậm, hơn người thường một chút. Khi đang thi triển Thiên Phú Nhãn Khiếu, Tống Thư Hàng đã thấy trên người đệ tử tà ma Cửu U kia có ít nhất 6 sơ. Hở lớn, trong đó sơ hở ở eo bụng là lớn nhất. Tống Thư Hàng chậm rãi rút bội kiếm Lưu Tinh của Bạch Tôn giả đang đeo ở bên hông, rồi vận chuyển chân dịch. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công trong cơ thể. Hắn muốn thi triển bộ kiếm thuật duy nhất mà mình được học thánh quang kiếm thuật, kiếm pháp này cũng có hiệu quả khắc chế lực lượng ộ uế giống như công pháp của Phật môn. Tống Thư Hàng nói thầm trong lòng, thánh quang à, tà ma kia trông đáng để đánh một trận đó. Nếu đọc to lên trước mặt mọi người thì uy lực của kiếm thuật có thể tăng lên không ít, nhưng mà thế thì ngược. Lắm, có lẽ chàng đồ đệ ngoại quốc Joseph kia của hắn sẽ thích cảm giác được đọc kiếm quyết ra lắm nhỉ. Thánh quang kiếm thuật, thánh quang chảm ác kiếm. Đệ tử Tà Ma Cửu U càng ngày càng gần. Trên lưu tinh kiếm hiện lên ánh sáng trắng thánh khiết, Tống Thư Hàng bước theo bộ pháp quân tử vạn lý hành. Đón đánh đệ tử Tà Ma Cửu U. Khi đôi bên va chạm với nhau, thân mình Tống Thư Hàng đột nhiên vặn vẹo, thân pháp quân tử vạn lý hành đại. Thành giúp hắn tránh được cú đánh của đệ tử Tà Ma Cửu U một cách nhẹ nhàng. Đồng thời, Tống Thư Hàng gặp người như cây cung chờ bắn, lực lượng bùng nổ. Hắn nắm lưu tinh kiếm bằng cả hai tay, thánh quang chảm ác kiếm chém ngang về phía sơ hở lớn nhất ở eo bụng của đệ tử tà ma cửu U. Ha 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 ha, ngu ngốc, ngươi cho rằng chỗ đó là sơ hở của ta sao? Chỗ đó là nơi lớp phòng ngự của ta cường. Đại nhất đấy, ngươi chết chắc rồi. Tà ma kia cười phá lên. Nó căn bản không sợ tống thư hàng chém vào bụng nó, bởi vì trên người nó có một tầng vảy rồng xuất hiện, mà. Phần bụng chính là nơi lớp vảy rồng dày nhất ta là đệ tử mà Long Động Chủ sủng ái nhất, trên người ta có lực phòng ngự của Long Động Chủ, kiếm của tu sĩ. Tam phẩm còn con như người có thể phá vỡ được hay sao? Đệ tử tà ma cửu u cười giữ tợn rồi quay người vung gậy đồng, nện một gậy vào lưng của Tống Thư Hàng. Đúng lúc này thì lưu tinh kiếm đã chém vào bụng hắn, lưới kiếm và phải lớp phòng ngự vảy rồng. Tống Thư Hàng cười khẽ, phòng ngự cường đại nhất ư. Lưu tinh kiếm chém ngang. Sau đó, lớp phòng ngự vảy rồng mà đệ tử tà ma cửu u lấy làm tự hào bị chém rách chẳng khác nào một tờ giấy mỏng lưu tinh kiếm không giảm thế công tiếp tục chém vào thân mình của tà ma cửu u như cắt đậu hũ thánh quang kiếm khí của thánh quang kiếm thuật chém vào thân thể của đệ tử tà ma cửu u kiếm khí bùng nổ trong cơ thể nó rồi đâm xuyên người nó phóng ra tứ phía a a a a a a sao có thể như vậy được đệ tử tà ma cửu u kêu gào thảm thiết Người nó bị chém nứt lìa thành hai nửa, không có máu chảy ra, bởi vì máu của nó đã bị lực lượng của thánh. Quang tịnh hóa hết rồi. Tống thư hàng vung lưu tinh kiếm lên rất chi là nhẹ nhàng. Đây là kiếm mà bạch tôn giả mang theo bên người, kiếm của tôn giả thất phẩm mà không chém được thân thể. Của một con đệ tử tà ma cửu u tam phẩm thì người ta cười cho. Cho dù không có bội kiếm của bạch tôn giả, tống thư hàng dùng bảo đao bá toái cũng chém đôi được nhục, thân của đệ tử tà ma cửu u, bảo đao bá toái của hắn cũng có thể chém nứt nhục thân của tu sĩ tứ phẩm, chẳng. Qua không có thánh quang kiếm thuật tăng cường sức mạnh mà muốn chém tên đệ tử tà ma cửu u này thì hơi. Phiền thôi, không thể giết trong một đòn được. Hơn nữa trên người đệ tử tà ma còn có một tầng phòng ngự vảy rồng, có khi độ cứng rắn còn vượt qua cả tứ. Phẩm. a à, người dám giết ta. Đệ tử tà ma cửu u nói một câu thê lương, vừa nói vừa dùng chút năng lượng cuối cùng để kích hoạt năng lực. Thiên phú của mình. Sau khi kích hoạt năng lực thiên phú, thân thể đệ tử tà ma cửu u biến mất. Đây là một loại năng lực tàng hình. Bên cạnh nó mọc ra một cụm xương mù quỷ quái mà tu sĩ loài người không nhìn thấy, và hai tay nó biến thành hai. Móng vuốt khô quát. Thế nhưng cho dù bây giờ nó có tàng hình thì cũng không đào thoát được, vì thánh quang chi lực không ngừng. Phun ra từ cơ thể nó đã bán đứng hành tung của nó rồi. Vậy thì rốt cuộc nó muốn làm cái gì đây? Ta nguyền rủa ngươi, ta lấy danh nghĩa đệ tử Cửu U giới nguyền rủa ngươi, dốc hết ộ uế của Cửu U, nguyền rủa. Người vĩnh viễn rơi vào trong Cửu U. Đệ tử tà ma Cửu U gào lên bằng giọng khàn khàn. Xương quỷ trên người nó ngưng tụ thành một phù văn nguyền rủa, rơi xuống chỗ Tống thư hàng. Đây là năng lực thiên phú của sinh vật hình người trong Cửu U giới, sau khi chúng bị giết trong hình thái bị xương quỷ bao phủ thì có thể thi triển thiên phú nguyền rủa này. Tu vi càng cao thì lực lượng nguyền rủa lại càng mạnh. Tống Thư Hàng nhìn thấy phù văn nguyền rủa này thì nhói lòng lắm lắm. Nếu linh quỷ của hắn còn ở đây thì tốt. Quá rồi, vì biến dị nên linh quỷ của hắn có thể thôn vệ được oán quỷ, thậm chí là nguyền rủa để tăng cường lực. Lượng cho bản thân, nếu linh quỷ ở đây thì có thể nuốt sạch lời nguyền này rồi. Đương nhiên là hắn cũng không sợ gì thứ nguyền rủa cấp thấp này cả. Tống thư hàng vung quyền, kim cương phục ma quyền một. Lực lượng ánh sáng công đức hóa thành người khổng lồ vàng kim cao 3 mét, bao bọc cả người tống thư hàng. Và đồng thời đánh ra một quyền. Âm, uhm. trong hư không vang lên tiếng phạn hòa cùng tiếng cự kinh gầm rú, tiếng cự kinh cất lên đã có dấu hiệu dần. Chuyển thành tiếng rồng ngâm. Kim cương phục ma quyền đánh lên phù văn nguyền rủa màu đen, một đòn đánh nát lời nguyền đó. Phục ma quyền hàng yêu phục ma cũng có thể đánh vỡ mấy thứ nguyền rủa tạp nham này. A à, a, à, 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 đáng giận, đáng giận. Đệ tử tà ma cửu u hiện hình, thế nhưng không còn thủ đoạn phản kích nào nữa. Giữa tiếng kêu gào oán hận thảm thiết, khí tức trên người nó dần dần tiêu tán, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Sau lưng Tống thư hàng, Thiên Nhai Tử đạo trưởng thu trường kiếm của mình lại rồi mỉm cười với hắn. Ngư Kiều Kiều cũng hóa giải một pháp thuật phòng ngự. Tô thị A thập lục thì cất đao nhỏ của mình đi. Thư Hàng đã không còn là tu sĩ gà mờ lúc trước nữa rồi. Lúc này Tống Thư Hàng đang đánh giá cái xác của đệ tử Tà Ma Cửu U, hắn cứ thấy thứ này rất giống với oán quỷ. Cho nên hắn nghĩ tới việc siêu độ vong hồn, hay là thử độ hóa nó một cái nhỉ. Thôi thì siêu độ chút đi, siêu độ có mất tiền đâu. Thế là Tống Thư Hàng vỗ tay rồi lẩm nhẩm đọc thầm tàng độ hồn kinh, tay phải điểm vào thi thể của đệ tử Tà Ma. Cửu U rồi thi triển phép siêu độ. Các đệ tử của thiên nhai vân du tự xung quanh nhìn tống thư hàng với ánh nhìn đầy kinh ngạc, đệ tử tà ma cửu. U mà cũng siêu độ được á. Sự thật chứng minh, tà ma cửu U không phải là oán quỷ. Thứ này không thể siêu độ được. Thế nhưng khi tống thư hàng đang siêu độ đệ tử tà ma cửu U thì hình như đã kích hoạt một ấn ký tinh thần trên. Người nó. Ngay sau đó, hình chiếu của một con rồng đen xuất hiện trên thi thể nó. Đó là một hình chiếu 3D trông cực kỳ sống động của một con rồng phương đông, vai u thịt bắp. Vốn dĩ là một con rồng phương đông thon dài yêu nhã, thế mà bây giờ lại vừa ngắn vừa thô, hơn nữa còn hơi dị. Dạng vì chỉ có mỗi hai cái chân trước. Đây là thứ gì vậy? Tống Thư Hàng đề cao cảnh giác. Vì sao sau khi hắn dùng tàng độ hồn kinh để siêu độ thì lại lôi ra được hình chiếu của con rồng cơ bắp này chứ? Lúc này, con rồng cơ bắp kia trợn to hai mắt, nhìn thẳng vào Tống Thư Hàng rồi gầm lên giận dữ. Sư nhiệt của Kim Cương Tự, ta tìm thấy ngươi rồi. Sư nhiệt của Kim Cương Tự, Tống Thư Hàng hiểu rồi, quả nhiên đúng như suy đoán trước kia của hắn, tàng độ hồn kinh và Kim Cương Tự có. Liên quan với nhau, chương 642, Yêu Long, ăn một phát giám định của ta đây. Sau khi Tống Thư Hàng học xong tàng độ hồn kinh, thì trong bàn tay chân ngã hình thành từ chân ngã minh tưởng kinh cũng xuất hiện hình chiếu của một quyển tàng độ hồn kinh. Khi đó Tống Thư Hàng đoán rằng tàng độ hồn kinh có khả năng bị truyền ra ngoài từ kim cương tự, sau đó. Không hiểu sao lại rơi vào tay hòa thượng Tây, cuối cùng giúp hắn luyện ra độ thuật độc môn, ngưng tụ được một. Tầng ánh sáng công đức dày cui, khiến sư phụ của hắn là vô âm tử tức ói máu bao nhiêu đêm không ngủ được. Trong lúc Tống Thư Hàng đang suy tư thì con rồng cơ bắp kỳ dị đã nói tiếp. Tiểu tử, Ta nhớ mặt ngươi rồi, dư nhiệt của kim cương tự. Ngươi trốn không thoát đâu, dù ngươi có đi tới chân. Trời góc bể, ta cũng sẽ tìm được ngươi, chém chết ngươi, nuốt sống ngươi. Đầu ngươi cứ tạm treo trên cổ, sau đó. Hưởng thụ cái gì thì cố mà hưởng thụ đi, ngươi không còn sống được bao lâu nữa đâu. Tống Thư Hàng thấy cái bài uy hiếp này nghe đến là quen tai, thế là hắn hỏi. Xin hỏi, ngươi có biết một chủng tộc tên là Chiến sĩ Nhím Biển không? hay là người có học chương trình giáo dục bắt buộc 20 năm của chiến sĩ nhím biển không đấy? Nếu không học chương trình giáo dục bắt buộc 20 năm của chiến sĩ nhím biển, sao vừa mở mồm đã tuôn ra một? Chuỗi câu tử uy hiếp đậm phong cách chiến sĩ nhím biển thế. Hừ, đồ ngu xuẩn, mạnh miệng đến mấy cũng chẳng giúp người kéo dài mạng sống thêm nổi một giây đâu. Ta, nói cho người biết, người chết chắc rồi ta sẽ cho ngươi nếm thử sự tra tấn tàn khốc nhất trên thế gian này, sau. Đó ăn hết từng cái tay, cái chân của ngươi. Con rồng cơ bắp cười gần mà nói. Tống Thư Hàng nhún vai. Thực ra ta định nói cho ngươi biết là ta không phải người của Kim Cương Tự, ngươi có tin không? Ha ha ha, đồ hèn nhát, bây giờ mới biết sợ sao. Muộn rồi con nhé. Con rồng cơ bắp nói. Không, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết ta không phải là hòa thượng thôi, hơn nữa ta cũng không định xuất ra đâu tống thư hàng phẩy tay rồi hỏi thế ngươi có lai lịch gì ngươi không xứng được biết lai lịch của ta phàm là dương nhiệt của kim cương tự thì đều phải chết bọn ta sẽ không bỏ qua cho bất cứ một tên dương nhiệt nào của kim cương tự ngươi cứ sống trong sợ hãi mà chờ ta tới lấy đầu ngươi đi nói đoạn hình chiếu của con rồng quái dị nọ bắt đầu nhạt dần tống thư hàng quay đầu lại hỏi a thập lục Ngư Kiều Kiều, Thiên Nhai Tử đạo trưởng, mọi người đã nhìn thấy con rồng kỳ lạ đó bao giờ chưa? Tô thị A thập lục lắc đầu, thế nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại sầm xuống. Trùng tộc nào có huyết mạch của rồng thì đều khó đối phó cả. Ta cũng chưa bao giờ thấy nhánh rồng nào trông như thế, chắc là loài biến dị đó." Ngư Kiều Kiều nói. Thiên Nhai Tử đạo trưởng cũng nói. "Ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy dạng tà ma nào hình rồng như vậy." Khi 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 con rồng cơ bắp cười quái dị, hình chiếu mỗi lúc một nhạt dần. Tống Thư Hàng gật đầu, sau đó bước một bước về phía trước, bỏ bao tay của mình ra rồi chạm tay vào hình chiếu. Con rồng quái dị, hình chiếu là hư ảo, thế nhưng Tống Thư Hàng chỉ cần tiếp xúc được với hình chiếu là được rồi. Hắn bắt đầu hồi tưởng tiếng động 8888 trong đầu, rồi dốc hết sức khởi động bí pháp Giám Định Pháp. Khởi động cho ta, Tống Thư Hàng nói biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng, nếu không biết rõ lai lịch của đối phương thì còn phòng bị thế nào. Được, cho nên dù phải trả cái giá phun máu thì hắn cũng phải giám định ra lai lịch của đối phương. Giám định pháp khởi động thành công. Lưng và hai tay của Tống Thư Hàng xuất hiện 33 vết thương, máu tươi túa ra nhuộm đỏ cả quần áo hắn. Làm hắn đau đến mức liên tục hít khí lạnh. Sau đó phù văn trong mắt hắn dừng lại trên hình chiếu con rồng quái dị phù văn hóa thành đồng hồ, kim đồng hồ chạy ngược không ngừng. Ngay sau đó, phù văn trở lại trong mắt hắn. Lạc ấn hình chiếu pháp lực, tạo ra hình chiếu long động chủ của tà long động trong lai sinh sơn ở 70. Bảy ngọn núi cửu u. Ta không chỉ cần những điều này, cho ta nhiều tin tức hơn đi. Tống thư hàng gầm nhẹ trong lòng. Ảo ảnh của con rồng cơ bắp quái dị đã trở nên trong suốt, nó nghi hoặc nhìn tống thư hàng túa máu đẫm người mà hoàn toàn không hiểu nổi hắn đang làm gì nhưng đúng vào lúc này thì thân thể của con rồng cơ bắp quái dị bỗng chấn động cực mạnh nó cảm thấy có gì đó sai sai như thể có người đang dò xét bản thể của nó có ai đó muốn ám sát bản thể của nó ư cảm giác này cực kỳ khó chịu thế là nó rút ý thức khỏi hình chiếu pháp lực và trở về bản thể mà lúc này thì trong đầu tống thư hàng cũng nhận được tin tức giám định mới long động chủ lai sinh sơn tu vi lục phẩm, vốn là tà ma phụ thân trùng ở cửu U, ngàn năm trước nó từ cửu U. Vào hoa hạ, may mắn bám được vào một con long ma đang suy yếu. Về sau, nó nhập vào long ma để tránh né tu. Sĩ đuổi giết khắp nơi, trốn về cửu U giới thành công. Dựa vào long ma mà mình bám vào, tu vi của nó mỗi lúc một. Tăng, 300 năm trước tấn chức chân quân lục phẩm thành công, trở thành một động chủ trong lai sinh sơn. Của cửu U giới ghi chú con long mà bị nó nhập vào bị ô nhiễm bởi lực lượng cửu u nên ngoại hình có thay đổi lớn tống thư hàng rút tay lại cơ thể mất một lượng máu lớn mềm oạt ngã xuống đất vết thương trên người hắn chưa khép miệng máu vẫn tuôn xối xả thế nhưng hắn lại nở nụ cười vui vẻ trong hư không hình chiếu con rồng cơ bắp kỳ lạ cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn chỉ còn lại thi thể của đệ tử tà ma cửu u lạnh ngắt nằm trên mặt đất lúc Tống Thư Hàng ngã xuống thì đã đeo bao tay tình yêu của Mộc nghiêu kiếm khách lên. Sau đó hắn dùng tinh thần lực kích hoạt chỉ rũ thuật trong chiếc nhẫn đồng cổ, chỉ rũ thuật tác động lên lưng và tay của Tống Thư Hàng để trị liệu vết thương cho hắn. Thế nhưng vết thương quá sâu, cho nên chỉ rũ thuật chỉ có thể chữa khỏi một phần nhỏ mà thôi. Tống Thư Hàng đau đến nghiến răng. Tô Thị A thập lục lập tức lấy đan dược trị liệu ra, đến bên Tống Thư Hàng, định cho hắn uống đúng lúc đó, Ngư Kiều Kiều đã nhanh nhẹn tới bên hắn. Tô thị A thập lục cô nương đừng nóng ruột, hắn không bị thương nặng đâu, xước tí ra thịt ấy mà, đừng làm lãng. Phí đan dược quý báu. Nói đoạn, Ngư Kiều Kiều liên tục dùng pháp thuật trì rũ hệ thủy lên người Tống Thư Hàng, cô đã có kinh nghiệm. Xử lý giám định pháp phiền phức của Tống Thư Hàng rồi. Vết thương trên người Tống Thư Hàng khép miệng nhanh chóng, sau đó hắn cười lên thành tiếng. Lúc nào rồi mà ngươi còn cười? Ngươi không sợ con rồng cơ bắp kỳ quái kia gây phiền toái cho mình à?" Ngư Kiều Kiều vừa trị liệu cho Tống Thư Hàng vừa hỏi. "Không sợ nó đến, chỉ sợ nó không đến thôi." Tống Thư Hàng nói. "Long ma. Động chủ Lai Sinh Sơn trong Cửu U là một con long ma đó. Cho dù đã bị lực lượng ô uế ở Cửu U làm ô nhiễm thì bản chất của nó vẫn là long ma. Có long ma nghĩa là có long ma dược tề." mà có long ma dược tề thì nghĩa là có thể giải quyết vấn đề tinh thần. Lực cường đại quá, thể chất theo không kịp của hắn. Đến lúc đó hắn sẽ không phải lo chán mình đau như có búa bổ vào, sẽ có thể ngủ một giấc an ổn rồi. Thư hàng, người nhìn ra cái gì vậy? Tô Thị A Thập Lục cũng đến bên hắn rồi hỏi. Ừm, ta đã nhìn ra thân phận chân chính của con rồng quái dị đầy cơ bắp đó. Ha ha ha, mình về rồi nói. Tống Thư Hàng cười ha ha rồi bảo sau khoảng 10 hơi thở, thì cuối cùng những vết thương trên người Tống Thư Hàng cũng lành lại. Mà lúc này thì cứu binh mà Tam Nhật Sư Huynh gọi tới, các cao tăng của thiên nhai Vân Du Tự cũng chạy tới Kim. Cương Động Phủ Trước kia ở Kim Cương Động Phủ cũng thường xuyên xuất hiện hiện tượng nước giếng hạ thấp, thế nhưng nước. Giếng cạn kiệt, làm cho tà ma từ thông đạo cửu U phía dưới chui lên Kim Cương Động Phủ thế này lại là lần đầu. May mà không có ai thương vong. Các cao tăng của Thiên Nhai Vân Du tự đi vào Kim Cương động phủ, thi triển các loại thần thông Phật môn, lực. Lượng ngộ uế trong Kim Cương động phủ mau chóng bị thanh trừ sạch sẽ. Tiếp đó, bốn vị cao tăng lại đi tới bên giếng cổ rồi lập tầng tầng phong ấn, chặn kín miệng giếng ấy lại. Không biết trong tương lai, cái giếng cổ luyện tâm này có khôi phục được như ban đầu không. Thiên Nhai Tử đạo trưởng buồn bực nhìn giếng cổ, chẳng lẽ đây chính là cực thịnh mà suy sao? Lúc trước cái giếng này còn phun ảo ảo, thế mà bây giờ đã cạn kiệt luôn rồi. Không có cái giếng của luyện tâm này thì hắn không thể thường xuyên thối luyện tâm cảnh được nữa. May mà hắn có đủ huyết ma châu, chỉ cần luyện ra pháp khí độ kiếp thật nhanh, tấn chức lên chân quân lục. Phẩm thì trong thời gian ngắn không cần phải lo tới tâm cảnh của mình. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, các đệ tử của thiên nhai vân du tự xin lỗi từng tu sĩ trong kim cương động phủ, không chỉ thế, họ còn trả lại linh thạch cho các tu sĩ luyện tâm trong động phủ vừa rồi. Những tu sĩ có kim cương lệnh vốn có quan hệ khá tốt với thiên nhai vân du tự, sau khi được các đệ tử của thiên nhai vân du tự trấn an thì đều tản ra. Lúc này, tam nhật sư huynh đi tới chỗ nhóm người tống thư hàng. Xin lỗi thư hàng tiểu hiếu, ta đưa người tới từ ngàn dặm xa xôi, thế mà người còn chưa bắt đầu tu luyện thì cái. Giếng đã xảy ra chuyện mất rồi. Nói đoạn, sư huynh chuẩn bị trả lại linh thạch cho Tống Thư Hàng. Thiên nhai tử đạo trưởng nhận linh thạch, nhưng Tống Thư Hàng lại từ chối linh thạch mà Tam Nhật sư huynh trả. Lại, Tống Thư Hàng, Tam Nhật sư huynh, lần này tới đây, ta đã lĩnh ngộ được kim cương phục ma quyền thức thứ nhất và thứ hai, ta. Đã đại thắng mà về rồi, ta còn phải cảm ơn sư huynh đã vượt ngàn dặm xa xôi tới Giang Nam đón ta tới đây mới. Đúng, cảm kích thì cảm kích, thế nhưng ngươi cứ nhận chỗ linh thạch này về đi. Đây không phải cá nhân ta xin lỗi, mà là ta thay mặt thiên nhai vân du tự xin lỗi ngươi. Hơn nữa ta nghe sư huynh nói, may mà có ngươi giết tà ma cửu. U kia, ta sẽ báo việc này với ân sư. Tam nhật sư huynh cười ha hả rồi nhét linh thạch vào tay tống thư hàng. Chúc mừng ngươi đã lĩnh ngộ được kim cương phục ma quyền chỉ trong một lần. Sau khi từ biệt tam nhật sư huynh, Thiên Nhai Tử đạo trưởng lại lái pháp bảo đưa ba người Tống thư hàng về. Biệt thự ở Giang Nam. Trên pháp bảo phi hành, Tống thư hàng mỉm cười lấy chiếc di động màu đen ra, mở nhóm Cửu Châu số 1 rồi xin. Kết bạn với Hiến Công cư sĩ. Không đến 2 giây sau, Hiến Công cư sĩ đã kết bạn với hắn. Là tiểu hữu bảy đạo hiệu đó hả? Chẳng phải người bị Lưu Huỳnh tiên tử đưa vào vũ trụ rồi sao? Lấy đâu ra tín hiệu mà kết bạn với ta thế? Tiểu Hữu Bảy Đạo hiệu là cái khỉ gì? Tí nữa thì tống thư hàng điên tiết đập luôn cả cái điện thoại. Chương 643, Bần tăng là biên kịch thôn vân đỉnh của đỉnh. Tuy Bảy Đạo hiệu là hắn tự lấy, thế nhưng gọi hắn là Tiểu Đạo hữu Bảy Đạo hiệu thì lại khiến cho hắn không biết phải gào thét từ đâu mới tốt. Hít sâu. Bây giờ không phải là lúc xoắn quẩy với đạo hiệu, mà quan trọng là phải nói cho hiến công cư sĩ biết chuyện về Long Ma trung quy chuyện này liên quan trực tiếp đến an toàn sinh mạng của hắn và Long Ma Dược Tề mà. Tống Thư Hàng gõ vào di động. Hiến công tiền bối, ta có tin tức của Long Ma. Hiến công cư sĩ. Tiểu Hiếu, người có tin tức của Long Ma. Ở đâu, Long Ma sắp đáp xuống ở chỗ nào. Hiến công cư sĩ kích động tuôn một tràng dài, tốc độ đánh chữ nhanh không tưởng, chưa tới một giây mà đã gửi cả một câu dài ngoằng, Rõ ràng là chiếc di động của cư sĩ cũng đã được cải tạo rồi. Gần đây hiến công cư sĩ đi thu mua các loại máu long ma mà không thu hoạch được gì. Trước đó không lâu, vất vả lắm mới gặp được một người bán máu long ma thì đó lại là một tên ngu ngốc muốn bán một tí máu với cái giá trên trời. Bây giờ hiến công cư sĩ đã sắp tuyệt vọng với việc thu mua máu long ma thì Tống Thư Hàng lại nói có tin tức của long ma, đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thư Sơn áp lực đại. Đúng vậy tiền bối, ta có tin tức của Long Ma. Thế nhưng không phải Long Ma sắp đáp xuống địa cầu, mà là một con Long Ma đáp xuống hoa hạ từ ngàn năm trước, sau đó bị phụ thân trùng của cửu U nhập vào và đem tới cửu U giới rồi. Cửu U giới, người nói con Long Ma bị nhập kia đang ở cửu U giới à? Thư Sơn áp lực đại. Đúng vậy. Hiến công cư sĩ. Điên thật, sao lại ở cửu U giới cơ chứ? Thế giới đó phiền phức lắm, với thực lực của ta mà cũng không ở đó được lâu đâu, hơn nữa nếu vào cửu u giới thì uy lực trận pháp mà ta am hiểu sẽ suy yếu đi nhiều, tài liệu bày trận đưa vào cửu u giới cũng bị ô nhiễm hết. Nếu chỉ sử dụng linh hồ của bản thân để cưỡng chế bày trận thì hiệu quả và thời gian của trận đều kém đi rõ rệt. Sao ta lại bất hạnh như thế chứ? Tống Thư Hàng Hiến công tiền bối đang định xông vào cửu u giới để bắt con long ma kia đấy à? Suy nghĩ một lát, Tống Thư Hàng lại nhanh chóng gõ vào di động. Ta muốn hỏi chuyện này đã, nếu con long ma kia đã ở cửu u giới lâu đến mức bị cửu u giới làm ô nhiễm, thậm chí cả ngoại hình cũng thay đổi thì máu long ma còn có hiệu quả không? Không vấn đề gì đâu, thiên ma ngoại vực cơ bản không khác lắm so với sinh vật trong cửu u giới, chúng đều có thuộc tính hỗn loạn và điên cuồng. Cho dù có bị cửu u giới ảnh hưởng thì chỉ cần xử lý một chút là không làm giảm hiệu quả đâu. Khiến công tiền bối đáp xong thì lại bắt đầu phiền não. Xem ra phải tìm mấy đạo hữu hỗ trợ mới được đúng rồi, thư hàng tiểu hữu con long ma kia bây giờ đang ở đâu trong cửu u giới? Nó ở tà long động trong lai sinh sơn của 77 ngọn núi cửu u giới, là một con long ma có cảnh giới lục phẩm. Tống thư hàng đáp, đây là tin tức mà hắn dùng giám định pháp lấy được từ con rồng cơ bắp kia. Hiến công cư sĩ, ai cần quỳ quả nhiên ta bất hạnh quá đi mà, bực quá, lai sinh sơn, tuy chỉ là một động chủ nhưng mà lai sinh sơn phiền toái lắm, phiền hơn cả đạn hạt nhân nữa đó. Muốn đi vào Lai Sinh Sơn đánh chết một động chủ khó như lên rời, ta chỉ muốn có một tí máu long ma thôi mà. Dường như hiến công tiền bối suy sụp hẳn chỉ trong chớp mắt. Thế nhưng không phải đạn hạt nhân là từ cấm của hiến công cư sĩ, ai nhắc tới hắn đều nổi quạo hay sao? Sao hôm nay tự hắn lại nói ra vậy? Thư Sơn áp lực đại. Hiến công tiền bối, thực ra ngài không cần phiền não vậy đâu, bởi vì chờ ít ngày nữa là con long ma ấy sẽ đi ra khỏi cửu u giới thôi. Khiến công cư sĩ sáng ngời mắt lên. Tiểu hữu bảy đạo hào, có nguồn tin đặc biệt à? Thực tế là cách đây ít lâu, con long ma này đã thể dẫu có lật tung chân trời góc bể cũng phải tìm ra ta cho bằng được. Nếu nó làm đúng những gì nó nói và có thủ đoạn cao minh, thì chỉ ít hôm nữa là nó chủ động tìm tới chỗ ta thôi. Đúng là một tin tức tốt. Khiến công cư sĩ cười ầm lên sung sướng. Thế bây giờ thư hàng tiểu hữu đang ở đâu? Số 105 đường Hàng Nhiên, Trấn Hồng Hà, địa khu Giang Nam. Ta đang ở tạm nơi này. Tống thư hàng nhanh chóng đáp. Tiểu hữu bảy đạo hiệu, muộn nhất là ngày mai lão phu sẽ tới chỗ ngươi. Hiến công cư sĩ cũng trả lời nhanh không kém. Đối thủ là một con long ma lục phẩm bị năng lượng của cửu u giới làm ô nhiễm, để đảm bảo thì hiến công cư sĩ định tìm thêm người giúp đỡ, tuyệt đối không để cho nó thoát trời biết lúc nào thì lớp long ma tiếp theo mới đáp xuống địa cầu, vạn nhất vài ngàn năm nữa chúng nó mới tới thì sao? Hắn không thể đợi thời gian dài như thế được, cho nên ra quân một lần là phải ăn liền. Xem ra sau khi trải qua lễ rửa tội của đạn hạt nhân thì cũng đến lúc hắn đổi vận rồi. Không thành vấn đề, tiền bối, ta sẽ ngồi đây chờ ngài tới. Tống Thư Hàng cười nói. Bắp sự bảo vệ của hiến công cư sĩ đã vào tay. Lúc này, hiến công cư sĩ lại hỏi. Thư hàng tiểu hữu người có cần thứ gì không? Tin tức về Long Ma thực sự quá quan trọng đối với hắn, việc này liên quan đến việc thăng cấp của hắn luôn đó. Cho nên hắn phải trả công thật hậu cho Tống Thư Hàng vì đã cung cấp thông tin cho mình mới được. Tiền bối, ta cũng cần một ít long ma dược tề. Tống Thư Hàng đáp thẳng. Ha ha, thế thì được ngay thôi. Chỉ cần bắt sống được con long ma lục phẩm này, Hút tinh huyết của nó là đủ luyện ra rất nhiều long ma dược tề. Đến khi luyện được dược tề thì ta sẽ chia cho ngươi một phần. Hiến công cư sĩ hào sảng đáp. Cảm ơn hiến công tiền bối. Tống thư hàng mỉm cười trả lời, sau đó hắn xoa xoa huyệt thái dương, vừa rồi tinh thần lực lại chấn động một chút, gõ vào đầu hắn như búa nện, rất đau. Không cần khách khí, đây là phần mà ngươi đáng được. Hiến công cư sĩ nói dứt lời rồi lại hiếu kỳ hỏi đúng rồi thư hàng tiểu hữu ngươi còn chưa trả lời câu hỏi trước của ta chẳng phải ngươi đã bị lưu huỳnh tiên tử đưa vào vũ trụ rồi sao chẳng lẽ ngươi đã về địa cầu rồi à chuyện này thì thực ra cách đây không lâu có một vị tiền bối dịch dung thành ta sau đó hắn bị lưu huỳnh tiên tử đưa vào vũ trụ rồi tống thư hàng bình tĩnh đáp hả ha 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 ta hiểu rồi đây đúng là một tin tốt có được tin tức này thì ta có thể mời mấy vị đạo hữu ra tay giúp đỡ với cái giá nhẹ nhàng hơn rồi. Thôi, gặp thư hàng tiểu hữu sau nhé. Hiến công cư sĩ cười nói. Tiền bối, khi ngài nói tin tức này với các vị tiền bối khác thì đừng có khai ta ra đấy nhé. Tống thư hàng nhắc nhở, hắn không muốn bị lưu Huỳnh tiên tử đưa vào vũ trụ nữa đâu. Yên tâm đi, ta còn cần ngươi hợp tác dẫn con lòng ma kia ra mà. Hiến công cư sĩ cười ha hả, nói xong bèn lóc ao. Khi họ về đến biệt thự của Ngư Kiều Kiều thì đã là 6 giờ sáng ngày 10 tháng 8. Pháp khí phi hành của thiên nhai tử đạo trưởng đỗ lại, nhóm người tống thư hàng nhảy xuống. Lại là một ngày mới đẹp trời. Thiên nhai tử đạo trưởng ngắm bình minh dâng lên rồi cảm thán. Thời tiết tốt quá, hay là chúng ta lại say sưa một chầu đi? Mấy bình rượu hắn lấy được ở chỗ biệt viết tiên cơ vẫn còn đó kìa. Sáng sớm ngày ra mà đã muốn uống rượu. Tống thư hàng bắt đầu thấy dạ dày chua chua. "Đạo trưởng, đừng vội, để ta cho người làm ít đồ nhắm đã rồi đến chưa chúng ta uống nhé." Ngư Kiều Kiều hào sảng nói. "Cũng đúng, có rượu há lại có thể không có đồ nhắm." "Vậy giữa chưa chúng ta sẽ uống, không say không về." Thiên Nhai Tử đạo trưởng cũng hào sảng không kém. Tống thư hàng đột nhiên rất muốn bỏ nhà đi bụi, trốn ngay khỏi cái biệt thự của Ngư Kiều Kiều. Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì có tiếng gầm rú của động cơ vang lên ngoài biệt thự. Có người đang phóng xe máy tới gần ngôi biệt thự này. Tống thư hàng quay đầu nhìn ra ngoài biệt thự thì thấy một người đàn ông trắng trẻo mập mạp lái chiếc mô tô nhỏ xinh phóng đến. Chiếc mô tô nhỏ ấy không phải loại xe thấp dành cho con gái, mà là một chiếc mô tô nhỏ, thật sự. Nó chỉ cao đến đầu gối người lớn và dài khoảng nửa mét mà thôi người đàn ông trắng trẻo mập mạp ngồi trên con mô tô nhỏ sinh trông chẳng khác gì voi cưỡi lửa con làm cho người ta không khỏi đau lòng thay con xe tội nghiệp chỉ lo nó sẽ rụng rời ra bất cứ lúc nào thế nhưng thực tế thì không những chiếc mô tô ấy không rụng ra mà nó còn chạy với tốc độ rất nhanh cuối cùng chiếc mô tô chạy tới gần biệt thự của ngư kiều kiều rồi lượn đuôi một cái điệu nghệ và dừng lại sau đó người đàn ông trắng trẻo mập mạp xách chiếc mô tô lên và quay đầu nhìn nhóm người Tống Thư Hàng đang đứng ở cửa biệt thự. Cả nhóm Tống Thư Hàng cũng nhìn ra phía đó. Người đàn ông trắng trẻo mập mạp mỉm cười buông chiếc mô tô xuống rồi chắp tay hành lễ với đám người Tống Thư Hàng và nói. Chúc các vị thí chủ buổi sáng tốt lành, xin hỏi đây có phải là số 105 đường Hàng Nhiên, Trấn Hồng Hà, địa khu Giang Nam không? Ngư Kiều Kiều xòe móng vuốt nhỏ. Đúng rồi, người tìm ai? Bần Tăng là đệ tử thôn vân của đấu chiến Phật Tông, được sư huynh tạo hóa Pháp Phương nhờ cậy đến đây để tìm ngư kiều kiều đạo hiếu. Người đàn ông trắng trẻo mập mạp cười ôn hòa. Nghe tạo hóa sư huynh nói ngư kiều kiều đạo hiểu muốn nhờ bần tăng giúp chuyển thể một câu chuyện thành kịch bản phim. Ha ha, thì ra là thôn vân đại sư, người tới thật tốt quá, ta đã hẹn với tạo hóa pháp phương tiền bối là một tháng sau giúp ta tìm biên kịch, sao đại sư tới sớm vậy? Ngư kiều kiều vội vàng chào đón lúc trước cô đã hứa với Cao Mỗ Mỗ là sẽ tìm biên kịch chỉ đạo hắn viết kịch bản. Sau đó cô đã hỏi các tiền bối trong nhóm cửu châu số 1 xem có ai liên hệ được biên kịch không, cô muốn chuyển thể câu chuyện của Bạch Tôn giả thành kịch bản phim. Khi đó tạo hóa Pháp Phương đã nói hắn quen một biên kịch rất nổi tiếng, cứ giao nhiệm vụ này cho hắn là được. Vốn dĩ Ngư Kiều Kiều đã hẹn với Pháp Phương là một tháng nữa thì mời biên kịch tới, không ngờ vị thôn vân đại sư này lại đến sớm như thế. À! thôn vân đại sư trắng trẻo mập mạp thở dài não ruột, hôm qua tạo hóa sư huynh phát Livestream trên mạng. Khiến cho gần 30 vạn người nhập viện, bần tăng và rất nhiều các sư đệ khác tới đây chủ yếu là để giải quyết việc này. Đã đến đây rồi nên bần tăng thuận đường đi qua chỗ ngư kiều kiều đạo hữu để làm quen một chút. chương 644, Cao Mỗ Mỗ, Kỹ thuật Mặt Lăn bàn phím đánh chữ bí mật. 30 vạn người. Tống Thư Hàng sợ điếng người, má ơi, 30 vạn người đó, lôi đến thời cổ đại là cả một cánh đại quân đó. Không hổ là linh hồn ca vương tạo hóa tiền bối, nghe bài hát của người khác thì mất tiền, còn nghe hắn hát thì phải dâng lên cả linh hồn mà nghe. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Thị A thập lục đượm vẻ nghi hoặc. Tạo hóa tiền bối phát Livestream, lúc nào thế? Ủa, Tô Thị A thập lục đạo hữu không biết à? Hôm qua trước khi tạo hóa đạo hữu lên Livestream, cô và Lưu Huỳnh tiên tử còn hát và Đông Phương Lục tiên tử còn múa mà. NN cũng nghi hoặc hỏi ngược lại, nhân tiện bán đứt luôn tạo hóa pháp phương. Hả? Ngón tay của Tô Thị A thập lục bất giác đặt lên chuôi đao, muốn đi chém cho tạo hóa pháp phương tiền bối một đao quá. Nén bi thương. Ngư Kiều Kiều vươn móng vuốt nhỏ vỗ vỗ Tô Thị A thập lục. Chờ ta lên tới tứ phẩm, thì cứ mấy ngày ta sẽ lại tìm tạo hóa tiền bối để so đao một lần. Cuối cùng Tô Thị A thập lục chỉ hừ một tiếng nặng trịch. Tạo hóa pháp phương tu luyện chiến Phật chân thân, có năng lực biến thân tái á pháp Phương siêu cấp, cường độ của nhục thân có thể sánh với chân quân lục phẩm. Trừ chiến Phật chân thân, hắn còn am hiểu côn pháp, thao thiên phúc hải côn pháp của Phật Tông được xưng tụng là một trong những côn pháp cương mãnh nhất trong thiên hạ đấy. Thế nhưng tạo hóa pháp Phương chỉ hiểu một chút đao pháp trụ cột thôi. Thỉnh giáo đao pháp của hắn là Tô Thị A Thập Lục lấy sở trường của mình để đấu với sở đoàn của người ta. Tô Thị A Thập Lục đạo hiếu, bần tăng ủng hộ cô. Thôn Vân đại sư giơ ngón cái. Đến lúc đó nếu cô muốn tìm Tạo Hóa sư huynh để khiêu chiến đao pháp thì ta sẽ phụ trách gửi vị trí của hắn cho cô, khiến cho hắn không trốn thoát được. Sau khi trao đổi một lát, Ngư Kiều Kiều mở cửa biệt thự. Mời đại sư vào, ta đi xem thiếu niên phụ trách viết cốt truyện cho phim đã ngủ dậy chưa đã. Nếu hắn tỉnh rồi thì đại sư có thể trao đổi với hắn một chút. Hắn mong được nói chuyện với một biên kịch chân chính lắm rồi đấy háo hức quá đi, hôm qua cô Trúc say cao mỗ mỗ rồi bảo người hầu để hắn ngồi trước máy tính. Không biết đêm qua cao mỗ mỗ có tỉnh giữa chừng mà bung lụa mấy vạn chữ không? Thế là sau khi mời thôn vân đại sư vào nhà, ngư kiều kiều thi triển ảo thuật lên người, biến thành mẹ mình rồi vui vẻ đến phòng cao mỗ mỗ. Trong phòng cao mỗ mỗ, bạn gái nhà y của hắn vẫn còn ngủ ngủ ly bì vì say rượu, thổ ba và lý dương nước ở phòng cách vách cũng say như chết. Cao Mỗ Mỗ đang nằm dán vào cạnh máy tính, nước miếng chảy đầy đất. Trên màn hình là một trang viết mới mở còn chưa được chữ nào. "Không gõ chuyện à?" Ngư Kiều Kiều thất vọng tràn trề. Sau đó cô đi ra sau lưng Cao Mỗ Mỗ, nhìn phần mềm gõ chữ đếm số chữ hôm qua và số chữ hôm nay. "Ơ? Ờ, ơ kìa, ơ kìa. 10 vạn chữ luôn. Hôm qua thêm 6 vạn chữ, hôm nay thêm hơn 3 vạn nữa." chẳng lẽ nửa đêm hôm qua cao mỗ mỗ bật dậy gõ chữ thật à? Tâm trạng của ngư kiều kiều nhất thời tốt hẳn và hai mắt thì sáng ngời lên. Quả nhiên chút say cao mỗ mỗ ném đến cạnh máy tính đúng là hữu hiệu mà. Để ta xem thử hôm qua cao mỗ mỗ đã viết những gì nào, ta háo hức muốn biết tình tiết trong 10 vạn chữ này lắm rồi. Ngư kiều kiều vươn tay điều khiển chuột, mở phần mềm đánh chữ, lật đến trang hôm qua cao mỗ mỗ viết. Một lát sau ngư kiều kiều đưa đuốn ra. Nội dung của 10 vạn chữ này đều là níng vờ lưu gón vi 937506 t ngư kiều kiều không cam lòng, bèn lăn chuột xuống xem tiếp, thế nhưng đống chữ nghĩa phía sau cũng y hệt như là vẽ bùa, lẫn lộn giữa chữ chung chữ anh và con số loạn xì ngậu. Cái của quỷ gì thế này? Đống này tách ra thì chữ nào ngư kiều kiều cũng biết, thế nhưng ghép lại thì có ý nghĩa quái gì đâu. Cao mỗ mỗ say rượu xong gõ chữ bằng mật mã à? Trong lúc suy tư Ngư Kiều Kiều vô tình khom lưng nhìn thấy mặt của Cao Mỗ Mỗ, sau đó cô đã nhanh trí phát hiện ra chân tướng. Trên mặt Cao Mỗ Mỗ in hẳn một loạt phím bấm. Không sai, chân tướng chỉ có một, toàn bộ 10 vạn chữ loạn cào cào này chính là Cao Mỗ Mỗ dùng mặt lăn lên bàn phím đánh ra. Ngư Kiều Kiều đau lòng muốn khóc, cảm thấy mình bị cả thế giới dối lừa. Xem ra kế hoạch chuốc say Cao Mỗ Mỗ rồi ném vào cạnh máy tính đã thất bại toàn tập rồi. Cao mỗ mỗ trong trạng thái này đúng là vẫn gõ được chứ, còn gõ được 10 vạn chữ kia. Chỉ có điều hắn dùng mặt lăn bàn phím ra một đống vô nghĩa mà thôi. Ngư kiều kiều thất vọng não nề rời phòng cao mỗ mỗ rồi đi ra phòng khách. Trong phòng khách, cả tống thư hàng, tô thị A thập lục và thiên nhai tử đạo trưởng vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào thôn vân đại sư. Thôn vân đại sư trải ra trước mặt mười mấy cái di động, gần như cái nào cũng đang réo inh ỏi. Lúc này Thôn Vân đại sư đang nghe điện thoại với tốc độ bàn thờ. Nghe một cuộc gọi, nói mấy câu, cúp nghe một cuộc gọi khác, hạ một chuỗi mệnh lệnh bla bla bla, rồi lại cúp, cứ thế tuần hoàn vô hạn. Trong thời gian Ngư Kiều Kiều đi xuống khỏi cầu thang và vào trong đại sảnh thì Thôn Vân đại sư đã nhận ít nhất là 6 cuộc gọi rồi. Thôn Vân đại sư đang làm cái gì vậy? Không lẽ ngoài là một biên kịch tầm cỡ quốc gia? hắn còn kiêm chức nhân viên tổng đài 10086 à mà bận rộn thế này. Ngư Kiều Kiều đến bên Tống Thư Hàng rồi hỏi. Đại sư đang làm cái gì đấy? Đại sư đang xử lý vụ tạo hóa pháp phương tiền bối phát Livestream hôm qua đấy, 30 vạn người bị tống thẳng vào bệnh viện, hậu quả này vượt xa so với dự trù của đấu chiến Phật Tông. Thôn vân đại sư và vô số sư huynh đệ của hắn đang sứt đầu mẻ chán vì giải quyết chuyện này. Tống thư hàng đáp nhỏ các trưởng lão của đấu chiến Phật Tông căn bản không ngờ tạo hóa Pháp Vương lại dám dùng Mỹ nhân kế trước khi phát Livestream. Vốn dĩ theo dự toán của đám quản lý đấu chiến Phật Tông, thì khi một tên được dựa như tạo hóa Pháp Vương phát Livestream cùng lắm cũng chỉ có một hai con mèo nó xem thôi. Bọn họ lặng lẽ huy động mấy ngàn đệ tử tục ra. Mỗi thằng cầy chục cái clone chạy vào cho đủ một vạn người xem để tạo hóa Pháp Vương đỡ mất mặt là được rồi. Thế thì dù tạo hóa pháp phương có cất tiếng ca hát cũng có thể hạn chế mức sát thương xuống thấp nhất. Nhưng không ngờ tạo hóa pháp phương lại lấy ba vị tiên tử xinh đẹp làm mồi nhử, thu hút tới ba chục vạn người xem. Đê tiện. Thế là thương vong thê thảm la liệt khắp nơi, các trưởng lão của đấu chiến Phật tông hối hận xanh cả ruột. Tô thị A thập lục đứng cạnh cảm thán: "Các đại sư của đấu chiến Phật tông vất vả quá." Thôn Vân đại sư nghe thấy thế thì hít hít mũi rồi cũng cảm thán theo đâu chỉ là vất vả, hay ít, trung quy vẫn là tại bọn ta không đủ kinh nghiệm, hơn nữa tạo hóa sư huynh lại quá. Âm hiểm, dám dùng mỹ nhân kế, đã thế tô thị A thập lục cô nương và hai vị tiên tử lại còn xinh đẹp quá, thu hút được tận ba chục vạn người liền. Tô thị A thập lục cười khan đầy ngượng ngùng, nhưng mà mọi chuyện đã được xử lý tạm tạm rồi. Chỉ còn có một việc khiến cho ta lo lắng thôi, đó là nhờ có lần Livestream này mà tạo hóa sư huynh đã nổi tiếng trên mạng Internet. Thôn Vân Đại Sư dừng một chút rồi nói tiếp. Chuyện khó tin là bây giờ đã có tới trên dưới 50 vạn người follow tài khoản Livestream kia rồi. Nghe nói họ đều chờ tạo hóa sư huynh phát Livestream nữa đó. Quát, Tống Thư Hàng không dám tin. Hắn biết rõ uy lực tiếng ca của tạo hóa Pháp Vương đó nha, lúc trước hắn nằm trên giường bệnh đã được nghe linh hồn ca Vương hát rồi. Nghe xong, Tống Thư Hàng cảm thấy đời này mình chẳng còn lưu luyến cái gì nữa. Câu tục ngữ, mình thường dễ tránh, ám tiến khó phòng, cứ quanh đi quẩn lại trong đầu hắn, giữa âm vang vẳng bên tai bảy ngày chưa tan. Lần ấy nghe xong hắn đã thể tuyệt đối không bao giờ nghe tạo hóa Pháp Vương hát nữa. Thế mà bây giờ trên mạng lại có tận năm chục vạn người xếp hàng chờ tạo hóa Pháp Vương phát Livestream á. 50 vạn người là kết quả thống kê bước đầu thôi. Bây giờ tất cả cư dân mạng đều tò mò muốn biết giọng ca làm cho 30 vạn người sùi bọt mép ngất đi đáng sợ thế nào lòng hiếu kỳ quấy phá, lại thêm nhiều người sống nơi thị thành thiếu kích thích quá, thành ra mới có những trò như nhảy ban di hay xe phi thiên. Livestream của tạo hóa sư huynh cũng tương tự như vậy đó, đa số người trong số năm chục vạn ấy chỉ muốn kiếm tìm kích thích cho cuộc đời thôi. Thôn Vân Đại Sư giải thích, Tống Thư Hàng vừa nghe đến chữ ban di thì đã thấy đầu gối mình hơi run run. Tóm lại là con người hiện đại bây giờ rảnh rỗi sinh nông nổi, cho nên mới chờ tạo hóa pháp phương phát Livestream để tìm kiếm kích thích chứ gì. Nói cách khác thì, trong đáy lòng mỗi con người hiện đại đều cất giấu khát khao lao đầu tìm chết. Còn nữa, trên mạng lan truyền một số đoạn ghi âm giọng hát của tạo hóa sư huynh, thế nhưng trong những đoạn ghi âm đó hình như thiếu đi lực lượng đặc thù, làm cho chúng chỉ không hay thôi chứ không có sức mạnh khiến cho lỗ tai mang thai rồi xảy thai như vậy. Càng như thế thì lại càng có nhiều người muốn xem Livestream của sư huynh, càng ngày càng nhiều người khao khát sư huynh phát Livestream. Bây giờ ta giàu thối ruột đây, bây giờ người follow mỗi lúc một đông, lần sau sư huynh phát Livestream mà đẩy cả trăm vạn người vào bệnh viện thì ta biết phải xử lý thế nào bây giờ. Thôn Vân Đại Sư nói, nếu cả trăm vạn người cùng vào viện thì sẽ chấn động cả nước mất. Không, 30 người vào viện đã gây tiếng vang toàn quốc rồi, nếu là trăm vạn người thì chắc chắn là sẽ rung chuyển cả thế giới luôn biết phải ngăn cản vụ này thế nào bây giờ? Chẳng lẽ lại cấm tạo hóa Pháp vương hát à? Vất vả lắm hắn mới có có được sân khấu Livestream của mình, hơn nữa đại thế thành rồi, tưởng muốn cản hắn mà dễ sao? Tống Thư Hàng nghĩ ngợi một chút rồi đề nghị. Hay là chúng ta đưa tạo hóa Pháp Phương ra nước ngoài Livestream nhỉ? Chắc là nước ngoài cũng có chương tương tự thế chứ đúng không? Tô Thị A thập lục trước mắt. Đúng ha, người ta chết thì thôi, mình sống là được thân thể của thôn vân đại sư cứng nở ra, sau đó hắn vỗ đùi đánh bếp một tiếng. Biện pháp này tuyệt quá. Để cho tiếng ca của sư huynh vang vọng giữa trời ngoại quốc xa xôi, thật là tuyệt diệu biết bao nhiêu. chương 645, Tam Lãng Nguồn Éo. Thiên nhai tử đạo trưởng hỏi đầy lo lắng. Thế có gây ra chiến tranh thế giới không? Lực sát thương của tạo hóa đạo hữu cao lắm đó chỉ cần cho tạo hóa đạo hữu đủ thiết bị và bệ phóng thì lực sát thương của hắn còn kinh dị hơn cả vũ khí hạt nhân. Không cẩn thận còn tạo ra tận thế ấy chứ. PS là một cao tăng tu vi cao thâm, tạo hóa pháp phương tinh thông ngôn ngữ của rất nhiều nước. Thôn Vân Đại Sư nghe vậy thì chìm vào trầm tư, thế thì to chuyện rồi. Vì cao mỗ mỗ còn đang say bí tỉ, không thể dạy trao đổi kịch bản với Thôn Vân Đại Sư được, cho nên sau khi được Ngư Kiều Kiều đồng ý thì thôn Vân Đại Sư cũng tạm thời ở lại biệt thự của Ngư Kiều Kiều. Biệt thự của Ngư Kiều Kiều rất rộng, đủ phòng cho khách ở. Sau khi ăn sáng xong, Tống Thư Hàng bắt đầu phần tu luyện của một ngày trong phòng luyện công đằng sau biệt thự của Ngư Kiều Kiều. Vì thể chất không đủ, cho nên bây giờ Tống Thư Hàng chỉ hận không thể tranh thủ từng giây từng phút để nâng cao thể chất. Đầu tiên là kim cương căn bản quyền pháp, bất động kim cương thân, sau đó là Kim Cương Phục Ma Quyền lĩnh ngộ được trong Kim Cương Động Phủ. Có thể nói hắn mới chỉ vừa nắm giữ được phần nhập môn của Kim Cương Phục Ma Quyền mà thôi. Bây giờ hắn bắt đầu nhớ nhớ cái ổ cứng của Diệt Phượng công tử rồi đó, chỉ cần mượn ổ cứng của Diệt Phượng công tử để dùng thì hắn có thể luyện hai chiêu đầu tiên trong Kim Cương Phục Ma Quyền lên tới đại thành trong thời gian ngắn rồi. Sau quyền pháp là đến Thánh Quang kiếm thuật, Phần Thiên Hỏa diễm đao và Nghịch Lân đao pháp cuối cùng là thân pháp quân tử vạn lý hành và thiên hành kiện. Thiên hành kiện không chỉ là thân pháp mà còn là một công pháp thối thể. Nó phối hợp với cương thủ có thể làm cho thể chất tăng lên rất nhiều. Sau khi tu luyện xong võ kỹ, Tống Thư Hàng ngồi khoanh chân lại để tu luyện tiếp Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Bên cạnh Tống Thư Hàng, Tô thị A thập lục chỉ làm đi lam lại một động tác chém đao đơn giản, ánh mắt cô vẫn luôn để ý tới quá trình của Tống Thư Hàng phía này. Trước khi lên tứ phẩm thì tu sĩ không nắm được nhiều pháp thuật, lại càng không thể ngự kiếm phi hành, lúc chiến đấu chủ yếu vẫn dùng võ kỹ. Tống Thư Hàng giờ đây trong tay có quyền pháp tinh diệu, vũ khí thì có kiếm pháp và đao pháp không tồi, thân pháp thì của nho ra, vừa đẹp vừa thực dụng. Nếu xét về võ kỹ thì tạm thời hắn không còn thiếu cái gì nữa rồi. Còn công pháp thì chờ khi nào bạch tôn giả xuất quan là có thể chỉ bảo hắn giai đoạn kế tiếp. Nhoáng một cái, Tống Thư Hàng đã trưởng thành đến mức này rồi, ta cũng phải cố gắng thôi." Tô thị A thập lục thầm nói, cô mà còn không thăng chức lên tứ phẩm thì sẽ bị Tống Thư Hàng đuổi kịp mất thôi. Tống Thư Hàng nhanh chóng vận chuyển xong xuôi một chu kỳ Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Chân khí trong cơ thể càng thêm hùng hậu, dòng sông chân dịch cuồn cuộn như mặt sông sóng trào. Bây giờ chỉ cần có phần công pháp tiếp theo từ chỗ Bạch Tôn giả là hắn có thể bắt đầu tu luyện mạch đầu tiên tinh huy mạch của tam phẩm rồi đợi Tống Thư Hàng tu luyện xong, Tô Thị A thập lục cha đao vào bao rồi gọi. Thư Hàng, Tống Thư Hàng, ơi, Tô Thị A thập lục, trạng thái thế nào rồi, bây giờ đang rảnh, ta dạy cho người phương pháp che giấu khí tức toàn thân và bắt lấy khí tức nhé. Đối với tu sĩ mà nói thì che giấu khí tức của bản thân là một môn học bắt buộc, có tác dụng lớn trong cả việc đánh lén cũng như giả heo ăn thịt hổ, thực ra thì phương pháp che giấu khí tức bản thân là do các tu sĩ cường đại nghiên cứu sáng tạo ra, nhằm giảm bớt áp lực cho các tu sĩ cấp thấp. Các tu sĩ cường đại mà không che giấu khí tức của mình, thì sóng linh lực mà họ vô tình phát ra sẽ nghiền sập ý chí chiến đấu của tu sĩ cấp thấp. Nếu không biết thu liếm khí tức lại thì các tu sĩ cường đại muốn lại gần con cháu mình cũng là cả một vấn đề đau đầu. Thế nhưng sau này thì người ta lại khám phá ra rất nhiều hiệu quả của biện pháp này. Được, tống thư hàng nhảy bật lên à phải rồi a thập lục này ta từng có một quyển chương trình giáo dục bắt buộc của chiến sĩ nhím biển trên đó có bí quyết ngụy trang khí tức bản thân của các chiến sĩ nhím biển không biết là nó có liên quan gì đến phương pháp che giấu khí tức bản thân không ta chưa tiếp xúc với bí quyết của chiến sĩ nhím biển bao giờ tô thì a thập lục cười nhẹ ta cứ dạy ngươi hai phương pháp này trước đã rồi ngươi tự nghĩ xem chúng nó có chỗ nào giống nhau không Thế cũng được, Tống Thư Hàng gật đầu nói, thế nhưng ngay sau đó thì hắn lại nhớ ra một chuyện. Từ từ đã A Thập Lục, hai phương pháp che giấu khí tức toàn thân và bắt giữ khí tức này không phải là bí mật không truyền ra ngoài của thiên hà Tô Thị Các Cô đấy chứ. Tô Thị A Thập Lục lắc đầu. Yên tâm đi, hai năng lực này không phải là bí mật gì, quá nửa số tu sĩ trong giới tu sĩ đều biết hai năng lực này ấy chứ. Thế thì tốt rồi, Tống Thư Hàng nói hai năng lực này nghe thì dễ, nhưng lúc học thì lại khá phức tạp. Có tô thì A thập lục cầm tay chỉ dạy mà Tống Thư Hàng vẫn phải dùng cả buổi sáng mới nắm giữ được chúng. Đây là còn trong tình huống có ngộ đạo thạch hỗ trợ đấy. Nếu không có sự giúp sức của ngộ đạo thạch thì chỉ sợ hắn phải mất cả ngày để học được hai năng lực này mất thôi. Có hai cách để sử dụng phương pháp che giấu khí tức bản thân. Cách sử dụng thứ nhất là có thể giúp cho tu sĩ thu liếm toàn bộ năng lượng và khí thế trong cơ thể trong thời gian cực ngắn, khiến cho tu sĩ trở nên giống hệt người thường. Phương pháp này thực ra giống như khi con người nín thở vậy, không thể nín mãi được, hết thời gian thì bao nhiêu linh lực và khí thế của tu sĩ lại bộc phát ra ngay. Thế nhưng có thể dùng nó để thoát khỏi kẻ địch đuổi theo trong thời gian ngắn, hoặc là khi đánh lén chẳng hạn. Phương pháp sử dụng thứ hai là che giấu tu vi thực tế của bản thân thông qua việc che giấu khí tức, thế nhưng cách này không làm cho tu sĩ giống hệt người thường được. Nó giống như khi mọi người hô hấp chậm lại, chỉ cần duy trì được trạng thái thì có thể che giấu khí tức rất lâu. Khi Tống Thư Hàng vừa học được năng lực này và dùng cách thứ nhất thì chỉ duy trì được khoảng 9 giây, sử dụng cách thứ hai thì cũng chỉ có thể áp chế khí tức xuống nhị phẩm đỉnh phong, còn cần phải luyện tập nhiều. Năng lực bắt giữ khí tức thì chính là định vị khí tức của tu sĩ khác thông qua việc cảm ứng, vận dụng càng thuần thục thì phạm vi cảm ứng càng xa thậm chí tu sĩ cường đại còn có thể định vị được kẻ thù của mình ở một vị diện không gian khác. Thực ra, năng lực này có chút tương đồng với bí quyết vận dụng tinh thần lực tinh thần trinh thám pháp hắn học được trong nhóm Cửu Châu số 1. Thế nhưng năng lực bắt giữ khí tức là vận dụng kết hợp tinh thần lực với chân khí hoặc linh lực, cho nên khả năng định vị càng mạnh hơn, có thể xem là bản update của tinh thần trinh thám pháp. Sáng nay học tới đây thôi, đến chiều chúng ta sẽ học tiếp dẫn lôi thuật và hư không hoán hỏa pháp. Tô Thị A thập lục cười híp mắt và nói. Được. Tống Thư Hàng đáp. Tuy hắn chỉ hận không thể học luôn dẫn lôi thuật, thế nhưng thời gian đã không còn sớm nữa. Hai thiếu nữ trang điểm theo phong cách người hầu thủ hạ của Ngư Kiều Kiều đã đến mời Tống Thư Hàng và Tô Thị A thập lục đi dùng cơm rồi. Trong phòng ăn, Cao Mỗ Mỗ, Nhà Y, Lý Dương Đức và Thổ Ba đã ngủ dậy. Cả bốn đều cảm thấy lúc ngủ dậy thì sảng khoái thoải mái, chẳng có chút huệ oải vì say rượu nào. Rượu nhà Ngư Kiều Kiều là chân phẩm, độ đủ nặng nhưng không đau đầu, say nhanh nhưng tỉnh rượu thì lại khoan khoái. Bấy giờ nhóm người cao mỗ mỗ đã bắt đầu dùng cơm. Thổ Ba đang vuốt máy tính bảng ầm ầm. Thổ Ba, đang làm gì đấy? Tống Thư Hàng đi tới sau lưng Thổ Ba rồi nhìn vào màn hình của hắn. Sau đó Tống Thư Hàng phát hiện ra Thổ Ba đang làm bài tập hè. Nhìn tiêu đề thì đó là bài tập hè môn ngữ văn lớp 2. Tống Thư Hàng Thổ ba ngẩng đầu lên nhìn Tống Thư Hàng rồi gượng cười và nói. Đang làm bài tập hè cho một thằng em họ, nhóc con này chơi cả mùa hè mà chưa sở đến một chữ bài tập nào. Hôm nay mồng 10 rồi mới bắt đầu cuống lên chạy sang này nghỉ tao. Thổ ba, không phải thằng em họ đó nắm được cái thóp nào của mày đấy chứ. Cao mỗ mỗ ngồi cạnh đó đẩy kính mắt, nói một câu đâm chúng hồng tâm. Đâu ra, tao có làm gì mà để cho danh con nó bắt thóp đâu chứ há 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 há, thổ ba cười khan, tống thư hàng, suốt cuộc năm đó thằng này làm thế nào mà thi đậu được vào đại học Giang Nam hay vậy? Thổ ba cười khan xong thì nhìn Tô Thị A thập lục sau lưng Tống Thư Hàng rồi quyết tâm nói lảng sang chuyện khác. Thư Hàng, cô bé sau lưng mày là ai đấy? Nhìn dễ cưng ghê, em gái mày à? Tống Thư Hàng. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy Tô Thị A thập lục đã xù hết lông lên rồi. Thổ ba, Tống Thư Hàng vỗ vai thằng bản thân. Đây là bạn tốt của tao, A Thập Lục. Nếu nói đến tuổi thì mày phải gọi cô ấy là chị Thập Lục đấy. Sao lại thế được, nhìn nhỏ thế này mà. Thổ ba bật thốt lên. Tống Thư Hàng cảm thấy thằng bạn mình hết thuốc cứu rồi, lòng quá thẳng, mồm quá nhanh. Chấm. Ở một phía khác, hiến công cư sĩ đang gọi bạn bè. Hắn đã hẹn mấy người bạn rồi, thế nhưng vẫn cảm thấy chưa ăn chắc bắt được con long ma nọ tìm thêm nhiều người hỗ trợ vẫn hơn. Thế là hắn nghĩ đến các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1. Đầu tiên, hắn nghĩ ngay đến Tô Thị A thất cảnh giới ngũ phẩm, chiến lược vô song, khi đao của A thất bùng nổ thì cho dù là tu sĩ lục phẩm cũng phải né tránh không dám đối đầu. Nếu A thất có thể đến hỗ trợ thì việc đối phó con long ma kia sẽ chắc thắng hơn. Hơn nữa, trong tay hắn còn đang có tin tốt có thể làm A thất động lòng. Hiến công cư sĩ lấy di động ra gọi cho Tô Thị A thất điện thoại được bắt rất nhanh hiến công cư sĩ nói thẳng vào chủ đề a à thất đạo hiếu ta có tin tốt về đồng quái đạo hiếu muốn nói cho ngươi biết nè tin tức của đồng quái tốt quá hiến công tiền bối hãy chờ ta một chút tô thị a à thất trả lời cực nhanh chờ ta xử lý con khỉ đầu chó kia xong sẽ trả lời ngay nói xong tô thị a à thất tắt điện thoại trước mặt hắn cuồng đao tam lãng bị trói như cái bánh trưng đang nhúc nha nhúc nhích như bỏ sát Tam lãng, người còn muốn chạy sao? Tô Thị A thất cười lạnh nói. Đậu má, hôm trước ở chỗ dược sư, hắn đã nhân từ thả cuồng đao Tam lãng đi. Tối hôm qua hắn và Tam lãng đều ngủ qua đêm ở nhà dược sư. Thế mà sáng nay khi hắn mở mắt ra thì lại thấy mình bị nhét vào một cái quan tài, đem chôn Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 43